Mao Sơn Quỷ Đạo, Lâm Nguyên. Tập 2. Ta giữ cửa đá bể về sau, dẫn tới Lý Văn Hòa Triệu Nghị thét lên, bọn hắn bu lại, hoảng sợ nhìn ta, không phải là bởi vì ta làm nát cửa nhà cầu, mà là hiếu kỳ ta lực bộc phát. Ta túc xá cửa nhà cầu là mới đổi, kia tấm ván gỗ lại dày vừa cứng, cũng không phải người bình thường một chân liền có thể đá bể, tăng thêm ta bình thường đều là nhìn yếu đuối, một cử động kia hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ta không để ý đến bọn hắn hiếu kỳ ánh mắt, song quyền nắm chặt, hai mục nhìn hằm hằm phía trước, nghênh ngang đi ra ngoài. Ngô Ngẫu, lão tử mẹ nó đến rồi. Bởi vì lúc trước Ngô Ngẫu tại ta túc xá lầu dưới khiêu khích, cho nên cái này sự tình rất nhanh liền truyền ra, gần như toàn bộ lầu ký túc xá đều sôi trào lên, sau đó thao trường sớm liền bu đầy người, đoán chừng trong nửa giờ, liền sẽ có nhân viên nhà trường nhân viên đến ngăn cản, nhưng mặc dù như thế, ta cùng Ngô Ngẫu hai người đều không có lùi bước, dứt khoát quyết nhiên đi vào thao trường. Ngô Ngẫu đã sớm tại trên bãi tập chờ lấy, mà ta cũng tại 10 phút đồng hồ trong vòng đuổi tới. Mọi người thấy ta đến về sau, tất cả đều oanh gọi một tiếng, bởi vì ta là để trần thân trên đến, trên người ta chẳng những không có cơ bắp, hơn nữa còn hơi gầy, dù sao ta điều kiện kinh tế không phải rất tốt, có cơm ăn cũng không tệ. Ta không để ý đến bọn hắn đổ tiếng hừ, mắt cấp tốc quét một lần đám người, thế mà phát hiện Lý Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng kẹp ở trong đám người. Lý Tiểu Mạn thế mà hưng phấn vung trái phải quyền, sau đó miệng không ngừng nói thầm, mặc dù nghe không được thanh âm của nàng. Nhưng ta nhìn nàng hình miệng liền biết lời nàng nói là, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Trong lòng ta nở nụ cười gằn, hừ, xấu bụng nữ, có thể muốn để ngươi tính toán thất bại. Nhưng nàng bên cạnh Lâm Tuyết lại cau mày, một bộ lo lắng bộ dáng, cái này khiến ta cảm thấy có chút hứa an ủi, bởi vì người chung quanh, giống như đều đang mong đợi ta bị đánh ngã. Ngô Ngẫu nhìn ta cái này tạo hình, phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, sau đó giễu cợt nói, làm sao? Trang khốc a, vẫn là cốt Lý Tiểu Long, chật chật chật, chỉ tiếc thân không có mấy lạng thịt, cùng cái khỉ ốm giống như, xem xét liền yếu đuối, người có tin ta hay không một cái tay liền có thể đưa ngươi đánh ngã. Nói xong cũng đem quần áo cởi xuống, lộ ra karate đạo phục, xuyên chiến y ra tới cùng ngươi đánh, xem như lão tử để mắt ngươi. Trong lòng ta cười thầm nói, ha ha, lão tử muốn ngươi xem lên, đồ đần. Đúng vào lúc này. Đột nhiên trong cơ thể ta một cỗ lực lượng vô danh thăng lên, sau đó thân thể bị một cái khác linh hồn chỗ chi phối, lúc đầu nghĩ phản trào phúng một câu Ngô Ngẫu, nhưng thân thể cùng nhét nặng mấy chục cân xuôi theo đồng dạng, muốn động lại không động đậy. A lớn, ta chân đột nhiên xéo xuống thượng cửu 10 độ hướng Ngô Ngẫu đá một chân, nhưng lại cố ý lệch ra một chút, không có đá trúng, nhưng chân vung ra đi xung kích gió, lại làm cho Ngô Ngẫu giật mình kêu lên, hắn vội vàng lùi về phía sau mấy bước, sau đó khẩn trương nhìn ta. Nhìn ánh mắt của ta giống như biến thành người khác. Ta thao, xinh đẹp, cái này thì uy phương thức ta cho 82 phân, còn lại chia 666 phát cho ngươi. Ta ở trong lòng âm thầm hò hét nói, quả nhiên Lý Tiểu Long anh linh chính là châu bò, cái này đai đen đều dọa cho ngẩn người, nhưng cũng khía cạnh phản ứng ra Ngô Ngẫu người này là có chút đồ vật, lập tức liền nhìn ra môn đạo đến, sau đó cấp tốc đề cao mình tính cảnh giác. Động tác này là Lý Tiểu Long chiêu bài đá chân. Đoán chừng tất cả mọi người chỉ ở trên TV nhìn qua, ta lập tức đá ra, còn đá tiêu chuẩn như vậy, đem tất cả mọi người cả kinh giật nảy cả mình, chẳng qua sau đó bọn hắn đã cảm thấy ta chỉ là học được giống, khoa chân múa tay thôi, làm sao có thể đánh thắng được karate đai đen. Ngay tại mọi người hoài nghi ta thời điểm, thân thể của ta lại bị cáo chế, không ngừng nhảy bước nhỏ, sau đó đối Ngô Ngẫu làm một cái tới thủ thế, đây là Lý Tiểu Long tiêu chuẩn khiêu khích phương thức. Ngô Ngẫu ăn một hạ mã uy về sau. Lại bị liên tiếp khiêu khích, hắn nháy mắt bị chọc giận lên, vừa rồi tính cảnh giác biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, hét lớn một tiếng sau một cái mãnh vào tới trước hướng ta đập tới. Ngay tại nắm đấm của hắn cách lỗ mũi của ta 3 cm trái phải khoảng cách thời điểm, ta mới cấp tốc trái né qua một bên, Ngô Ngẫu cầu thắng sốt ruột, thế công phi thường mãnh, thấy ta tùy tiện né tránh về sau, đâu chịu bỏ qua, lập tức quyền hóa trưởng hướng ta đập tới tới. Ngô Ngẫu thế công một lần so một lần mãnh, một lần so một lần nhanh, nhưng có Lý Tiểu Long phụ thân ta y nguyên không chút hoang mang tránh quá khứ, hiện tại ta cảm giác Ngô Ngẫu nắm đấm vô cùng chậm. Ngô Ngẫu thấy hai lần công kích cũng vô hiệu, lửa giận càng thêm lớn, khả năng tại trong ý thức của hắn, ta chỉ cần dùng một cái tay nhẹ nhàng bóp liền chết rồi, nhưng lần này dùng hết toàn lực đều chiếm không được nửa điểm thượng phong, lòng tự tôn của hắn tự nhiên nhận lớn lao đả kích,
Chẳng qua trong lòng ta lại cười lạnh một tiếng, cái này, khả năng mới là vừa mới bắt đầu. Ngô Ngẫu nửa người trên sờ không tới ta, vội vàng đổi đánh hạ bàn, hắn đột nhiên một cái quét chân hướng ta đánh tới, nhưng lần này ta y nguyên tránh khỏi, sau đó đối với hắn hô, được rồi, ngươi không có cơ hội. Đã để ngươi ba chiêu. Ngô Ngẫu nghe ta câu nói này về sau, lập tức biến sắc, giống như dự liệu được chuyện gì đó không hay. Ta né tránh đi qua sau, đùi phải như điện chớp đá ra ngoài, bởi vì Ngô Ngẫu quét chân, cho nên thấp nửa người, ta cái này một chân, trực tiếp hướng mặt của hắn cửa đạp ra ngoài, ta không biết chân này uy lực lớn bao nhiêu, nhưng ta trước kia đẹp mắt qua rất nhiều liên quan tới Lý Tiểu Long đưa tin, nói Lý Tiểu Long chân gió có thể đủ thổi tắt ngọn nến, hắn một chân uy lực đoán chừng không cách nào tưởng tượng. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, Ngô Ngẫu người này hướng về sau bay ra ngoài, chờ hắn lại đứng lên thời điểm, ta nhìn thấy hắn thiếu một cái răng, mũi cùng miệng đều là máu, người cũng choáng váng, chuyển đằng một hồi lâu mới đặt vững nền móng. Ngô Ngẫu thế mà bị đánh, trường học bá thế mà bị đánh, một trận tiếng ồn ào tại trên bãi tập vang lên, đám người nháy mắt sôi trào lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt ở trên người của ta, bọn hắn đều tại hiếu kỳ ta là ai, vì cái gì có thực lực như vậy. Thế mà tướng tá bá cho đánh, liền Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết cũng phát ra tiếng kinh hô. Ngô Ngẫu xoa xoa trên mũi máu về sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dạng này vũ nhục đoán chừng hắn là lần đầu tiên thụ, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại, càng có thể hổ thẹn chính là, răng thế mà còn để người cho đánh dụng, cái này khiến hắn làm sao nhận được. Ngô Ngẫu song quyền nắm chặt, sau đó liều mạng hướng ta đập tới. Lần này nắm đấm của hắn liền cùng hạt mưa đồng dạng, không ngừng hướng ta kiểm môn, khuôn mặt rơi xuống, có thể nhìn ra được hắn có bao nhiêu phẫn nộ, ta thậm chí có thể trông thấy hắn mắt đều đỏ. Nhưng ta một điểm cũng không sợ sợ hắn, song quyền cũng lập tức phun ra, cùng nắm đấm của hắn đụng vào nhau. Ta vốn cho rằng sẽ cùng trên TV đồng dạng, bốn quyền tương đối sẽ rằng qua mười mấy cái hiệp, sau đó hai người bất phân cao thấp sau mới tách ra. Nhưng ra ngoài ý định chính là, ta nghe được một trận nắm đấm bạo liệt thanh âm. Ngô Ngẫu hai tay thật giống như chỗ này đồng dạng, lập tức rút đi về, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như đặc biệt đau khổ, hai tay đều đang run rẩy, như là rút gân. Cái này anh linh thân trên về sau, nhưng so sánh khi còn tại thế đều muốn mãnh, bởi vì không có thể lực cùng trạng thái hạn chế, cái này Ngô Ngẫu tại Lý Tiểu Long trước mặt, liền yếu đến cùng một con gà giống như. Ngô Ngẫu rốt cục phát giác được không thích hợp, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này nam nhân mạnh đáng sợ. Hắn căn bản không phải đối thủ. Không đánh, không đánh, ta nhận thua, nhận thua. Ngô Ngẫu sau khi nói xong, quay người liền nghĩ chạy trốn. Hừ, đánh không lại liền nghĩ chạy, nghĩ hay lắm, vừa rồi mắng ta không cha không mẹ thời điểm, không phải rất túm rất thoải mái sao. Ta vội vàng đuổi tới, sau đó nhảy dựng lên ra sức hướng sau lưng của hắn đạp một chân, hắn lập tức cùng con rùa đồng dạng vểnh lên hai chân bay ra ngoài, sau đó đổ nằm dạp trên mặt đất ngất đi. Mũi miệng tất cả đều là máu, làm thao trường một chỗ. Đi theo Ngô Ngẫu kia hai cái chân chó Trương Văn cùng Trần Vũ vội vàng đi qua đỡ lấy Ngô Ngẫu sau đó cụp đuôi chạy mất. Lúc này, thao trường không có tiếng hoan hô, không có thét lên, cũng không có phấn chấn lòng người hò hét, lúc này phi thường yên tĩnh, an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc phải há hốc miệng, mắt bình tĩnh nhìn ta, bởi vì ta đánh bọn hắn một bàn tay, mà lại đánh cho đặc biệt vang. Đây là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Ngô Ngẫu ở trường học là người người đều e ngại trường học bá, cao hơn ta một cái đầu, vẫn là karate đai đen, nhưng ta mấy chiêu đem hắn đánh ngã, liền sức hoàn thủ đều không có. Chuyện như vậy, bọn hắn làm sao đều không thể tin được, chẳng qua lại thật sự phát sinh. Đúng vào lúc này, trường học bảo vệ trường đến, bọn hắn vội vàng đem đám người xua tan, còn gọi tới lớp của ta chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp biết ta tại thao trường ẩu đả về sau. Vội vàng xông lại nghĩ bóp lấy lỗ tai của ta, nhưng ta trở tay liền một quyền đem chủ nhiệm lớp đánh bay ra ngoài, liền mắt đều bảo. Ta thao, Tiểu Long ca mau dừng tay, cái này cũng không thể đánh. Ta vội vàng dùng một cái tay khác đè lại nắm đấm của mình. Dừng, nguyên, chủ nhiệm lớp tại trên bãi tập phát ra một câu tan nát cõi lòng hò hét, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Ta đã từng là cái vương giả, về sau lớp của ta chủ nhiệm liền đến. Chuyện này qua đi. Ta bị chủ nhiệm lớp phạt viết 10 vạn chữ kiểm điểm, chạy 300 vòng thao trường, cái này cũng chưa tính, ẩu đả sự tình huyên náo quá lớn, còn đem Ngô Ngẫu đánh cho trọng thương, ta trừ muốn viết kiểm điểm, còn muốn 8.000 bồi tiền thuốc men, không phải liền phải bị trường học khai trừ.
Mặc dù lần này hung hăng xả được cơn giận, Ngô Ngẫu cũng sẽ không lại đến quấn lấy Trương Tiểu Mạn, nhưng ta trả ra đại giới cũng không nhẹ, trọng yếu nhất cái này 8.000 tiền thuốc men ta đi đâu làm đi, chẳng qua lần này bức trang thật là thoải mái, hiện tại đi ở trường học trên đường, đều có thể dẫn tới không ít sùng bái ánh mắt, đặc biệt là Lâm Tuyết, ngày đó qua đi, nàng nhìn ánh mắt của ta triệt để biến, trong đôi mắt mang theo rất nhiều thứ, có sùng bái, ôn nhu, mập mờ, còn có rất nhiều cảm giác nói không ra lời. Chẳng qua ta không có đem cái này để ở trong lòng, người ta gia đình như vậy, có thể coi trọng ta như vậy không cha không mẹ tiểu tử nghèo sao? Ngay tại ta vì kia 8.000 tiền thuốc men sầu muộn thời điểm, đột nhiên lại đến một chuyện phiền toái. Cái này sự tình nói đến càng thêm để ta nổi nóng, cái kia chó di thôn trưởng thế mà muốn chiếm lấy nhà ta mộ phần, muốn ta trong nửa tháng đem cha mẹ ta ra ra nãi nãi cùng nhị thúc mộ phần rời đi, không phải liền đem bọn hắn mộ phần cho đào. Rời mộ phần cũng không phải việc nhỏ, mà lại kia vốn chính là nhà ta nghĩa địa, dựa vào cái gì cho hắn. Cái này vô lương thôn trưởng cũng không phải cái gì đồ chơi hay, hắn lợi dụng quyền lợi chiếm trong thôn nữ nhân tiện nghi sự tình, ta nhưng biết không ít. Cái này vô lương thôn trưởng cũng không phải cái gì đồ chơi hay, hắn lợi dụng chức quyền chiếm trong thôn nữ nhân tiện nghi sự tình, ta cũng không có hiếm thấy. Kia là ta đại khái 5 tuổi thời điểm, tại nhà cầu tử chơi. Tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào cậu tử nương gian phòng, vẫn là giữa ban ngày. Cậu tử cha hắn ra tỉnh thành làm công, một năm về một lần, cậu tử cùng mẹ hắn Thúy Bình hai người ở nhà sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó ta cùng cậu tử còn nhỏ, hai người trông thấy thôn trưởng tiến Thúy Bình gian phòng, cũng không có đặc biệt lớn phản ứng, chính là cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất, người trưởng thôn này giữa ban ngày lão hướng cậu tử nương gian phòng chạy cái gì. Vẫn là cái ngày nắng to. Hai người trong phòng không buồn bực sao? Khi đó rất ngây thơ, còn tưởng rằng hai người trong phòng chơi cái gì trò chơi đâu. Tại lòng hiếu kỳ quấy phá dưới, hai chúng ta lặng lẽ đi vào trước cửa, cũng không dám tiến vào, chỉ dám nằm ở trên cửa nghe lén lấy động tĩnh bên trong chỉ có chút thanh âm kỳ quái, còn có thôn trưởng cùng cậu tử nương đối thoại. Một lát sau, Thúy Bình nhỏ giọng nói, thôn trưởng, đây chính là một lần cuối cùng, nhà chúng ta khối kia ruộng ngươi cũng không thể chiếm. Cậu tử cha những năm này ra tỉnh thành cũng không có chiếm tiền gì, năm ngoái còn tại công trường té gãy chân, hiện tại nhà chúng ta liền ỉ vào miệng ruộng sinh sống. Cái gì gọi là chiếm, lời nói này được nhiều khó nghe, nhà các ngươi trước kia vốn chính là di chuyển tiến thôn chúng ta, nào có cái gì ruộng đồng, đều là người trong thôn cho các ngươi mượn, hiện tại ta chỉ là thu hồi mà thôi, chẳng qua ngươi yên tâm, ngươi cùng ta tốt về sau, vậy ta lại nhiều cho ngươi đồng dạng khối ruộng đều được. Thôn trưởng cười ha hả nói. Ta cùng cậu tử hai mặt nhìn nhau, nghe giống như thôn trưởng đang khi dễ Thúy Bình đồng dạng, cậu tử vội vàng mang ta vây quanh bên cửa sổ, nghĩ tìm tòi hư thực, đến cùng thôn trưởng kia hàng có phải là đang khi dễ mẹ hắn. Cửa sổ mặc dù cũng bắt giam, nhưng kia cửa sổ rách rách dưới dưới, có một ít lỗ mũi lớn lỗ nhỏ, ta cùng cậu tử đồng thời đem mắt tiến đến trên cái hang nhỏ đi đến nhìn. Năm tuổi tuổi đời này mặc dù nhỏ, nhưng ở nông thôn cũng coi là cái trai trai hài tử, mặc dù tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng cũng không tính là cái gì cũng không biết, nhìn thấy loại này hình tượng, ta vẫn là ý thức được cái gì, vội vàng kéo lấy cậu tử rời đi, một là xấu hổ, hai là sợ chó tử thương tâm. Sau khi về đến nhà, ta đem chuyện này nói cho Gia Gia. Gia Gia sau khi nghe, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong mắng một câu, cái này chó hàng thôn trưởng, thật là không phải là một món đồ. Sau khi mắng xong còn phân phó ta muốn đem chuyện này nát tại trong bụng, không muốn cùng người khác nói. Khi đó cảm thấy Gia Gia đặc biệt sợ, khẳng định là sợ thôn trưởng cái này ác thế lực, sau khi lớn lên ta mới hiểu được, nếu như nói ra ngoài, kia vô lương thôn trưởng cũng không nhất định có thể nhận trừng phạt, nhưng nhất định có thể hủy một ngôi nhà. Về sau, ta trong thôn chơi thời điểm, còn lục tục ngo ngoe gặp qua thôn trưởng hướng rất nhiều nhà nữ nhân gian phòng bên trong chui, phần lớn đều là lão công không ở nhà hoặc là quả. Không biết hắn là dùng cái gì đe dọa dụ lợi thủ đoạn, dù sao khi đó lên. Ta liền đặc biệt chán ghét hắn, nghĩ không ra cái này chó hàng, thế mà đến chiếm nhà ta nghĩa địa. Kia nghĩa địa phong thủy tương đối tốt, là gia gia của ta khi còn sống liền chọn tốt, sao có thể cho cái này vương bát độc tử cho chiếm, mà lại đào quan tài rời mộ phần, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể đào, muốn làm không cẩn thận, ta liền thành bất hiếu tử tôn. Thu được tin tức này về sau, ta vô cùng lo lắng chạy về nhà, đi đến mồ mả thời điểm, đã thấy xung quanh máy móc tại chờ lệnh. Thôn trưởng nhìn thấy ta, liền xông lại đối ta đổ ập xuống dừng lại chào phúng, Lâm Nguyên,
cái này mồ mả thế nhưng là trong thôn thế hệ trước lưu lại, nhà các ngươi những cái này bị sét đánh yêu nghiệt, cũng không thể đợi tại cái này có núi có nước nơi tốt, thức thời tranh thủ thời gian rời đi, không phải ta hiện tại liền đem thi cốt đều cho ngươi đào lên giẫm, sau đó chôn phân trong hầm. Vũ nhục ta có thể, nhưng tuyệt đối không thể bẩn thỉu người nhà của ta, ta đã sớm nhịn cái này chó hàng thật lâu, khẩu khí này lão tử làm sao có thể nuốt được đi, bất kể hắn là cái gì chó má thôn trưởng. Ta thuận thế liền cầm lên trên mặt đất một khối đá, sau đó cùng như bị điên hướng về thân thể hắn nện. Kia vô lương thôn trưởng đều đã hơn 50 tuổi, không phải đối thủ của ta, hắn vạn vạn không nghĩ tới ta dám cùng hắn động thủ, dọa đến tè ra quần về sau chạy. Nhưng hắn chạy rất chậm, ta đuổi theo liền hướng hắn chán đập, dám đào nhà ta mộ phần, lão tử cùng ngươi liều. Thôn trưởng liều mạng dùng tay ôm đầu bộ, sau đó ngoài miệng run rẩy hô, cứu mạng, người tới đây mau. Cứu mạng a! Ta quản hắn mọi việc, trên tay tảng đá liều mạng nện, không đầy một lát liền nện hắn một đầu máu. Rất nhanh thôn trưởng tiếng kêu cứu liền dẫn tới một đám người, sau đó đem ta kéo ra mạnh mẽ theo trên mặt đất. Thôn trưởng thừa cơ đi lên đạp một chân trên đất ta, sau đó tại trong túi móc ra một tấm khế đất mắng, tiểu tử thúi, ngươi mỗ mỗ, trông thấy đây là cái gì không có, đây là nghĩa địa khế đất, ai có trương này đồ vật, cái này nghĩa địa liền về ai, phi. Còn dám cho lão tử kêu gào, đáng đời cả nhà ngươi đều bị sét đánh chết. Nói xong lại mạnh mẽ đạp ta một chân. Nghe xong tên chó chết này, ta mới đột nhiên nhớ tới, năm đó gia gia của ta mua mảnh đất này thời điểm, cũng không có yếu địa khế, bởi vì mua nghĩa địa đều là một cái búa mua bán, tăng thêm người kia cùng ta gia gia rất quen thuộc, hắn cũng lười làm những trình tự này, chỉ là miệng hiệp nghị, về sau ai mộ phần đào tại cái này mồ mả dĩ nhiên chính là ai, nhưng không nghĩ tới. Gia Gia sau khi chết, cái này cái gọi là người quen thế mà phía sau đâm hắn một đao, nếu như bị Gia Gia trên trời có linh thiêng biết. Khẳng định phải tức giận thổ huyết. Lâm Nguyên, đừng nói ta đường đường một cái thôn trưởng khi dễ ngươi một đứa cô nhi, cái này mồ mả tăng thêm ngươi thương ta tiền thuốc men, 10 vạn. Cái này mồ mả liền về ngươi, ta cho ngươi một tháng, không có 10 vạn ta đem quan tài đều cho ngươi đào nát lạc. Nói xong che lấy chảy máu đầu liền mang theo đám kia chó săn đi, không lâu lắm. Những cái kia máy móc cũng quay đầu trở về, xem ra ta tảng đá kia coi như lên một chút tác dụng. Chẳng qua cái này vô lương thôn trưởng cũng thật hung ác, thế mà chào giá 10 vạn, ta một học sinh trung học, đi đâu tìm 10 vạn cho hắn, còn có ngô ngẫu tiền thuốc men, ngẫm lại đều cảm thấy nhức đầu, lúc này ta bắt đầu có chút hối hận không muốn kia trương hổ thù lao, nếu không ta lại quay đầu tìm hắn đi. Nhưng ngẫm lại vẫn là được rồi, nhị thúc nói qua, không thể làm chuyện xấu. Không phải hắn làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ta, những cái này vô lương tiền, ta cũng không thể muốn. Chờ ta cau mày khổ mắt trở lại cửa trường học thời điểm, đột nhiên mập mạp liền chui ra, một mặt thần bí đem ta kéo đến một bên. Mập mạp mặt mũi tràn đầy thần bí đem ta kéo đến một bên về sau, cười hì hì nói, tiểu ca, nghe nói người hôm qua làm một cái karate cao thủ, cái này sự tình đều truyền ra ngoài trường. Nói xong còn đối ta giơ ngón tay cái lên, nghiêu bê. Ta tâm tình không tốt, cũng lười cùng hắn ô ô cặn bã, lườm hắn một cái nói, có việc mau nói, có dám mau thả, ta không rảnh cùng ngươi kéo con bê đâu. Mập mạp này nếu như không có sự tình, tuyệt đối sẽ không đặc biệt chạy tới đối ta khích lệ một phen, cái này vô sự mà ân cần a, khẳng định không phải lừa đảo tức là đạo trích. Mập mạp sờ sờ đầu, xấu hổ cười một tiếng, ai nha, ta tại tiểu ca trước mặt a, cái gì đều giấu không được. Đừng cho ta đánh thái cực, có việc mau nói. Ta tiếp tục nói, mập mạp thấy ta không cho sắc mặt tốt hắn nhìn, cũng không còn che che lấp lấp, vội vàng nói, tiểu ca, ta có cái đại đan, muốn hay không tiếp, xong việc chia đôi. Ta nhíu mày hỏi, cái gì đại đan? Có cái người mẫu gần đây gây sự tình, mở giá tiền còn có thể, ta một người không giải quyết được, nghĩ xin ngươi giúp một tay cùng một chỗ vớt thế giới. Mập mạp nói, cái này vớt thế giới chính là kiếm tiền ý tứ. Ngươi thế nào không giải quyết được? Lừa gạt người còn muốn hỗ trợ a? Trước kia không đều một mình ngươi ra trận sao? Ta nửa tin nửa ngờ nói, ta cũng không muốn cùng mập mạp này cùng một chỗ làm thần côn. Mập mạp lắc đầu, một mặt hoảng sợ, giống như gặp cái gì đáng sợ sự tình. Ta nhìn hắn muốn nói lại thôi, liền vội vàng hỏi, có chuyện gì mau nói, chớ cùng cái nương môn giống như. Mập mạp nhìn một chút chung quanh, sau đó mới tiến đến bên tai ta thần bí nói. Lần này nàng gặp phải không phải quỷ, mà là một con rắn. Nghe mập mạp, ta lập tức đánh run một cái, nghĩ nghĩ đều cảm giác thấy lạnh cả người hướng trên thân vọt,
cái này khiến ta nhớ tới Mao Sơn Quỷ Đạo bên trong ghi lại Đông Bắc 72 đường giã tiên, mà cái này 72 đường giã tiên bên trong nổi danh nhất hợp lý số hồ bạch liễu vàng xám. Hồ chính là hồ ly, bạch chính là đâm vị, liễu chính là rắn, cho là con chuột, hoàng chính là hoàng bì tử, cái này năm loại sinh linh lớn nhất linh tính, cũng tà môn nhất, mà mập mạp vừa rồi nâng lên rắn là thuộc về trong đó một loại. Những đồ chơi này nhưng cùng quỷ khác biệt, tà mị trình độ cũng không tại một cái cấp bậc, nếu như sống năm tháng dài, cùng tivi trong tiểu thuyết yêu quái nhưng không kém là bao nhiêu, mập mạp đoán chừng cũng biết rõ điểm ấy, mới không dám làm loạn, nhưng lại đỏ mắt người ta tiền kia, cho nên mới tìm ta. Cái này đến cùng làm sao chuyện, người cùng ta cụ thể nói một chút. Lòng hiếu kỳ của ta đã bị mập mạp hoàn toàn câu lên. Mập mạp nói, theo kia người mẫu nói, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ mộng thấy một nam tử mặc hắc bào, sau khi tỉnh lại lại phát hiện bên giường có vải rắn, còn có một đầu thùng nước lớn hắc xà từ cửa sổ leo ra đi, về sau đổi phòng ở cũng vẫn là như vậy. Kia nàng đoạn thời gian gần nhất có hay không đắc tội qua rắn? Ta hỏi. Mập mạp sờ sờ đầu, cái này ta cũng không biết, ta cùng với nàng chỉ là tại WeChat bên trên đơn giản giao lưu, nghe thấy là rắn ta liền không dám làm loạn. Ngoá, vậy ngươi biết cái gì, loại chuyện này cũng không hỏi rõ ràng. Ta mắng. Mập mạp một mặt hèn mọn cười nói, ta biết cái này muội tử cho tiền không ít, hắc hắc. Bao nhiêu? 2 vạn, hơn nữa còn là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có 2 vạn. Mập mạp trà sát 2 cái ngón tay, thế nào, muốn làm một trận sao? 2 người chúng ta đập trên bờ vai, vậy nhất định là thỏa thỏa, hơn nữa còn là cái đại đan, ai còn có thể cùng tiền không qua được a? Ta nhíu mày, nghĩ nghĩ ngô ngấu kia tiền thuốc men cùng thôn trưởng kia 10 vạn, hiện tại ta giống như không có lựa chọn nào khác, không phải sách không có đọc không nói, liền người trong nhà thi cốt đoán chừng đều không gánh nổi. Được, nhưng thù lao ta muốn 6 thành, không phải không bàn nữa. Lần này tính nguy hiểm cực cao, làm không cẩn thận đoán chừng mệnh đều không có, mập mạp là nửa thùng nước, không nhất định có thể cho ta giúp đỡ được gì, mà lại ta chỉ có 1 tháng thời gian, ta khẳng định phải ăn mập mạp này một lần, hắc hắc. Mập mạp trợn mắt nhìn ta một cái, tiểu ca, người đây cũng quá không tử tế đi. Chẳng qua lần thứ nhất hợp tác, tính cho người điểm phúc lợi đi, người 6 ta 4. Mập mạp vỗ đùi nói, thành giao. Thành, cái kia thời điểm bên trên muội tử kia nhà nhìn xem. Ta hỏi, việc này không nên chậm trễ, liền đêm nay, ta chờ một chút liền liên hệ muội tử kia. Mập mạp nói, sau khi nói xong, chúng ta liền chia ra trở về. Ban đêm ta mang lên ra hỏa ra trường đã nhìn thấy mập mạp cưỡi chiếc xe điện tại cách đó không xa chờ lấy, còn hèn mọn nhìn chung quanh, trông thấy mặc đồng phục tiểu mỹ nữ liền thèm ăn chảy nước miếng, may mắn bảo vệ trường không nhìn thấy hắn, không phải phải đem hắn làm lưu manh bắt lại. Bên trên mập mạp xe điện về sau, hắn phân phó một câu ngồi vững vàng lạc. Liền thẳng đến người mẫu nhà, trên đường hắn còn nói nhỏ nói, chờ lão tử kiếm được tiền, khẳng định phải mua chiếc 4 bánh, không vì cái gì khác. Liền vì có thể chứa ích, cái này đừng đề cập sảng khoái hơn, tiểu ca ngươi nói có đúng hay không? Ta không thèm để ý hắn, ngồi ở phía sau không rên một tiếng, nghĩ đến trở xuống đi lên làm sao đối phó con rắn kia. Kia rắn nếu quả thật như mập mạp nói như vậy tà môn, kia đoán chừng đều đã thành tinh, bởi vì thành tinh động vật, giỏi về mê hoặc nhân loại, chỉ cần bị nó cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Thật là như vậy. Vậy nhưng khó giải quyết, ta phải mọc thêm cái tâm nhãn, không thể đuổi theo 2 lần đồng dạng như xe bị tuột xích. Tới nơi về sau, chúng ta cũng không rông dài, trực tiếp liền lên muội tử nhà. Phanh phanh vài tiếng sau khi gõ cửa, một người mặc màu hồng phấn áo ngủ nữ nhân ra tới mở cửa, ta cùng mập mạp nhìn thêm vài lần nàng về sau, trong lòng cũng không khỏi cảm thán nói, không hổ là làm người mẫu. Cái này muội tử dáng người vô cùng tốt, chân dài eo nhỏ, cái đầu cao. Khuôn mặt trắng nõn, nhìn liền để người muốn hôn một hơi, ta cùng mập mạp nhìn đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt. Mập mạp lấy cùi chỏ đâm một chút ta sau đó nhỏ giọng nói, tiểu ca, nguyên lai ngươi bình thường đều là giả vờ chính đáng a. Ta về chừng mắt liếc hắn một cái, gọi hắn chớ lên tiếng, ai mẹ nó còn không phải nam nhân. Muội tử đem chúng ta để đi vào, sau đó giới thiệu một chút về mình, nàng gọi Lê Lị Lệ, năm nay 20 tuổi, là cái nghiệp dư người mẫu. Mập mạp nhìn một chút cái nhà này, sau đó nói, cái này người mẫu nữ ngành nghề thật là nổi tiếng, ở như thế địa phương tốt, cũng không có thiếu vớt kim nha. Lê Lị Lệ lật một chút bạch nhãn, nổi tiếng cọng lông,
Quang làm người mẫu ngay cả mình đều chưa hẳn có thể nuôi no bụng, còn không phải dựa vào bồi những ông chủ kia ăn cơm, hòa. Lê Lị Lệ nói đến đây, giống như ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng thắng xe lại. Vì đổi chủ đề, nàng sửa lời nói, hai vị đại sư, ta gần đây ác mộng liên tục, còn tốt giống cho một con rắn cho cuốn lấy, không biết có phải hay không là gặp tà rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta vội vàng an ủi nàng đừng hoảng hốt, sau đó hỏi, người gần đây có hay không gặp được cùng rắn có liên quan sự tình? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lê Lị Lệ mắt đột nhiên chuyển một chút, sau đó chần chờ nói, không có, không có, ta không có gặp qua cùng rắn có liên quan sự tình. Nàng động tác này mặc dù nấp rất kỹ, nhưng vẫn là kịp thời cho ta bắt được, nữ nhân này nhất định là có chuyện muốn giấu giếm. Mặc dù cái này người mẫu trẻ có việc giấu giếm ta, nhưng dù sao người ta là khách hàng, ta cũng không tốt trực tiếp vạch trần, nhưng âm dương sự tình nhất định phải nói rõ ràng, có một tia lỗ hổng đều không được, ăn dòng này cơm, nhưng là muốn đem mệnh treo tại dây lưng quần bên trên. Kia Lê tiểu thư, quấn lấy người rắn là mỗi lúc trời tối đều tới sao? Ta nói sang chuyện khác hỏi. Lê Lị Lệ liền vội vàng gật đầu, liếc mắt khủng hoảng trả lời, đúng vậy, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác mộng. Sau đó tỉnh lại đã nhìn thấy một con rắn từ cửa sổ bò ra ngoài, về sau ta đem cửa sổ đóng lại, tỉnh lại cũng sẽ không hiểu thấu mở ra, thật sự là làm người ta sợ hãi. Lại về sau ta chuyển phòng ở, nhưng việc lạ vẫn không có đình chỉ. Mập mạp vỗ đùi nói, không cần thầm, khẳng định là cái gì xà tinh xà yêu muốn bắt ngươi làm lão bà. Mập mạp cái này một hô, dọa đến Lê Lị Lệ chân co rụt lại, co quắp ở trên ghế salon run lẩy bẩy, hai con môi đỏ đều trở nên có chút thanh bạch. Đại sư, sẽ không như thế tả môn a. Lê Lị Lệ thế mà đem mập mạp làm coi là thật. Ta vội vàng chừng mập mạp liếc mắt, ra hiệu hắn mau ngậm miệng, ra hỏa này nhếch lên cái đuôi ta đều biết hắn nghĩ đi ị vẫn là đi đái. Hắn liền nghĩ hù dọa Lê Lị Lệ, sau đó thừa cơ cố tình nâng giá. Đừng nghe hắn nói mò, cái này rắn tại Đông Bắc thuộc về dã tiên, mặc dù tà môn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện hại người, nếu như ngươi chưa từng trêu chọc nó là sẽ không trả thù ngươi. Ngươi thật không có gặp qua cùng rắn có liên quan sự tình. Ta cố ý đem chữ nói rất nặng, hy vọng có thể đem Lê Lị Lệ trong bụng cất giấu sự tình cho móc ra. Lê Lị Lệ nghe ta, ánh mắt có chút phiêu hốt, nhưng nàng chết không đổi giọng, khăng khăng chưa bao giờ gặp rắn. Đã nàng đều như vậy nói, ta cũng phản bác không được, trước gọi nàng trở về phòng đi ngủ, ta cùng mập mạp ở phòng khách chờ con rắn kia tới, sau đó lại đến cái bắt rùa trong hũ. Lê Lị Lệ lúc ngủ cũng không có đóng cửa phòng, không biết là cố ý vẫn là sợ hãi, dù sao mập mạp mấy phút nữa liền hướng trong phòng ngắm liếc mắt, nước bọt đều nhanh chảy tới trên mặt đất. Ta vỗ một cái bả vai hắn cười hỏi, béo ca ca, người đều ngắm một đêm, có thấy hay không cái gì? Mập mạp nhíu mày, một mặt hèn mọn, trách không được đại lão bản đều thích bao yang người mẫu trẻ, vóc người này. Chậc chậc chậc, ta ha ha vài câu, không có lại nói tiếp, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, loại này làm ra thịt sinh ý nữ nhân, đẹp hơn nữa cũng không tốt. Đợi đến hơn 2 giờ sáng thời điểm, ta cùng mập mạp đều nhìn không được, mí mắt cùng rót xuôi theo giống như, làm sao đều mở không ra, mập mạp còn có thể một điếu thuốc rút lấy, ta là một điểm nâng cao tinh thần đồ chơi đều không có. Nhanh đến rạng sáng lúc 3 giờ, ta rốt cục chống đỡ không nổi, đổ ở trên ghế salon nằm ngáy o o. Không biết ngủ bao lâu. Ta đột nhiên nghe được tê tê thanh âm, chúng ta lập tức liền run lập cập, sau đó đánh thức, bởi vì đây là rắn nhả lưỡi rắn thời điểm thanh âm. Mập mạp, có biến, ta vô ý thức hướng bên cạnh sờ, muốn gọi một chút bên cạnh mập mạp, nhưng ta tay cũng không có sờ đến mập mạp, ngược lại sờ đến trơn mượt đồ vật, xúc cảm có chút buồn nôn. Ta tâm lạc một chút, cái này mẹ nó không phải vảy rắn sao? Cái này quỷ đồ chơi lúc nào đến? Bởi vì sợ rút dây động rừng. Cho nên chúng ta đem đèn đều đóng, tầm mắt phi thường ngầm, ta không biết bên cạnh chính là không phải rắn, cũng không biết mập mạp còn ở đó hay không ta chung quanh. Ta thuận thế lộn một cái, từ trên ghế salon bay xuống, sau đó cầm đào mộc kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm ghế sofa. Phòng bên trong mặc dù ngầm, nhưng ta loáng thoáng nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ cuộn lại tại trên ghế salon, trong bóng đêm, ta nhìn thấy một đầu huyết hồng đầu lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, còn kèm theo quỷ dị tê tê âm thanh. Trong lòng ta lập tức có thể xác định, đầu kia một mực quấn lấy Lê Lị Lệ rắn đến rồi. Mập mạp đâu, hắn đi đâu rồi, ta giống như ở trên ghế salon không nhìn thấy thân ảnh của hắn, hỏng bét,
chẳng lẽ để rắn cho làm ăn khuya ăn đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong bóng tối cái bóng chậm rãi hướng ta nhúc nhích, ta có thể cảm giác được một cỗ cường đại hàn ý, đang theo ta dần dần bước tới. Động vật cùng người khác biệt, bọn chúng trong bóng đêm có thể tự do đi lại, mà nhân loại chúng ta không có ánh sáng, trên cơ bản chẳng khác nào mù một nửa. Ta không nghĩ quá nhiều, vội vàng lui lại hướng chốt mở chỗ đi đến, nhưng vừa đi mấy bước, đột nhiên từ trong bóng tối vung tới đen xì một đầu đồ vật, ta vô ý thức dùng đào mộc kiếm cản một chút, nhưng lực trùng kích quá mẹ nó mãnh, đào mộc kiếm không có ngăn trở, lập tức liền bị quật bay cao hơn một mét, sau đó trùng điệp ngã tại trên tường, phát ra to lớn oanh âm thanh. Ta tay vịn trên mặt đất, sau đó rên khẽ một tiếng, trong miệng tuôn ra một hơi ngai ngái máu. Cái đồ chơi này quá mẹ nó mãnh, đào mộc kiếm không dùng được, một cái đuôi liền đem ta vung quá sức, đây chính là cùng quỷ quái chỗ khác biệt. Ta còn chưa kịp thở một ngụm, đầu kia đen xì đồ vật lại vung đi qua, ta vội vàng hai tay chống đất, sau đó nhảy dựng lên một cái không trung lăn lộn, tiếp lấy ngay tại chỗ nhảy lên thân. Mẹ nó, lần này nếu như lại bị đánh trúng, vậy ta người liền trực tiếp phế. Mao Sơn quỷ đạo trên có một loại Mao Sơn thuật là chuyên môn rèn luyện người thể phách cùng thân thủ, ta là một ngày đều không dám lười biếng qua, đêm nay mới nhặt về một đầu mạng nhỏ, nhưng cách đại thành ngày còn kém cách xa vạn dặm. Trốn qua một kiếp về sau, liền nên ta phản kích, nếu như một mực bị động bị đánh, vậy ta sớm muộn cũng phải trở thành rắn bụng ăn no nê. Rắn cái đồ chơi này, chỉ dựa vào hoàng phù cùng đào mộc kiếm là rất khó giết chết nó, chẳng qua có hai loại đồ vật phi thường khắc chế nó, đó chính là lưu huỳnh cùng hùng hoàng. Ta đem hùng hoàng bôi tại trên lưỡi kiếm, lưu huỳnh bôi tại trên chuôi kiếm, sau đó hai ngón vung lên, một tấm hoàng phù bay đến trong miệng. Lấy, ta hét lớn một tiếng. Không trung hoàng phù liền phanh một chút, lửa cháy. Mượn kia một điểm chỉ có ánh lửa, ta nhìn thấy một người mặc hắc bào nam nhân đứng tại trên ghế salon, mặt của hắn rất mơ hồ, mắt của ta chừng phải cùng châu đồng dạng phần lớn thấy không rõ hắn tấm kia giấu ở dưới hắc bào mặt, chẳng qua mắt của hắn ta lại nhìn đến rất rõ ràng, phi thường lục, xanh biếc có chút làm người ta sợ hãi, xanh biếc câu hồn đoạt phách, cái này căn bản cũng không phải là người mắt. Dựa vào, cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Vừa rồi trên ghế salon không phải cuộn cong lại một con rắn sao? Làm sao biến thành một người? Cái này quá tà môn đi. Lão tử quản ngươi là cái gì? Liền xông ngươi vừa rồi nện trên người ta kia một chút, ta nhất định phải đưa ngươi cho làm thịt. Ta phun một bãi nước miếng, thừa dịp ánh lửa không có diệt, một cái bước xa xông tới, sau đó một cái không trung mãnh vọt, vùng đào mộc kiếm liền hướng cái kia áo bảo đen nam nhân bổ tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên phía sau lưng của ta cho người ta kéo mạnh một chút, đem ta sống sinh sôi tại không trung kéo xuống. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị kéo một cái, để ta tại không trung ngã ầm ầm xuống, quẳng cái mông đều nở hoa, sàn nhà còn phát ra một tiếng vang trầm. Ta nhìn lại, phát hiện dắt ta người kia là mập mạp, ta lập tức hướng hắn đổ ập xuống một chầu thoá mạ. Mập mạp một mặt mờ mịt, sau đó chỉ phía trước ta, tiểu ca, nếu như ta không dắt ngươi, ngươi nên trên lầu rơi xuống. Nghe mập mạp, ta vội vàng nhìn về phía trước, lập tức dọa đến kinh hồn bạt vía, trước đây mặt không phải cái gì ghế sofa, cái này mẹ nó là ban công, vừa rồi nếu như không phải mập mạp ngăn cản ta, đoán chừng ta đã từ trên lầu nhảy đi xuống ngã chết. Ta vội vàng vỗ ngực nói, ai nha mẹ, nguy hiểm thật a. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng tại cạnh ghế salon bên cạnh, làm sao cái nhảy này, liền nhảy đến trên ban công đến rồi. Ta đột nhiên nhớ tới kia một đôi làm người ta sợ hãi mắt lục hạt châu, lập tức biết là lạ ở chỗ nào, lần sau phàm là quỷ dị mắt cũng không có thể nhìn loạn, không phải dễ dàng trúng chiêu. Tiểu ca, người đây là làm gì? Thất tình tự sát sao? Vậy người phải tìm cao điểm lâu, cái này nhảy đi xuống xui xẻo lời nói khả năng chỉ quảng cái bán thân bất toại, hoặc là biến thành người thực vật. Mập mạp nói, ta vội vàng cho hắn so một ngón giữa, sau đó hỏi hắn vừa rồi đi đâu rồi? Làm sao tỉnh ngủ về sau liền không gặp hắn rồi. Mập mạp vội vàng hướng ta làm một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó nhẹ chân nhẹ tay hướng lê lị lệ phòng ở ngắm, thật không nghĩ đến chính là, gian phòng của nàng chẳng biết lúc nào đã chăm chú đóng lại. Không cần hỏi, vừa rồi nghe được ta kêu thảm, cho nên tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Ta giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không thể trách nàng, người ta xuất tiền mời ta đến, chính là vì bảo mệnh. Cũng không thể để nàng lao ra cứu ta đi. Ta đem nàng kêu đi ra đi, đồ chơi kia hẳn là đi, đêm nay tính an toàn. Ta lẩm bẩm nói,
nghĩ đưa tay liền gõ Lê Lị Lệ cửa phòng. Tay vừa vươn đi ra, liền bị mập mạp một chút đập trở về, gõ em gái ngươi, cái này mới mẹ nó là chân chính nữ ma đầu. Ta gãi đầu một cái, không biết mập mạp nói là có ý gì. Mập mạp nhìn thoáng qua nhà vệ sinh bên kia, sau đó đối ta một mặt hoảng sợ hỏi, ngươi đoán ta vừa rồi đi nhà xí nhìn thấy cái gì? Ta đem đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng, sau đó một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Mập mạp đem miệng tiến đến bên tai ta, sau đó sâu kín nói, nhà vệ sinh dưới đáy, tất cả đều là thi cốt. Mập mạp sau khi nói xong, đem ta giật mình, chẳng lẽ cái này Lê Lị Lệ là cái sát nhân ma đầu? Nghĩ đến cái này, ta kìm lòng không được run lập cập, trách không được nàng giống như có việc giấu giếm chúng ta đồng dạng. Đi, mang ta đi nhìn xem, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta tranh thủ thời gian báo cảnh đi, quỷ chúng ta tới bắt, nhưng nếu như là tội phạm giết người, vậy thì phải giao cho quốc gia. Ta nhỏ giọng nói, sợ bị gian phòng bên trong Lê Lị Lệ nghe được. Mập mạp mang theo ta cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà vệ sinh ở giữa, sau đó khẩn trương đóng cửa lại. Đi vào nhà vệ sinh về sau, ta nhìn thấy sàn nhà bị từng khối lật lên, dưới sàn nhà thì chôn mấy cỗ vụn vặt lẻ tẻ thi cốt, chất thành một đống nhìn có chút dọa người, đặc biệt hiện tại là nửa đêm. Vừa rồi ta đến nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện dưới chân sàn nhà giống như có chút buông lỏng, giống như bị đổi mới qua đồng dạng, nhưng xây trở về thời điểm cũng không có xây thực. Ta trong lòng tự nhủ dưới đáy khẳng định chôn đồ vật, thế là liền dùng đồ vật đem trong đó một miếng sàn nhà đập nát, lại đem tất cả sàn nhà đều lật qua, tiếp lấy liền thấy cái này một màn kinh khủng, dưới mặt đất toàn chôn lấy thi cốt. Mập mạp lúc nói rụt rụt đầu, giống như nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi. Mập mạp tiếp lấy còn nói thêm, tiểu ca, người nói cái này có phải hay không là giết người nữ ma đầu, kia dây dưa nàng rắn là xà tiên, nó là đến thay trời hành đạo. Lê Lị Lệ nữ ma đầu kia là muốn mượn chúng ta tay đến diệt trừ nó. Ta lắc đầu, vừa rồi con rắn kia là thật muốn giết ta, tuyệt đối không phải cái gì xà tiên, chuyện này xem ra không có đơn giản như vậy, khả năng có ẩn tình khác, không thể quá sớm có kết luận. Tiểu ca, hiện tại trước có sói, sau có hổ, chúng ta nên làm cái gì? Mập mạp hỏi. Hổ cái rắm, nếu như Lê Lị Lệ thật là một cái sát nhân cuồng ma, đó cũng là nữ nhân. Hai người chúng ta đại nam nhân còn cần sợ nàng sao? Hiện tại trước tiên đem nàng buộc dậy lại nói. Sau khi nói xong, ta mang theo mập mạp xông vào Lê Lị Lệ gian phòng. Trốn ở trong chăn Lê Lị Lệ giật nảy mình, nàng vươn cái đầu nhỏ khẩn trương hỏi, các ngươi làm gì? Con rắn kia đi rồi sao? Ta cùng mập mạp hai mắt tương đối về sau, cũng không giải thích, tiến lên liền đem Lê Lị Lệ bắt lấy, mập mạp càng là cởi xuống dây lưng đưa nàng trói lại. Lê Lị Lệ một bên giãy giụa lấy một bên hô to, các ngươi. Các ngươi làm gì, cũng không phải là muốn. Không phải, lễ, a. Ta vội vàng đem Lê Lị Lệ miệng che lại, sau đó nói, ngậm miệng, chúng ta cũng không phải cái gì lưu manh thổ phỉ, ai muốn phi lễ ngươi, đến cùng có chuyện gì giấu giếm chúng ta, mau nói. Mập mạp cũng phụ họa nói, không sai, nếu như dám có cái gì giấu giếm chúng ta, ngươi sẽ biết tay, chúng ta là ăn âm dương cơm. Không phải làm đồ đần. Đem Lê Lị Lệ dùng dây lưng buộc trên ghế về sau, nàng cũng không giãy giụa, bắt đầu đối chúng ta các loại giả bộ đáng thương, bày ra một bộ yếu thế dáng vẻ. Ngoá, người đang làm gì, chúng ta thế nhưng là nhà đứng đắn, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Mập mạp mắng. Lê Lị Lệ một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, hai vị đại sư, các ngươi cướp tiền cũng tốt, cướp sắc cũng tốt, chẳng qua tuyệt đối đừng hại mệnh a. Ngoá, người nghĩ đi đâu? Chúng ta giống xấu xa như vậy người sao? Ta nhếch miệng, sau đó khinh thường nói. Lê Lị Lệ nhẹ gật đầu, một mặt sợ hãi nói, giống. Ai nha ta đi, lão tử thật muốn gọt chết ngươi nha. Mập mạp mắng. Được rồi, đừng múa mép khua môi, nói nhanh một chút, nhà vệ sinh phía dưới chôn lấy kia một đống thi cốt, đến cùng là thế nào đến? Ta ép hỏi. Lê Lị Lệ rõ ràng không nghĩ tới chúng ta sẽ phát hiện những cái kia thi cốt. Nghe ta sau lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó liền bắt đầu trầm mặc. Nói nhanh một chút, không phải chúng ta nhưng báo cảnh ha. Ta đá một chút cái ghế chân, thúc giục nàng mau nói, nếu như không thẳng thắn từ rộng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vậy liền giao lại cho quốc gia xử trí. Ta nói, một chiêu này còn giống như rất có tác dụng, dọa đến Lê Lị Lệ mặt hốt hoảng, dù sao cơm tù cũng không tốt ăn, mà lại giống nàng dạng này, vài phút muốn kéo đi bắn bia. Lê Lị Lệ ngẩng đầu hỏi, có thể hay không cho ta điểm điếu thuốc? Ta cho mập mạp một cái ánh mắt,
ra hiệu cho nàng điểm lên, lượng nàng cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì. Mập mạp cho Lê Lị Lệ rút hai ngụm khói về sau, nàng vừa rồi thanh bạch sắc mặt mới hỏa hoãn không ít, xem ra là thật dọa cho phát sợ, về sau nàng cũng không còn giấu giếm, bắt đầu chậm rãi nói ra chuyện đã xảy ra. Lê Lị Lệ loại này nghiệp dư người mẫu, cùng nghề nghiệp người mẫu khác biệt, nàng dựa vào bồi lão bản kiếm tiền, chỉ cần tùy tiện một cái đại lão bản coi trọng, kia cơ bản 1-2 năm đều áo cơm không lo, tiền cùng xe, kia là đồng dạng đều thiếu không được, chỉ cần lão bản cao hứng, tùy tiện liền cho nàng đưa cái mấy vạn khối túi sách. Nói đến đây, ta cùng mập mạp đều có chút khinh bỉ nàng, nhưng cũng không thể nói gì hơn, chẳng qua Lê Lị Lệ tam quan hiện tại cũng là phần lớn cô gái trẻ tuổi tam quan, nghĩ không làm mà hưởng, ăn thanh xuân cơm, chờ kiếm đủ rồi, lại tìm người có tiền gả. Nuôi Lê Lị Lệ lão bản rất có tiền, là cái đưa ra thị trường công ty chủ tịch. Cái này đại lão bản có cái rất sở thích đặc biệt, đó chính là thích xuống nông thôn tuy nghèo, nhưng ăn ngon chơi vui cũng không ít, tòa thành lớn này thành phố cá thịt đều chán ăn, đi nông thôn ăn đất thổ vị cũng là rất không tệ. Đi nông thôn săn, diễm lý do rất đơn giản, một là nông thôn nữ hài tương đối truyền thống bảo thủ, phần lớn là chim non, hai là nông thôn nữ hài đơn thuần, dễ dàng lừa gạt. Hoa một điểm tiền hoặc là nói muốn dẫn nàng ra khỏi thành qua cuộc sống thoải mái, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi, coi như vạn nhất săn không đến, kia Lê Lị Lệ cũng có thể làm cái hậu bị. Nông thôn địa phương bó lớn bắp địa, rừng cây nhỏ, hai người hướng kia vừa chui, đừng đề cập nhiều kích động, cái này nhưng so sánh cái gì bảy khách sạn cấp sao đều mang cảm giác. Kẻ có tiền chơi chán, đều nghĩ đồ cái mới mẻ. Mập mạp nghe được cái này, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, có tiền không nhất định vui vẻ. Bởi vì kẻ có tiền vui vẻ, người căn bản tưởng tượng không đến. Lê Lị Lệ đi theo đại lão bản đi vào nông thôn về sau, ngốc hai ngày này lão bản mặc dù không có gì thu hoạch, nhưng cũng là sống phóng túng, hay phải không được, kẻ có tiền đi vào thâm sơn cùng cốc, đãi ngộ đó cùng thượng đế cũng không có gì khác nhau, vứt cho thôn trưởng hai đầu đại trung hoa cùng cho hắn 1.000 khối, hắn liền đuổi theo ngươi hô ra ra. Trưa ngày thứ ba, Lê Lị Lệ cùng đại lão bản trong thôn ăn uống xong, đang định về nhà khách vui sướng, khi bọn hắn trải qua một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ thời điểm, đại lão bản đột nhiên hăng hái, liền vội vàng đem Lê Lị Lệ đi đến đẩy. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày liền chui rừng cây nhỏ, nếu là cho qua đường thôn dân nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Lê Lị Lệ có chút do dự, mà lại bên trong con muỗi nhiều, quần cởi một cái, đoán chừng đầy cái mông đều là bao, đến lúc đó nơi nào còn có tâm tình làm chuyện đó. Lê Lị Lệ mặc dù không tình nguyện, nhưng đại lão bản lại bất chấp tất cả, hung hăng đem Lê Lị Lệ đi đến đẩy, nàng cũng chỉ đành ớm ở cùng đại lão bản chui rừng cây nhỏ. Hai người làm việc đến một nửa thời điểm, đột nhiên đại lão bản ngừng lại, Lê Lị Lệ còn tưởng rằng muốn xong việc, vội vàng làm cho hoan một điểm, vậy liền có thể tăng thêm tốc độ, nàng sớm muốn rời đi địa phương quỷ quái này. Đại lão bản lúc này lại che miệng nàng lại sau đó nằm sấp trên lỗ tai hỏi, tiểu lệ, người có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Lê Lị Lệ lắc đầu, nào có cái gì thanh âm kỳ quái, người ta cũng chỉ nghe được ba 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 âm thanh, hì hì. Không phải, thanh âm kia, tựa như là rắn. Đại lão bản nói. Nghe đại lão bản vừa nói như vậy, Lê Lị Lệ lập tức trong lòng liền rợn cả lông, trong rừng cây nhỏ có rắn thật đúng là không kỳ quái, vạn không cẩn thận cho gặm một cái, vậy liền thật sự là không may. Lê Lị Lệ vội vàng cùng đại lão bản mặc vào quần, sau đó vểnh tai lắng nghe. Mười mấy giây sau, hai người bọn họ đều xác định thật sự có tê 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 cổ quái âm thanh, thanh âm kia nghe, tựa như rắn phun lưỡi rắn thanh âm. Bọn hắn đi theo thanh âm một mực tìm, đột nhiên tại dưới một cây đại thụ tìm được thanh âm nơi phát ra. Gốc cây kia dị thường rậm rạp, gốc cây hạ tất cả đều là cỏ xanh bên trên bầy một tầng lại một tầng nát lá cây cùng nhánh cây, mà phía trên kia nằm một đầu đại hắc xà. Con rắn kia tuyệt đối là Lê Lị Lệ đời này gặp qua lớn nhất. Có chừng dài hơn 10 thước, eo rắn cùng thân cây đồng dạng thô, trong mắt của nó là u lục sắc, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắc xà cuộn lại dưới thân thể, có mấy quả trứng rắn, tựa như là một đầu trông coi trứng rắn rắn mẹ. Đầu kia hắc xà giống như cũng không có ý định tiến công, liền cuộn lại ở nơi đó phun lưỡi rắn, phát ra tê tê thanh âm, giống như đang cảnh cáo hai người không nên tới gần. Mặc dù là dạng này, nhưng ở trong thành thị nuông chiều từ bé hai người. Nơi nào nhìn qua như thế lớn hoang dại rắn, kém chút không có đem gan dọa phá, hai người dắt cuống họng hô một câu cứu mạng về sau, liền lộn nhào xông ra rừng cây nhỏ. Sau khi ra ngoài,
đại lão bản vội vàng tìm được thôn trưởng, sau đó đem sự tình nói ra. Thôn trưởng sau khi nghe, có chút chấn kinh, hắn nói kia rừng cây nhỏ cành lá rậm rạp, lúc ban ngày đều có chút âm u, có rất ít người đi vào, bên trong cũng coi như cỏ dại rậm rạp, không nghĩ tới bên trong thế mà cất giấu như thế một đầu lớn rắn. Vì làng an nguy, thôn trưởng mang lên rất nhiều người cùng ra hỏa, quyết định đem đầu này đại hắc xà cho giết. Tại đại lão bản cùng Lê Lị Lệ dẫn đầu dưới, đoàn người rất nhanh liền tìm được cái kia ổ rắn, mà lại rất nhanh tại mọi người vây bắt dưới, đầu kia mẫu hắc xà bị tàn nhẫn giết chết, huyết tương trên đất lá rụng đều nhuộm đỏ, kia một tổ trứng rắn thì bị đại lão bản móc đi lấy ra đầu nhắm. Đầu kia mẫu hắc xà các thôn dân cảm thấy đáng thương, cũng không dám lấy ra ăn thịt hoặc là ướp rượu, trực tiếp đào cái hố cho chôn. Nếu như không phải mệnh lệnh của thôn trưởng cùng vì làng an nguy, các thôn dân cũng không dám đổ sát như thế lớn sinh linh, đã lớn như vậy rắn, đoán chừng nhiều năm rồi. Ban đêm, Lê Lị Lệ liền bắt đầu nằm mơ, mộng thấy một nam tử mặc hắc bào ngồi xổm ở trước cửa, thân hình phi thường quỷ dị. Lê Lị Lệ mở cửa, cả gan đi hướng trước nhẹ giọng hỏi nam tử này là ai. Nam tử kia không ra, lại đột nhiên quay đầu cởi áo bào đen mũ, Lê Lị Lệ trông thấy nam tử kia không có cái cằm. Mặt tái nhợt bên trên âm u đầy tử khí, kia mắt xanh biếc làm người ta sợ hãi, lập tức liền đem trên giường Lê Lị Lệ cho bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Lê Lị Lệ phát hiện trên giường mình đại lão bản thế mà chết rồi, dọa đến nàng hét lên một tiếng, sau đó từ trên giường té xuống. Các cái khác người chạy tới thời điểm, sờ sờ đại lão bản thi thể, đã lạnh buốt, không biết chết bao lâu, trong thôn bác sĩ kiểm tra một chút, thế mà phát hiện không được nguyên nhân cái chết. Bởi vì đại lão bản trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương chí mạng, thật giống như thọ hết chết già đồng dạng, nhưng cái này đại lão bản nhiều lắm là 40 tuổi, làm sao có thể thọ hết chết già đâu. Chết cũng quá quỷ dị đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên Lê Lị Lệ trông thấy đại lão bản bụng giống như đang động, vội vàng hướng đoàn người hô, mọi người mau nhìn, hắn trong bụng giống như có đổ vật. Thôn trưởng không do dự, gọi lớn trong làng bác sĩ đem đại lão bản bụng cho phá vỡ. Ngay từ đầu bác sĩ còn đang do dự, bởi vì người chết, thi thể không thể loạn động, phải đợi người của đồn công an đến, nhưng về sau đại lão bản bụng đồ vật bên trong động phải càng ngày càng lợi hại, giống như muốn phá bụng mà ra đồng dạng. Dưới tình hình như thế, bác sĩ cũng quản không được nhiều như vậy, tại chỗ cho người đại lão này tấm đến cái khai chàng phá bụng, dám nhìn liền nhìn, không dám nhìn mình né tránh, chẳng qua tất cả mọi người ở đây thế mà không có một cái đi. Nhiều nhất dùng tay che một chút mắt, một bộ lại sợ lại muốn nhìn dáng vẻ. Chờ đại lão bản bụng phá vỡ về sau, mọi người cũng không có trông thấy ruột chảy đầy địa, mà là đầy mình tiểu xà chui ra, sau đó rơi xuống trên giường khắp nơi bò, đem người ở chỗ này đều dọa đến sắc mặt tái xanh, phát ra từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Không cần phải nói, người đại lão này tấm ruột hẳn là bị trong bụng tiểu xà cho nuốt sạch sẽ. Về sau người của đồn công an đến về sau, liền đem Lê Lị Lệ cùng đại lão bản thi thể mang đi, trải qua thẩm tra, bài trừ Lê Lị Lệ giết người hiểm nghi, liền đem nàng đem thả. Lê Lị Lệ sau khi trở về, chỉ chữ không dám nhắc tới chuyện này, bởi vì quá tà môn, ngẫm lại đều cảm giác tê cả da đầu, cũng không có lại câu. Dựng cái khác đại lão bản. Đại khái qua sau 5 ngày, Lê Lị Lệ lại phát hiện sự tình không thích hợp, mà lại rất quỷ dị. Đại khái qua sau 5 ngày, Lê Lị Lệ phát hiện một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Nàng thường xuyên làm lấy ác mộng, sau khi tỉnh lại, bên giường có đáng sợ màu đen vảy rắn, làm nàng vội vàng nhìn về phía cửa sổ thời điểm, có thể trông thấy một đầu đại hắc xà từ cửa sổ bên trên bò ra ngoài. Đầu kia hắc xà so trước đó ở trong thôn nhìn thấy còn muốn đại khái có dài hơn 20 mét, có hai cái thùng nước lớn như vậy, nhìn lên trên có chút làm người ta sợ hãi, chẳng qua tại lòng hiếu kỳ quấy phá dưới, Lê Lị Lệ vẫn là chạy đến bên cửa sổ. Như thế một đầu lớn rắn. Theo đạo lý đến nói, không có khả năng biến mất nhanh như vậy, nhưng Lê Lị Lệ đi đến bên cửa sổ thời điểm, đã không gặp hắc xà bóng dáng. Lê Lị Lệ còn tưởng rằng là nằm mơ, tại nông thôn phát sinh sự tình cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, có khả năng sinh ra ảo giác. Chẳng qua Lê Lị Lệ cái suy đoán này, rất nhanh liền bị đánh vỡ, mấy ngày kế tiếp y nguyên phát sinh chuyện giống vậy, Lê Lị Lệ lúc này mới xác định, mình là cho rắn cuốn lấy. Rơi vào đường cùng. Lê Lị Lệ đành phải dọn nhà, nhưng con rắn kia vẫn như cũ đi theo nàng, cái này khiến Lê Lị Lệ cảm thấy trước nay chưa từng có khủng hoảng. Về sau Lê Lị Lệ vì đem rắn đuổi đi, thế là mời đến bắt xà nhân, nhưng những người này sáng ngày thứ hai liền biến thành dừng lại bạch cốt tàn mát tại nàng trong phòng khách, tựa như là bị sinh vật gì gặm ăn qua đồng dạng.
Lê Lị Lệ không dám báo cảnh, không có người sẽ tin tưởng có một đầu khổng lồ như vậy rắn, còn mỗi ngày ban đêm bò giường của nàng, nàng cũng không nghĩ chọc phiền phức, lần trước tiến đồn công an liền đã đem nàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lê Lị Lệ đem thi cốt vùi vào nhà vệ sinh dưới đáy, sau đó lại mời một đống lớn đạo sĩ còn có hòa thượng, bởi vì nàng bắt đầu tin tưởng, khả năng này là một con xà tinh, không phải sẽ không như thế tà môn. Chẳng qua để Lê Lị Lệ không tưởng được chính là, những đạo sĩ này hòa thượng cũng tất cả đều biến thành bạch cốt, xương cốt bên trên liền một điểm da thịt đều không có, bị ăn đến hết sạch trơn. Nhìn xem trong phòng khách bạch cốt, Lê Lị Lệ kém chút sắp điên rơi, nhưng nàng không có biện pháp, chỉ có thể vẫn như cũ đem bạch cốt vùi vào nhà vệ sinh ở giữa dưới sàn nhà, sau đó không ngừng mời những người khác đến giúp mình đuổi rắn, cuối cùng tìm đến Mập Mạp. Nghe Lê Lị Lệ sau khi nói xong, Mập Mạp lập tức nổi trận lôi đình, cái này hắc xà ăn người sự tình, ngươi làm sao không nói, ta nhìn ngươi là có chủ tâm muốn hại ta nhóm, ngươi muốn nói sớm, cho nhiều tiền hơn nữa, lão tử cũng không tiếp. Lúc này Lê Lị Lệ một mặt đáng thương, trong hốc mắt nước mắt không đứng ở đảo quanh, ta cũng không có cách, nếu như ta ăn ngay nói thật, các ngươi chắc là phải bị dọa đi, ta cũng không muốn cả một đời cho rắn cuốn lấy. Lê Lị Lệ nữ nhân này lại bắt đầu giả bộ đáng thương, nàng nước mắt rưng rưng dáng vẻ là cái nam nhân đều sẽ mềm lòng, nàng một cái cắn này môi nhất lưu nước mắt, Mập Mạp lập tức thái độ liền mềm yếu xuống tới, cũng không bỏ được đối nàng giống. Nhưng ta không có chút nào mua món nợ của nàng, một mặt cười lạnh, Lê Tiểu Thư, nếu như hắc xà ăn người cái này sự tình ngươi là không thể nói, vậy các ngươi tại nông thôn gặp được rắn chuyện này, làm sao cũng che giấu. Ta có thể hỏi qua ngươi có chưa bao giờ gặp rắn, ngươi lại chém đinh chặt sắt nói không có. Cái này sự tình giải thích đi giải thích lại, đều là chính ngươi tạo nghiệt, cùng người bên ngoài không quan hệ, còn có, những cái kia thi cốt chủ nhân mặc dù không phải ngươi giết, nhưng chết cũng của bọn họ cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi thế mà không để bọn hắn mổ yên mà đẹp, nhưng lại làm cho bọn họ chôn ở nhà vệ sinh phía dưới, lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Hừ, nếu như chúng ta không phải nhiều một cái tâm nhãn, đoán chừng cũng phải bị ngươi hại chết. Hai vị đại sư, ta biết sai, ô ô, nhưng ta một cái tiểu nữ tử gặp được loại sự tình này có thể làm sao? Vừa rồi ta nghe thấy kia rắn đến hai vị thế mà bình yên vô sự, hẳn là có chút bản lãnh, van cầu hai vị mau cứu ta đi, chỉ cần có thể đem kia rắn đuổi đi, các ngươi muốn ta thế nào đều được. Lê Lị Lệ Lê Hoa Đái vũ cầu xin tha thứ thêm nũng nịu. Nghe thấy Lê Lị Lệ vừa nói như vậy, Mập Mạp lập tức mặt mũi tràn đầy hèn mọn, sau đó nhíu mày. Lê Lị Lệ dọa đến rụt rụt đầu, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hỏi, ngươi cũng không phải là muốn đưa tiền được hay không? Ngươi quá xấu, ta không chịu nhận. Mập Mạp tức giận đến kém chút hộc máu, hắn lập tức giận nói, cắt, ngươi nghĩ đi đâu, ta bàn ra giống kia không đạo đức người sao. Không cần nói nhảm nhiều lời, thêm 2 vạn, không phải không bàn nữa. Ta ngất, cái này 2 hàng kết quả là vẫn là vì ngay tại chỗ lên giá, đáng đời cô độc cả một đời. Mập Mạp cái này đột nhiên chuyển biến cũng làm cho Lê Lị Lệ một mặt ngây ngốc, chẳng qua nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Nguyên lai 2 vị đại sư là muốn tiền a, có thể, sau khi chuyện thành công, lại cho các ngươi thêm 2 vạn. Ta vội vàng đem Mập Mạp kéo đến một bên oán giận nói, nữ nhân này tận lực giấu giếm sự thật, còn tự tư, ngươi làm sao còn dám thu nàng tiền làm việc. Mập Mạp phất phất tay, thôi đi, ta là tiếp sinh ý, cũng không phải làm lôi phong, nàng người gì phẩm cùng ta có quan hệ gì, lại nói, những hòa thượng kia đạo sĩ cái gì chết cũng thật không oán nàng, đều do bọn hắn không có bản lĩnh. Ăn âm hành chén cơm này, vốn chính là lấy mạng ra tới liều, không phải ngươi cho rằng thù lao là gì sẽ cao như vậy. Mập Mạp nói cũng có đạo lý, mà lại cái này rắn nếu như không giết người, tự nhiên là Lê Lị Lệ đối lý, nhân quả tuần hoàn, ta từ cũng không dám tùy tiện nhúng tay, nhưng cái này hắc xà giết nhiều như vậy người, phạm phải ác quả, ta Mao Sơn Hậu Duệ thế tất yếu thay trời hành đạo. Đã sự tình đều biết rõ ràng đồng thời bàn bạc ổn thỏa, vậy chúng ta liền đem Lê Lị Lệ đem thả. Lê Tiểu Thư, người nói kia rắn vì cái gì liền không giết người đâu. Ta liền buồn bực, Mập Mạp điểm điếu thuốc phun ra cái vòng khói thật to. Lê Lị Lệ lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết, sau đó 2 người đồng loạt nhìn về phía ta. Ta hừ lạnh một tiếng giải thích nói, rắn là một loại cực kỳ mang thù dã tiên, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng cái kia đại lão bản, nó vợ con cũng sẽ không chết, người giết nó vợ con, vậy nó chắc chắn trở về trả thù. Cho nên cái kia đại lão bản mới có thể bị rắn sâu ruột mà chết. Mà ngươi, ta sẽ như thế nào? Lê Lị Lệ sợ hãi mà hỏi.
Mà ngươi, thì phải vì nó sinh một tổ trứng rắn đến bồi thường, không phải nó sẽ không bỏ qua. Ta chỉ vào Lê Lị Lệ nói. Sinh trứng rắn, Lê Lị Lệ thét to, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nếu như cái này rắn không diệt trừ, nàng thật không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Ngươi cũng đừng sợ hãi, giết rắn vợ con, hắn trở về trả thù muốn ngươi hoàn lại cũng rất bình thường, nhân quả luân hồi, hiểu không? Mập mạp nói. Lê Lị Lệ liều mạng lắc đầu, có thể, nhưng cái này sự tình cùng ta lại có quan hệ gì? Việc này bởi vì đại lão bản lên, rắn lại là thôn dân đánh chết, ta nhiều nhất tính người đứng xem. Hừ, cho nên ngươi đến bây giờ cũng còn sống. Ta hừ lạnh một tiếng. Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa sổ đều bị gió cào đến ba cạch rung động, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Ta vội vàng cho mập mạp một cái ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý đem cửa gian phòng cho chắn. Đêm nay còn không có đi qua, ta nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ, xem ra cái đồ chơi này không cam tâm, lại quay trở lại đến. Chúng ta giữ cửa chắn về sau, cũng không dám lên tiếng, ba người vểnh tai nghe gian phòng động tĩnh bên ngoài. Một trận quỷ dị thanh âm ở bên ngoài vang lên, nhớ tới đầu kia đại hắc xà, ta lên một thân nổi da gà, nếu như cưỡng ép cùng nó làm, hậu quả khó mà lường được, như thế một đầu lớn rắn, ta cùng mập mạp còn chưa đủ làm điểm tâm, mà lại nó ăn nhiều người như vậy, đoán chừng hung tàn trình độ lại làm sâu sắc không ít, chỉ có thể sống qua đêm nay, ngày mai lại nghĩ những biện pháp khác. Qua đại khái vài phút, thanh âm đột nhiên liền biến mất, ta chỉ trên cửa mắt mèo, ra hiệu mập mạp đi nhìn một cái kia rắn có phải là đi. Mập mạp hồi ý nhẹ gật đầu, sau đó đem mắt ghé vào mắt mèo bên trên, nhìn mấy giây sau, hắn đột nhiên một mặt hoảng sợ nói, tiểu ca. Cái này mắt mèo là lục sắc sao? Cái này sao có thể, trên cửa nhà ta mắt mèo bình thường vô cùng. Lê Lị Lệ nói. Ta đẩy ra mập mạp, sau đó mình đem mắt đối tại mắt mèo bên trên ra bên ngoài nhìn, đột nhiên liền đối mặt một con lục u trong mắt, con kia trong mắt không nhúc nhích, giống như có thể hướng mắt mèo bên ngoài trông thấy ta đồng dạng. Ta đi ngươi nhị nãi nãi, ta chửi mắng một câu, sau đó dọa đến lập tức lui về sau 10 bước, con rắn kia thật mẹ nó tà môn, nó ngay tại bên ngoài cửa, giống như đang dò ngó lấy chúng ta đồng dạng, ngươi thấy lục sắc chính là trong mắt của nó. Mập mạp nghe xong, cũng đi theo dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, vội vàng cầm lên cái ghế bên cạnh phòng thân. Tiểu ca, quản nó tà môn không tà môn, nếu như nó dám đi vào chúng ta liền chơi nó, lão tử vạn vật chi linh còn sợ hơn một con rắn. Đem nó ra lột làm canh rắn. Mập mạp sau khi mắng xong, tay run run xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mập mạp vừa nói xong, đột nhiên cửa liền phanh một tiếng bay ra ngoài, cùng đạn đồng dạng đánh tới hướng chúng ta. May mắn chúng ta ngồi xổm phải nhanh, môn kia mới hung hăng nện ở trên tường, nát thành mấy khối. Cùng lúc đó, ta đã trên mặt đất nhanh chóng xông lên, chẳng qua còn chưa kịp đứng vững gót chân, một đầu đuôi rắn khổng lồ liền hướng trên mặt ta rút. Ta lại đầu lóe lên tránh khỏi. Sau đó cũng không cam chịu yếu thế, đào mộc kiếm bổ tới, vừa vặn chém vào cái đuôi của nó bên trên. Đào mộc kiếm bên trên sát hùng hoàng, một kiếm này dù cho chặt bất tử nó, làm sao cũng phải đem nó cái đuôi chém vào máu thịt be bét a. Có thể ra có ta dự kiến chính là, đại hắc xà cái đuôi trừ rơi mấy khối vảy rắn, thế mà chuyện gì không có. Ta dựa vào, cái này đến cùng là cái gì đồ chơi? Thế mà không chém nổi, ta kinh hô một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau, sau đó đem trên thân chỉ có lưu huỳnh vung ra ngoài. Rắn là sợ nhất có kích thích vị đồ vật, lưu huỳnh giải ra về sau, nó rõ ràng có chút e ngại, hướng cửa phòng lui về phía sau mấy bước, sau đó không ngừng vung lấy to lớn đầu rắn. Mập mạp nhìn có thể thừa dịp, vội vàng giơ lên trong tay cái ghế hướng đầu rắn đập tới, nhưng kia rắn đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, đối mập mạp chính là dừng lại tê gầm thét. Nói thật. Đầu này hắc xà là ta gặp qua lớn nhất rắn, dài hơn 20 mét, đại khái hai cái thô to như thùng nước, môn kia nó là miễn cưỡng khả năng chui vào, nó kia miệng to như chậu máu dương ra, gần như đều có thể nuốt vào một đầu dê, mập mạp đầu tại trước mặt nó, liền cùng một quả trứng gà giống như. Mập mạp cũng không hổ là một cái nhanh nhẹn mập mạp, thấy tình huống không đúng, liền vội vàng đem cái ghế hướng miệng rắn bên trong ném, sau đó về sau lộn một cái, thuận thế lăn tiến dưới giường. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hù chết bảo bảo, mập mạp ở gầm giường phát xuống ra một tiếng quỷ kêu. Mập mạp trong tay cái ghế kia còn thật dài, vừa vặn kẹt tại miệng rắn Berry, ta không đợi nó phun ra,
liền vội vàng đem đào mộc kiếm nhắm ngay đầu lưỡi của nó, sau đó một cái mãnh liệt đâm, hung hăng vào đầu lưỡi của nó bên trên, sau đó lại cấp tốc rút ra, lập tức máu liền cùng suối phun đồng dạng phun tới, đem gian phòng bốn phía tường đều nhuộm đỏ, ta cùng Lê Lị Lệ cũng tung tóe một thân máu, chỉ có Mập Mạp bình yên vô sự. Con rắn kia bị thương nặng về sau, cũng không cùng phổ thông mãnh thú đồng dạng, như là phát điên công kích chúng ta, mà là lập tức lui ra ngoài, giống như dự định chạy trốn. Ta đi, cái đồ chơi này quả nhiên thành tinh, ăn thiệt thòi biết chạy trước. Ta hô một câu về sau, lập tức đuổi theo. Nhưng đầu kia hắc xà cũng không phải ăn chay, đầu rắn va chạm, thế mà đem gian phòng một mặt tường đụng đổ, tảng đá cùng tường cho lập tức hướng ta đập tới, ta vội vàng không kịp chuẩn bị về sau vừa lui, nhưng chỉ rời khỏi nửa người trên, nửa người dưới bị nện phải bay ra ngoài. Kia đập xuống quá hung ác, nửa người dưới lập tức liền không còn chi giác, ta còn tưởng rằng mình xong, nửa đời sau đều muốn ngồi xe lăn, may mắn về sau xoa bóp mấy lần mới khôi phục lại, tê liệt biến thành đau rát. Đại hắc xà cũng không có thừa cơ tới ăn ta, mà là đi đến bên cửa sổ, sau đó một trận gió thổi qua, ta lập tức meo một chút mắt, chờ ta khôi phục thời điểm, trông thấy đại hắc xà đã không gặp, một người mặc hắc bào nam nhân đứng tại nơi đó, dùng lục u u mắt hung hăng chừng ta liếc mắt, tiếp lấy liền nhảy cửa sổ chạy. Mập Mạp từ gầm giường lao ra về sau, vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn, sau đó quay đầu hướng ta nói, tiểu ca, cái đồ chơi này thế mà không gặp. Ta phất phất tay, ra hiệu hắn trước mặc kệ kia rắn, dìu ta dậy lại nói đi. Tiểu ca, thật sự có tài a, thẻ này xe đồng dạng lớn rắn đều cho ngươi đánh chạy. Mập Mạp một bên dìu ta một bên tán thưởng nói. Cái rắm, toàn mẹ nó đụng vận khí cứ cho, nếu như một lần nữa, hai anh em ta đoán chừng đã nằm tại nhà vệ sinh dưới sàn nhà. Trong lòng ta biết rõ, nếu như không phải đầu kia hắc xà chủ quan, lại thêm 10 cái chúng ta cũng không đủ nó tê răng. Ta nghỉ ngơi một hồi, thân thể liền không có cái gì trở ngại, chính là đau đến có chút khó chịu, đi đường đổ không có vấn đề gì. Chúng ta tại Lê Lị Lệ nhà ngồi vào hừng đông, sau đó liền định trở về, ta còn được khóa đâu. Ngay từ đầu bị dọa đến hồn bất phụ thể Lê Lị Lệ chết sống không để chúng ta đi, về sau chúng ta phát thể độc đêm nay cam đoan đến, nàng mới lưu luyến không nỡ buông ra tay. Tại trên đường trở về, Mập Mạp vỗ nhẹ bả vai ta, tiểu ca, đây chính là cực mệnh tiền, ta nếu không đừng kiếm rồi. Ngươi nhìn ngươi lần này kém chút đem mình làm tê liệt. Lại nói cô nương kia cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, muốn ăn nàng hắc xà sớm ăn, vẫn là mạng nhỏ quan trọng, tiền này muốn kiếm cũng phải có mệnh hoa a. Ta lắc đầu, biểu thị không đồng ý, lần này chọc giận hắc xà, không chừng nó có thể làm ra chuyện gì, nếu như cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc, cái kia cũng quá không chịu trách nhiệm, lòng bàn chân bôi dầu, có hại ta Mao Sơn quỷ đạo thanh danh. Cái này rắn dù mãnh, nhưng còn không có triệt để thành tinh, khó liền khó tại nó kia kinh người cái đầu, dựa vào làm bừa hai chúng ta còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Ta thở dài, sau đó tại khổ sở suy nghĩ lấy đối sách, quyết định trở về lại đem Mao Sơn quỷ đạo lật một lần, nhìn có thể hay không tìm tới làm thịt nó biện pháp. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một trận thanh thúy gõ bát âm thanh, ngàn năm chờ một lần a ngàn năm chờ một lần, ta không hối hận a là ai ở bên tai, nói, yêu ta vĩnh viễn không biến chỉ vì câu này, a ha đứt ruột cũng không oán. Bài hát này gọi ngàn năm chờ một lần, là liên quan tới Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên, trước kia ta còn thường xuyên chế giễu cái này Hứa Tiên thực như bê, thế mà liền rắn cũng dám ngày. Chúng ta lần theo tiếng ca nhìn lại. Trông thấy cách chúng ta chỗ không xa nằm một cái đại khái 18, 19 tuổi thiếu niên, hắn toàn thân vô cùng bẩn, mang theo một đỉnh phá mũ, trên mặt nhìn qua cũng rất giống bôi một tầng nhọ nồi đồng dạng, lại đen lại bẩn, trên mặt đất còn thả một cái vừa rách lại vừa nát bát, đều đã thiếu mấy cái miệng. Hóa ra là cái thối này ăn mày, dài như vậy khí ở đây ca hát, thế nào không lên tinh quang đại đạo đâu. Ở đây hát nhiều nhiễu người thanh tịnh, hơn nữa còn là sáng sớm, người khác đoán chừng còn đang trong giấc mộng xiết. Mập Mạp giễu cợt nói, sau đó một mặt đắc ý nhìn xem cái kia tên ăn mày, giống như vừa rồi bị chọc tức, muốn bắt cái này tên ăn mày mở soát. Ta lập tức chừng Mập Mạp liếc mắt, ra hiệu hắn đừng nói lung tung, 120 đi, được được có người tài ba, không thể kỳ thị, không phải về sau phải bị thua thiệt. Cái kia tên ăn mày cười cười trả lời, tiểu bàn đôn, người thế nào biết ta trải qua tinh quang đại đạo. Người mẹ nó mới tiểu bàn đôn đâu, lông còn chưa mọc đủ dám xưng hô như vậy bàn ra. Mập Mạp không nghĩ tới bị phản sặc một hơi, có chút thẹn quá hóa giận. Tên ăn mày lại là thanh nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, lại nói,
cái này sáng sớm, liền ta cái này tên ăn mày đều rời giường ăn xin, các ngươi còn đang trong giấc mộng, đây không phải là liền tên ăn mày cũng không bằng. Ai u, mồm miệng còn rất lanh lợi, tin hay không bàn ra ta đánh ngươi. Mập mạp bị tên ăn mày kia nói đến một thân lửa, săn ống tay áo liền nghĩ đi lên thu thập tên ăn mày kia. Tên ăn mày kia ngược lại cũng không sợ, y nguyên gõ bát hát nói pháp hải, người không biết yêu, lôi phong tháp phải ngã xuống tới. Ta đi ngươi nhị đại gia, còn hát đâu? Mập mạp tức giận đến không được, nắm chặt nắm đấm liền phải mở đánh, ta vội vàng đi lên giữ chặt mập mạp, mới tránh một trận tranh đấu. Đi đi đi, đánh một cái tên ăn mày nhiều không thể diện. Tại lời khuyên của ta dưới, mập mạp mới miễn cưỡng tắt máy. Bàn ra nể tình tiểu ca, không phải lão tử đập chết người cái thối này ăn mày. Mập mạp đối tên ăn mày kia mắng. Cái kia tên ăn mày y nguyên không để ý tới mập mạp, nói thầm câu, ai muốn một người chết mặt mũi. Sau đó tiếp tục hát ca, cầm chén gõ phải bên trong cách cách vang. Mập mạp vừa định bão nổi, lập tức bị ta kéo đến đằng sau, bởi vì ta phát hiện cái này tên ăn mày giống như lời nói bên trong có chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn một mực đang hát bạch xà chuyện ca khúc, có phải là ám chỉ ta cái gì? Bởi vì chúng ta hai cái vừa mới cùng rắn ác đấu một phen. Vị huynh đệ kia, người vừa rồi nói lời này có ý tứ gì? Ta vội vàng tất cung tất kính mà hỏi. Tên ăn mày gõ một cái bát, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy, sau đó ngẩng đầu nhìn ta nói, các ngươi vừa rồi trêu chọc con rắn kia cũng không phải phổ thông rắn, nếu như không có ngoài ý muốn. Đêm nay con rắn kia liền có thể bắt các ngươi đổ nhắm, lần này các ngươi nhưng không có vận tốt như vậy. Nghe tên ăn mày, ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, cái này tên ăn mày rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết chúng ta gặp phải rắn? Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, kia là một đầu cái gì rắn chúng ta thực sự không biết, đầu tiên là nhan sắc, theo ta được biết, giống như Trung Quốc đều không có hoang dại toàn thân đen nhánh xà trùng, tiếp theo là cái đầu này hắc xà cái đầu so nam xà còn muốn lớn. Không biết sống bao dài năm tháng, nếu như là phổ thông loài rắn, dù cho thành tinh cũng dài không được như thế lớn. Xem ra vị huynh đệ kia biết một chút cái gì, không biết có nguyện ý hay không cùng chúng ta nói một chút, để chúng ta bảo vệ đầu này mạng nhỏ. Việc quan hệ tính mạng, ta nói chuyện phi thường cung kính, không còn dám đắc tội hắn, hy vọng có thể tại trong miệng hắn đào ra ít đồ. Muốn ta nói, đi, để kia tiểu bàn đôn nói xin lỗi ta, tên ăn mày dương dương đắc ý nhìn xem mập mạp. Một mặt cười xấu xa. Đạo em gái ngươi, không nói là xong. Mập mạp chết sống không chịu cúi đầu, cái này nhiều mất mặt. Ta vội vàng đem mập mạp kéo đến vừa nói, mập mạp, nếu như làm thịt con rắn kia, liền có mấy vạn khối cầm, một câu thật xin lỗi mà thôi, ngươi chẳng lẽ cùng tiền không qua được a? Nói chuyện đến tiền, mập mạp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hắn do dự mười mấy giây sau, lập tức nhẹ gật đầu, mập mạp chết bầm này, quả nhiên chỉ đối vạn ác tiền tài cúi đầu. Tiểu huynh đệ, thật xin lỗi a, mới vừa rồi là bàn ra ta không đúng, người đại nhân có lượng lớn, tể tướng bụng có thể chống thuyền, chớ cùng ta tiểu nhân so đo. Mập mạp liền cùng biến một bộ sắc mặt giống như, đối tên ăn mày hắc hắc cười bồi, đem cái này tên ăn mày giật nảy mình. Cái này sắc mặt trở nên cũng quá nhanh đi, tên ăn mày sờ sờ đầu, một mặt ngây ngốc. Trong lòng ta ngầm nở nụ cười, mập mạp chết bầm này, vì tiền quả nhiên biết điều. Đã mập mạp đều nhận lầm. Tên ăn mày cũng không còn làm khó dễ chúng ta, cào mấy lần ngứa sau liền bắt đầu cùng chúng ta giảng thuật đầu này hắc xà địa vị. Tại Tần Hán thời kỳ, từ Thiên Trúc đến hai vị cao tăng, già Diệp Ma Đằng cùng Trúc Pháp Lan, mà kia một được một cái hắc xà chính là bọn hắn mang tới hiến cho hoàng đế. Nói cũng kỳ quái, ngay lúc đó hoàng đế thế mà thích vô cùng cái này hai đầu hắc xà, một mực đem bọn chúng coi làm sủng vật nuôi. Cái này hai đầu hắc xà có cái yêu thích uống máu người sống. Hoàng đế liền đem bắt tới tù binh lấy máu cho chúng nó uống, tù binh không có, liền giết cung nữ, càng đáng sợ chính là, hoàng đế thế mà thường xuyên học rắn gọi, phát ra tê tê thanh âm, nghe để người dùng mình, ban đêm hoàng đế mắt càng là phát ra lục quang, nhìn xem cực kỳ quỷ dị. Về sau hoàng đế chết rồi, đám đại thần đều nói cái này hai đầu hắc xà tà môn, thế là để nó cho hoàng đế chôn cùng một chỗ vùi vào hoàng trong mộ, từ nay về sau, lại không kia hai đầu hắc xà tin tức. Nghe xong tên ăn mày, mập mạp kìm lòng không được run lập cập, tiểu huynh đệ, chiếu ngươi vừa nói như vậy, cái này hai đầu rắn là người Thiên Trúc mang tới yêu xà A, mà lại đem năm tháng tính toán ra, ta dựa vào, vậy ít nhất đã ngoài ngàn năm. Tiểu bàn đôn, ngươi không cần sợ, nếu thật là ngàn năm xà yêu, ngươi tối hôm qua đã sớm ở ra rắm,
Thiên Trúc đại sư mang tới kia hai đầu hắc xà sớm đã chết ở hoàng trong mộ, tối hôm qua các ngươi gặp phải kia một đầu là bọn chúng tử tôn. Tên ăn mày nói. Mập mạp lập tức nhẹ nhàng thở ra vỗ ngực nói, may mắn. May mắn. Huynh đệ, vậy xin hỏi có biện pháp nào đối phó cái này yêu xà không có? Tối hôm qua ta lưu huỳnh cùng hùng hoàng lên tác dụng cũng không lớn, hoàng phù lại không dùng được, đào mộc kiếm đâm không tiến, thật chẳng lẽ muốn ta dùng dao phay cùng nó liều mạng? Tên ăn mày nhíu mày, tựa như là đang suy nghĩ, một lát sau hắn mới chợt vừa gõ bát nói, cái này hắc xà cái đầu dù lớn, nhưng cũng không hề hoàn toàn thành tinh, không khó đối phó. Thiên Trúc yêu xà cùng chúng ta bên này khác biệt, bọn chúng sinh ra thích nghe tiếng địch, khuyết điểm là sợ lửa, chỉ cần các ngươi bắt ở hai cái này điểm, nhất định có thể hàng phục nó. Sau khi nói xong, ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi, không tiếp tục để ý chúng ta, nghênh ngang rời đi. Nhìn qua tên ăn mày đi xa bóng lưng, mập mạp biểu lộ có chút không được tự nhiên. Sao à nha, không nỡ cái này tên ăn mày huynh đệ a, cái này đôi mắt nhỏ chằm chằm đến, còn lưu luyến không rời. Ta trêu chọc nói, tên ăn mày kia đều đi xa, mập mạp còn tại nhìn. Mập mạp lắc đầu thầm nói, ta đi, suy nghĩ cả nửa ngày hóa ra là cái nương môn. Nương môn, ta kinh hô nói, cái này rõ ràng chính là cái nam được không? Ngươi muốn nữ nhân nghĩ điên rồi đi. Mập mạp chật chật lưỡi, tiểu ca, ta cá với ngươi, cái này nếu không phải cái muội tử, ta đem mình trứng đều bóp nát. Bàn ra ta duyệt nữ vô số, xưa nay sẽ không nhìn nhầm, chỉ cần chằm chằm một chút eo của nàng cùng cái mông, lập tức liền có thể phân biệt ra được. Ta nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, thật giả. Mập mạp ngốc nở nụ cười, thật, ai, quên hỏi cái này muội tử muốn cái phương thức liên lạc. Ta đi. Tên ăn mày ngươi cũng muốn lên a? Ta nhả rãnh nói. Ngươi hiểu cái gì, cái này vừa nhìn liền biết không phải phổ thông tên ăn mày, tính tình còn liệt, thường nói, nam nhân mà, liền phải uống rượu mạnh nhất, cưỡi mãnh liệt nhất nữ nhân. Mập mạp đối ta nhíu mày, một mặt hèn mọn. Ta cũng lười để ý đến hắn, cái này người kéo lên mồm mép, cái gì ngụy biện đều có thể nói với ngươi ra tới, trọng yếu nhất chính là hắn còn nói đến có bài bản hẳn hoi. Người không cách nào phản bác, hắn không đi làm quy công thật sự là lãng phí. Quy công chính là giúp tiểu thư kiếm khách nghề nghiệp, tục xưng quy công, còn có gọi làm mai, toàn bộ nhờ mồm mép kiếm cơm, về phần là thế nào đến, vậy ta cũng không biết. Nghe tên ăn mày về sau, ta đã suy nghĩ ra một cái đại khái phương án, từ mập mạp đi học một ngày cây sáo, mà ta thì trở về nghiên cứu Mao Sơn quỷ đạo một loại chú thuật, gọi phần thiên chú. Hắc xà sợ lửa. Dùng cái này phần thiên chú đối phó nó là lại thích hợp chẳng qua cái này chú tương đương khó, ta trước đó chỉ là hơi luyện tập một chút liền từ bỏ, hiện tại xem ra, không thể không kiên trì học. Cùng mập mạp mỗi người đi một ngả về sau, ta liền trực tiếp về trường học lên lớp. Buổi sáng khóa không có một chút tâm tư nghe, một mực đang nghiên cứu học tập Mao Sơn quỷ đạo bên trong phần thiên chú, nắm tay thả dưới đáy bàn không ngừng luyện tập chú ngữ thủ quyết, không sai biệt lắm cuối cùng một tiết khóa mới hơi thuần thục một chút. Hy vọng ban đêm có thể thành công. Mau thả học thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền tới một tờ giấy, ta mở ra xem, thế mà là Lâm Tuyết viết, nói đúng buổi trưa mời ta ăn cơm, báo đáp ta lần trước tại nhà ma đối ân tình của nàng. Lâm Tuyết bên người khẳng định đi theo Trương Tiểu Mạn kia xấu bụng nữ, ta mới không muốn cùng nàng loại người này ăn cơm, hảo ý tâm lĩnh, giải rác mấy chữ liền đem Lâm Tuyết đuổi rơi, chẳng qua ta len lén liếc nàng liếc mắt, phát hiện nét mặt của nàng rất khó chịu. Để ta có một loại cảm giác áy náy, một bữa cơm mà thôi, không đến mức cùng chết cha mẹ đồng dạng a. Thời gian thật vất vả đi vào ban đêm, ta ngồi lên mập mạp xe điện trực tiếp tiến về Lê Lị Lệ nhà. Tiến ra môn về sau, Lê Lị Lệ nhìn thấy hai chúng ta tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, đối chúng ta lại ôm lại thân, không biết còn cho là chúng ta muốn ba người đi. Hai vị đại sư, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ, hù chết ta. Lê Lị Lệ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, người cũng tiểu tụy rất nhiều, phòng rối bời, còn có một mặt vỡ thành mảnh nhỏ tường, trên mặt đất tất cả đều là đá vụn cho, đồ nội thất ngã trái ngã phải, nhìn qua không biết là bị người ăn cướp vẫn là phá rỡ. Bớt nói nhiều lời, mập mạp, người cây sáo học xong không? Ta đối còn đem đầu tựa ở Lê Lị Lệ ngực mập mạp nói, sau đó đạp một chân hắn cái mông, kém chút không có đem bọn hắn cùng một chỗ đạp lên giường, cái này mẹ nó không có chính sự. Là đến làm việc vẫn là đến cua gái. Mập mạp vội vàng lưu luyến không rời từ ôn nhu hương ngẩng đầu lên, không có vấn đề, ta đã tìm trên đường Ấn Độ A Tam học cả ngày, hắn trước kia chính là thổi sáo đùa rắn,
liền đầu đường biểu diễn tạp kỹ loại kia, hắn nói rắn đặc biệt thích nghe. Trước kia là đầu đường biểu diễn, vậy bây giờ đâu? Ta hỏi. Bây giờ tại rời gạch, mập mạp cười hắc hắc nói. Ta đi người nhị đại gia, cái này Ấn Độ A Tam nếu là đáng tin cậy, hắn có thể đi rời gạch sao? Mặc kệ, hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Vẫn là như cũ, ta cùng mập mạp hai người ở phòng khách các loại, Lê Lị Lệ thì về phòng ngủ, chẳng qua nàng cũng hẳn là trắng đêm khó ngủ. Đại khái hơn 2 giờ sáng thời điểm, đột nhiên một trận gió thổi qua đến, đem mập mạp trong tay thuốc lá thổi tắt. Mập mạp run lập cập, sau đó sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói, tiểu ca, đến rồi. Ta nhẹ gật đầu, sau đó cùng mập mạp lui về phía sau mấy bước, nương đến bên tường, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đúng vào lúc này, đột nhiên bốn phương tám hướng đều vang lên tê tê thanh âm, cái này khiến hai người chúng ta lập tức quá sợ hãi. Mập mạp thầm nói, cái đồ chơi này chẳng lẽ gọi một đám huynh đệ tới đi. Ta đối với hắn làm một cái ra dấu im lặng, ra hiệu hắn chớ quấy rầy, sau đó đem hoàng phù vung đầy toàn cái đại sảnh, hoàng phù không phải dùng để công kích rắn, mà là dùng để phát động phần thiên chú. Đột nhiên, mập mạp chỉ vào ban công cùng cửa sổ hô, tiểu ca, mau nhìn, toàn mẹ nó là rắn. Ta lần theo mập mạp chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện rất nhiều chấm đen nhỏ từ ban công cùng cửa sổ nhuyễn động đi lên. Đồng thời điên cuồng hướng chúng ta cái này điểm trung tâm tập trung, gần như bốn phương tám hướng đều có, bọn chúng muốn đem chúng ta bao vây lại. Trong lòng ta thẳng mắng một câu nương, không có nghĩ tới những thứ này hắc xà thế mà ở Trung Quốc sinh sôi nhiều như vậy, nếu như đều thành tinh, kia còn phải. Mập mạp, thổi tiêu, ta hô lớn. Ngươi nằm mơ đi, ngươi mới thổi tiêu đâu, thổi sáo liền thổi sáo, nói đến bị ổi như vậy làm gì. Mập mạp không biết từ bộ vị nào móc ra một con cũ nát sáo ngắn, sau đó phóng tới bên miệng ô ô phải thổi lên. Mập mạp tiếng địch này cùng quỷ khóc sói gào cũng không có gì khác nhau, khó nghe ta đều nhanh muốn gắt gao che lỗ tai, ngay tại ta không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, đột nhiên những cái kia tiểu hắc rắn tất cả đều sửng sốt, tiếp lấy cùng như là phát điên, tại nguyên chỗ giãy giụa thân rắn, giống như tại nhẹ nhàng nhảy múa. Chờ chính là giờ khắc này, ta tập trung tinh thần, sau đó trước ba chỉ giao nhau. Nhỏ ngón cái lẫn nhau đụng xoay tròn, ngón áp út sát nhập, song trưởng sát nhập. Hoàn thành phức tạp thủ quyết về sau, miệng ta bên trong quát to, nhật nguyệt tinh thần, cỏ cây rừng cây, hoàng thiên hậu thổ, thần hỏa hàng thế, đều đốt đi. Chú ngữ mới ra, lập tức một trận gió nóng thổi lên, đem trên mặt đất tất cả hoàng phù thổi hướng bốn phương tám hướng, hoàng phù vừa gặp phải vật thể, liền có thể ánh lửa văng khắp nơi, phanh một tiếng, biến thành lửa lớn rừng rực. Thiêu đến chung quanh tiểu hắc rắn chạy trốn tứ phía, đau khổ giãy giụa, nhưng vô luận bọn chúng làm sao trốn, đều không thể chạy ra cái này phần thiên biển lửa, cuối cùng toàn bộ đại sảnh đều tràn ngập một cỗ buồn nôn tiêu vị thịt, cháy đen xác rắn nằm đầy đất. Chờ tất cả rắn thiêu đến không sai biệt lắm thời điểm, ta cùng mập mạp mới vội vàng dập tắt kém chút cùng một chỗ đốt đồ nội thất. Đáng tiếc, nhiều như vậy rắn, có thể bán không ít tiền, hoặc là lấy về làm canh rắn cũng là không sai. Lại không tốt cầm đi ngâm rượu tráng tráng nhang cũng không lỗ a. Ngay tại mập mạp đáng tiếc những cái này rắn thời điểm, đột nhiên Lê Lị Lệ trong phòng hét thảm một tiếng. Xấu, còn có đầu lớn. Ta hô to một tiếng về sau, vội vàng hướng phía gian phòng vọt vào, nhưng vừa tới cổng, liền bị một đầu thô to trơn mượt đuôi rắn đối mặt đánh tới, ta không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mập mạp nhìn xông vào không nổi, đành phải tiếp tục thổi trong tay cây sáo. Thật đúng là đừng nói, ta đứng lên sau thăm dò đi đến nhìn, phát hiện đầu kia hắc xà thế mà bất động, mắt có chút ngốc trệ, lưỡi rắn cũng không nhả, sâu rũ xuống miệng dẫn ra ngoài lấy nước bọt. Mập mạp, thật có ngươi, ta ở trong lòng hưng phấn gọi một câu, đang định đi lên thu thập hắc xà thời điểm, đột nhiên trốn ở trong góc Lê Lị Lệ sợ hãi phải khóc lên, nức nở thanh âm lập tức đem hắc xà bừng tỉnh. Trong lòng ta lập tức lạc một chút, ta thao, xấu. Hắc xà sau khi tỉnh lại, con người màu xanh lục tử đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, mở ra miệng to như chậu máu ngửa mặt lên trời kêu dài, đồng thời điên cuồng giãy giụa thân rắn, giống như dị thường phẫn nộ. Ta không dám nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền vọt vào, không phải ta sợ Lê Lị Lệ một cái chớp mắt liền biến thành xương vụn. Tục ngữ nói tốt, đánh rắn đánh bảy tấc, bởi vì rắn trái tim tại bắt đầu lại từ đầu bảy tấc địa phương, đây là chỗ yếu hại của hắn, đánh chúng nhưng miểu sát. Ngay tại hắc xà nổi giận thời gian nháy mắt, ta vọt vào, nhảy qua đi ôm chặt lấy nó bảy tấc, sau đó liều mạng dùng nắm đấm đối, đồng thời hô lớn, đừng mẹ nó thổi,
mau đem Lê Lị Lệ cứu ra ngoài. Mập mạp nghe vậy, vội vàng chạy vào gian phòng đem Lê Lị Lệ gánh ra ngoài, kia hắc xà đã nửa thành tinh, biết ta chế trụ nó bảy tấc, cũng không dám tùy ý loạn động, mặc cho mập mạp đem Lê Lị Lệ cứu ra ngoài. Lê Lị Lệ an toàn chạy đi về sau, ta đem còn lại mấy chương hoàng phù đều dán tại hắc xà bảy tấc bên trên. Đúng vào lúc này, đột nhiên tại trong đầu của ta vang lên một thanh âm, tha mạng, đại tiên tha mạng. Tha mạng. Ta vội vàng ngẩng đầu chung quanh, phát hiện đầu kia hắc xà chính nước mắt lưng tròng nhìn ta, liền cùng người đồng dạng, giống như đang cầu tha biểu lộ. Ta cười lạnh một tiếng, hiện tại mới cầu xin tha thứ, đã trễ. Ngươi giết nhiều như vậy người, ta làm sao có thể thả rắn về núi, mà lại thả nó sau không giữ chữ tín cắn ngược lại chúng ta một hơi, vậy ta không phải biến thành nông phu cùng rắn. Ta dán tốt hoàng phù về sau, không tiếp tục để ý hắc xà cầu xin tha thứ, vội vàng sau nhảy ra gian phòng. Hắc xà giống như ý thức được cái gì, điên cuồng uốn éo người, muốn đoạt cửa sổ mà ra. Ta không có hướng về phía trước truy, mà là nhanh chóng thôi động phần thiên chú, ngay tại hắc xà nhảy ra gian phòng cửa sổ trong nháy mắt, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi, hắc xà trên thân nổi lên hừng hực liệt hỏa, lập tức đem hắc xà thiêu đến bên trong cách, truyền ra từng đợt da rắn tiêu mùi thơm. Hắc xà rơi xuống lầu dưới, sau đó điên cuồng giãy giụa, không đầy một lát, liền bị đốt thành tro. Sau mười mấy phút, chúng ta đã nhìn thấy dưới lầu bu đầy người, sau đó liền có người báo cảnh sát. Vì thiếu sinh sự đoan, ba người chúng ta vội vàng thu thập phòng, đem những cái kia tiểu hắc rắn đều dùng cái túi trang lên, sau đó cầm đi bãi rác ném. Hắc xà sau khi chết, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành, Lê Lị Lệ đánh số dư cho chúng ta về sau, liền dọn nhà, những cái kia thi cốt chúng ta cũng không biết nàng làm sao xử lý sạch. Về sau mập mạp lộ ra, tựa như là sai người vận đến nông thôn tìm một chỗ chôn. Trừ cái này, lại về sau ta còn thu được một cái phi thường kỳ quái cái dương, phía trên liền gửi đến địa chỉ đều không có. Ta hiếu kỳ mở ra xem một chút, phát hiện thế mà là nguyên một dương trứng rắn, bên trong còn có một tấm hình, trên tấm ảnh nữ nhân là Lê Lị Lệ, nàng lớn bụng, một mặt tiều tụy cùng hoảng sợ. Ngay từ đầu ta còn có chút nghi hoặc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta lập tức cảm thấy da đầu run lên, lạnh cả người, vội vàng không nói hai lời liền đem những này trứng rắn lấy ra ngoài trường cho đốt. Đốt trứng rắn thời điểm, ta thế mà nghe thấy quỷ dị hài nhi âm thanh, giống như vừa ra đời hài nhi khóc lóc đồng dạng, dọa đến ta toàn thân đều nổi da gà. May mắn một lát sau tất cả trứng rắn đều biến thành tro, ta vội vàng dùng bùn đất đem cái kia thanh tro giấu đi, mới hoàn toàn an tâm. Từ nay về sau, không còn có qua Lê Lị Lệ tin tức, mập mạp cũng liên lạc không được. Chuyện này kết thúc về sau, chúng ta cầm tới vốn có thù lao, trừ trước đó kia 4 vạn, còn có Lê Lị Lệ về sau lại tăng thêm 2 vạn, tổng cộng là 6 vạn, ta 6 mập mạp 4, cho nên ta vốn nên cầm 3 vạn 6, nhưng mập mạp chết bầm này thế mà chỉ cấp ta 3 vạn, hắn nói quỷ ổn bà lần kia tiền còn không có cho, là hắn cho trên nệm, hiện tại trừ hồi thứ 6 ngàn, tức giận đến ta nghiến răng, bởi vì tiền này vốn nên là Trương Tiểu Mạn cho. Phải, coi như ta ăn ngậm bồ hòn. Tiền này ta cũng không so đo, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy Trương Tiểu Mạn, ta đều muốn lật nàng mấy cái khinh khỉnh. Trừ cho 6.000 quỷ ổn bà, ta còn nhiều hơn cầm 8.000 làm tiền thuốc men cho Ngô Ngẫu, tiền này lại không bồi, hiệu trưởng đều muốn đuổi ta ra cửa trường, hiện tại cũng chỉ còn lại có 2 vạn 2, rời thôn dài muốn kia 10 vạn còn kém một khoảng cách lớn, tiền còn lại ta nên đi đâu mà tìm đây. Suy đi nghĩ lại cũng không tìm tới kiếm tiền biện pháp, một tháng này cũng không dài. Đoán chừng một cái chớp mắt liền đi qua, góp không đủ 10 vạn, thôn trưởng cái kia chó săn liền phải đào nhà ta mộ phần, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại ta sầu trắng cả tóc thời điểm, đột nhiên mập mạp lại điện báo lời nói, trong lòng ta vui mừng, hẳn là mập mạp lại kéo cái đại hoạt. Vội vàng tiếp lên điện thoại. Uy, tiểu ca, một ngày không gặp, như cách ba thu a, có muốn hay không ta a? Mập mạp lại theo ta dắt mồm mép. Nghĩ cái rắm, có cái gì mau nói. Tiền điện thoại cũng không tiện nghi. Ta mắng. Mập mạp thấy ta trực tiếp như vậy, cũng không tốt lại kéo con bê, vội vàng nói ra lần này gọi điện thoại cho ta mục đích. Nguyên lai mập mạp nghĩ đến một cái kiếm tiền biện pháp tốt, đó chính là cùng ta cùng một chỗ hùn vốn mở âm hành cửa hàng. Âm hành cùng cái khác ngành nghề cũng kém không nhiều, nếu như muốn kiếm nhiều tiền, vậy sẽ phải đem danh dự cùng danh khí mở ra, dạng này mới có thị trường, mà bước đầu tiên, đó chính là phải có mình cố định mặt tiền cửa hàng. Không phải giống mập mạp như thế làm cái tán tiên, có thể miễn cưỡng sống tạm cũng không tệ,
còn muốn kiếm nhiều tiền, dù sao như lần trước như thế đại hoạt cũng không phải mỗi lần đều có thể nhận được. Tiểu ca, ta mập mạp là nửa vời, nói trắng ra liền thần côn một cái, chỉ có thể lừa gạt phần cơm ăn, nhưng ngươi khác biệt, ngươi thế nhưng là Mao Sơn quỷ đạo hậu nhân, bản sự này nhưng rộng thoáng, coi như ngươi không nghĩ kiếm tiền, vậy cũng phải đem Mao Sơn cái chiêu bài này sáng bóng sạch sẽ, tuyệt không thể để chi xuống dốc rồi. Mập mạp nói, ta nhẹ gật đầu, cảm thấy mập mạp nói rất có đạo lý, huống chi ta hiện tại cần tiền cấp bách, biện pháp này là kiếm tiền nhanh nhất. Ta sau khi đồng ý, mập mạp cũng không rông dài, một người góp 1 vạn về sau, hắn liền bắt đầu tìm kiếm mặt tiền cửa hàng. Cái này tìm mặt tiền cửa hàng cũng không tốt tìm, kia là có giảng cứu, đầu tiên muốn phong thủy thật tốt, sau đó không thể cách trường học quá xa, cũng không thể cách quá gần. Quá gần, đồng học lão sư đều có thể nhận ra ta, lúc ấy cho ta cài lên không học tập cho giỏi, lại ra tới làm phong kiến mê tín mũ, vậy ta thật là lạnh qua bánh núc đậu, nếu như quá xa, vậy ta đi qua cũng quá không tiện. Ta hiện tại thật sự là liền xe điện cũng mua không nổi, chỉ có thể dẫm cái phá xe đạp. Tiếp theo cửa hàng vị trí không thể quá nhiều người, không thể quá ồn ào, bởi vì là âm hành, cũng không phải siêu thị cái gì, giảng cứu người lưu lượng nhiều, nhưng cũng không thể quá vắng vẻ, dạng này người khác không dễ dàng tìm tới, cũng không ai dám đi, cho nên tập hợp trở lên mấy điểm, muốn tìm cái thích hợp âm hành mặt tiền cửa hàng, vậy nhưng thật thật không dễ dàng. Chẳng qua ta còn thực sự là xem thường mập mạp, coi là cháu trai này ít nhất phải tìm nửa tháng trở lên, không nghĩ tới hắn ngày thứ 3 liền đến tin tức, đây thật là giải ta cháy nghi chi cực, ta có thể nghĩ sớm một chút khởi công sớm một chút kiếm tiền. Giải quyết mặt tiền cửa hàng về sau, chúng ta riêng phần mình ra 2.000 trang trí một chút, sau đó định cái Mao Sơn quỷ đạo chiêu bài, treo thật cao tại mặt tiền cửa hàng cửa trên đầu, mập mạp còn làm đến giả kim sơn phun một chút, nhìn cực kỳ cao cấp, chẳng qua để người ta biết cái này biển chữ vàng là giả, vậy liền người lớn. Mập mạp an ủi ta nói tiểu ca sợ cái gì, chiêu bài này chữ vàng là giả, nhưng người Mao Sơn truyền nhân nhưng so sánh vàng còn có thật, không có gì đáng ngại, bề ngoài có thể nhìn là được, ai còn mẹ nó thật đưa tay đi sờ, người nói đúng đi. Ha ha, ta mặc kệ hắn, chỉ là đau lòng mình vừa mới kiếm những số tiền kia, hiện tại còn lại 1 vạn khối. Cửa hàng làm tốt về sau, ta tính chính thức bước vào âm hành, ban ngày lên lớp, để mập mạp trông tiệm. Ban đêm nếu như có sinh ý liền đến nhìn một chút, không có sinh ý liền tiếp tục ở trường học học tập, đây cũng không chậm trễ công khóa, chỉ là đón thêm không đến sinh ý, 1 tháng kia cũng nhanh đi qua. Đại khái lại qua 3 ngày sau, mập mạp đột nhiên cao hứng cho ta biết, nói đến sống, gọi ta buổi tối tới cửa hàng một chuyến. Cái này nghe xong nhưng làm ta vui xấu, ban đêm vội vàng dẫm lên xe đạp vui tươi hớn hở đi qua. Đi vào trong tiệm thời điểm. Ta nhìn thấy mập mạp đang cùng một nữ nhân kéo con bê. Nữ nhân kia chừng 30 tuổi, tóc bàn lên, mặc phần áo sơ mi, quần trắng, tinh xảo khuôn mặt, thon dài dáng người, nhìn qua là cái đã kết hôn thiếu phụ, cái này nhan giá trị cùng cách ăn mặc, đoán chừng là đầu thủy ngư. Ta đi vào về sau, mập mạp vội vàng giới thiệu cho ta, nguyên lai nữ nhân này gọi Liễu Đình, chẳng qua nàng cũng không phải là gặp được cái gì tà sự tình đến xin giúp đỡ, mà là trong sinh hoạt gặp không thể mở miệng sự tình. Xin giúp đỡ không cửa về sau, mới tìm bên trên mập mạp. Liễu tỷ tỷ, đây là tiệm chúng ta trụ cột, chính tông Mao Sơn quỷ đạo truyền nhân, tuyệt đối có thể giúp ngươi giải quyết nan đề, về sau đừng tìm những cái kia lừa tiền lừa sắc thần côn, không đáng tin cậy. Mập mạp nói. Nghe thấy mập mạp vừa nói như vậy, Liễu Đình đột nhiên mũi chua chua, kém chút không có khóc lên. Ta vội vàng hỏi cái này là chuyện gì xảy ra, thế nào nói xong khóc lên đây. Liễu Đình nức nở vài tiếng về sau, mới đem đầu đuôi sự tình nói ra. Liễu Đình cùng nàng trượng phu đại học liền nhận biết, hai người cùng một chỗ về sau, một mực ân ái có thừa, sau khi tốt nghiệp liền nói chính danh thuận kết hôn. Nhưng sầu người chính là, hai người kết hôn nhiều năm, vẫn luôn không thể có đứa bé, ngay từ đầu còn tốt, thời gian dài bà liền bắt đầu oán trách, nói Liễu Đình làm sét đánh mà không có mưa, nhiều năm như vậy, liền trái trứng đều không có, cái này khiến Liễu Đình rất là khổ sở. Hai người bất đắc dĩ, đành phải bên trên bệnh viện tra ra tình huống, nhưng khiến người ngoài ý chính là, hai người đều rất khỏe mạnh, cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chính là không mang thai được hài tử. Tích lũy tháng ngày, hai người áp lực càng lúc càng lớn, Liễu Đình lão công càng là bởi vì cái này tại phương diện kia càng ngày càng không được, có đôi khi thậm chí liền 1 phút đồng hồ đều gánh không được liền đi, cuối cùng thế mà liền thạch càng lên cũng khó khăn. Bọn hắn đành phải lại đi một chuyến bệnh viện.
lần này bệnh viện kiểm tra vẫn là bình thường, bác sĩ nói Liễu Đình lão công chỉ là tâm lý tác dụng, căn bản liền không có bệnh, về sau mở một chút thuốc trở về điều trị, nhưng y nguyên không dùng được, hai người một trận đi đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Về sau một đêm bên trên, Liễu Đình lão công đầy người mùi rượu trở về đối Liễu Đình sách một cái cực kỳ hoang đường yêu cầu, muốn nàng cùng đệ đệ của hắn viên phòng, mượn hắn đệ đệ kiếp sau một đứa bé, hai người kia liền sẽ không trôi qua khó như vậy, áp lực như thế lớn. Liễu Đình không thể tin được bình thường như thế hào hoa phong nhã lão công thế mà lại đưa ra như thế hoang đường yêu cầu, cái này chẳng những là mượn chuông, hơn nữa còn là loạn luôn, đây chính là thiên lý nan dung sự tình. Liễu Đình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền cự tuyệt lão công yêu cầu này, chẳng qua trong nội tâm nàng xem như minh bạch, nếu như hai người không sinh ra hài tử, vậy bọn hắn sợ là cả một đời cũng sẽ không trôi qua tốt. Liễu Đình trước kia cũng không phải là phong kiến mê tín người, nhưng lần này, nàng đem hy vọng đều ký thác ở trên đây, nàng khắp nơi cầu thần bái Phật, tìm kiếm sinh con chi đạo, trong lúc đó chẳng những gặp rất nhiều khó khăn cùng không hiểu, còn bị lừa gạt rất nhiều tiền, nhưng nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần mình có bền lòng, tuyệt đối có thể cảm động thần Phật, ban thưởng mình một cái khỏe mạnh đáng yêu bảo bảo. Về sau trời không phụ người có lòng, tại người quen giới thiệu, Liễu Đình nhận biết một cái phát ra ánh sáng đại sư, nghe nói cho cái này đại sư từng khai quang phụ nữ, tất cả đều có thể thuận lợi mang thai hài tử. Cái này nhưng làm Liễu Đình cao hứng xấu, cho là mình rốt cục gặp cao nhân, có thể đạt được ước muốn, nhưng làm sao biết cái này phát ra ánh sáng đại sư chính là cái mặt người giả thú, cái gọi là khai quang chính là lừa nàng lên giường, trách không được những cái kia phụ nữ đều có thể mang thai. Liễu Đình liều mạng giãy giụa lấy chạy ra ngoài, cái kia khai quang đại sư tâm hoảng hốt, sợ Liễu Đình đi ra ngoài nói lung tung, cũng đi theo đuổi theo, muốn đem nàng bắt tới. Liễu Đình đi ra ngoài về sau, liền liều mạng hô cứu mạng, nhưng vị trí kia cực kỳ vắng vẻ, lại là ban đêm, chung quanh gần như không có người nào, căn bản không có người giúp Liễu Đình. Về sau mắt thấy là phải bị khai quang đại sư bắt về trà đạp, may mắn lúc này gặp mập mạp đi ngang qua chỗ kia, đem Liễu Đình cứu lại. Mập mạp đem kia khai quang đại sư đánh đầu đầy bao về sau, còn uy hiếp hắn đem lừa gạt Liễu Đình tiền đều phun ra, không phải liền dẫn hắn đi đồn công an, dọa đến khai quang đại sư vội vàng đem tiền đều trả lại Liễu Đình, sau đó xám xịt đi. Mập mạp cứu Liễu Đình về sau, liền vội hỏi minh tình huống, hắn cái này nghe xong, liền nghĩ đến ta có thể trợ giúp nàng tròn sinh con mộng, dù sao tiệm mới vừa mở không có gì sinh ý, có lẽ đây chính là thứ nhất đơn sinh ý. Mập mạp khác không được, cái này mồm mép công phu đây chính là thật sinh được, một trận này nói thứ hai muộn liền đem Liễu Đình lắc lư tới. Nghe xong Liễu Đình sau đó, ta dừng lại cười khổ, sau đó đem mập mạp kéo đến một bên mắng, ta đi ngươi mỗ mỗ cái chân, ngươi làm lão tử là Quan Âm Bồ Tát. Còn có thể đưa tử. Ai, tiểu ca, lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi không nghe nàng nói sao. Bệnh viện đều kiểm tra qua, hai người đều không có vấn đề, nhưng chính là không mang thai được, cái này sự tình còn chưa đủ tà môn sao. Khó mà nói, bọn hắn chính là gặp cái gì tà sự tình, mình không biết mà thôi. Mập mạp dừng lại phân tích. Ta gãi đầu một cái, cảm thấy mập mạp nói đến cũng có đạo lý, chẳng qua Mao Sơn quỷ đạo nhưng không có sinh con đạo pháp, nhưng để vợ chồng ân ái ngược lại là có, đã nàng nói lão công không được, vậy ta liền giúp chồng nàng một cái, để hắn lão công có thể dục ngựa lao nhanh, chấn chỉnh lại nam nhân hùng phong, chẳng qua cái này đạo pháp cũng không phải mỗi ngày đều đi, muốn chọn ngày hoàng đạo. Ta bấm ngón tay tính toán, hai ngày sau chính là ngày tháng tốt, thế là phân phó Liễu Đình về trước đi các loại, hai ngày sau tới cho nàng làm một chút pháp, hy vọng nàng có thể đã được như nguyện. Liễu Đình nói lời cảm tạ rời đi về sau, ta đang chuẩn bị về trường học, đột nhiên trông thấy cửa hàng đứng ngoài cửa một cái lén lén lút lút bóng người. Bóng người kia trông thấy ta sau khi ra ngoài, đột nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh, sau đó hỏi, là ngươi, Lâm Nguyên. Ta nhíu mày, trợn to mắt nhìn đi, mới phát hiện cái này lén lén lút lút bóng người thế mà là ta sơ chung đồng học, Vương Lỗi. Ta sơ chung là ở trong thôn trường học đọc, nhưng cái này Vương Lỗi là bên ngoài thôn nhân, thôn của hắn cách kia cách một con sông. Vương Lỗi cái này người cực kỳ giảng nghĩa khí, trước kia cùng ta kia là đồng đảng cấp bậc ca môn, khi đó không hiểu chuyện, thường xuyên cùng hắn ban đêm đi trong ruộng trộm dưa hấu, trộm bắp ngô. Có một lần cũng là không may, lại có thể có người mai phục tại ruộng một bên, mắt thấy hai người đều muốn bị bắt được, nhưng Vương Lỗi lại đem ta đẩy đi, gọi ta dùng sức chạy về phía trước, không nên quay đầu lại. Lúc ấy trong lòng cũng sợ hãi, Vương Lỗi lúc đó, ta cũng không nghĩ được nhiều như thế,
nhanh chân liền chạy, về sau mới biết được, Vương Lỗi sợ hai người đều chạy không thoát, đành phải hy sinh chính mình, từ đó về sau, chúng ta liền thành quá mệnh huynh đệ, chẳng qua hắn kia bỗng nhiên không ít bị đánh, bị ruộng nông đánh cho một trận, người trong nhà lại mãnh rút dừng lại, ngày thứ hai đi học cái mông không có một chỗ tốt, lên lớp liền ghế cũng không dám ngồi, lão sư hỏi hắn làm sao rồi. Hắn nói cái mông dài bệnh trĩ, trêu đến toàn lớp cười vang. Tốt nghiệp trung học về sau, ta ra tới trong thành học trung học, chúng ta cũng rất ít liên hệ, nghe nói hắn tốt nghiệp trung học sau liền ra ngoài làm công, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải hắn. Ta dựa vào, ta không có hoa mắt ha, đây không phải lão Vương sao, ta cười ha hả nói, hai năm này lẫn vào thế nào, rất lâu không gặp ngươi. Vẫn được, lão tử cũng là nghĩ chết ngươi, không nghĩ tới thế mà tại cái này gặp ngươi, cái này cửa hàng. Là ngươi mở không? Vương Lỗi từ trong bóng tối đi tới, ta mới nhìn đến hắn mặc trên người các loại bảng tên, trên cổ mang theo một đầu thô xích vàng, trong tay còn cầm cái ái phong ích, một bộ thổ hào bộ dáng. Ai u, lão bản lẫn vào vui vẻ sung sướng a, cái này đại kim dây xích, đều có cánh tay ta thô, cái này cửa hàng là ta mở a, kiếm miếng cơm ăn, thế nào, ngươi gặp được cái gì tà sự tình rồi. Nói ra ta giúp ngươi giải quyết, giảm còn 80%. Ta vỗ Vương Lỗi bả vai nói. Vương Lỗi nhẹ gật đầu, không thiếu tiền, nhìn thấy cách đó không xa ngừng đại bôn không. Kia cũng là ta mua, hai anh em ta ai cùng ai a, cái này sự tình ngươi chỉ cần giúp ta giải quyết, bạc đãi không được ngươi. Nghe Vương Lỗi vừa nói như vậy, ta vội vàng hướng cách đó không xa nhìn lại, phát hiện thật là có một cỗ đại bôn dừng ở ngõ nhỏ bên ngoài, đoán chừng là không lái vào được, cho nên Vương Lỗi mới đi bộ đi tới. Vương Lỗi bản thân gia cảnh cũng không được khá lắm, điển hình dân quê. Phụ thân làm kiến trúc công, mẫu thân ở nhà trông coi kia một mẫu ruộng, cái này khiến ta có chút hiếu kỳ tại Vương Lỗi trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, một cái tốt nghiệp trung học người, tại ngắn ngủi hai năm thế mà lẫn vào tốt như vậy, liền hiện tại hắn trên mặt ngây thơ cũng không hoàn toàn cởi xuống, cũng chính là một cái cùng ta không chênh lệch nhiều thiếu niên, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn có hay không bằng lái. Đương nhiên những lời này ta không dám nhận mặt nói ra, chỉ có thể nói bóng nói gió một chút. Đem Vương Lỗi nghênh sau khi đi vào, mập mạp cũng là người sáng suốt, xem xét là cái nhân vật có tiền, vội vàng châm trà đổ nước, cúi đầu cúi người vấn an, kia phục vụ tuyệt đối là tiêu chuẩn. Lâm Nguyên, người cái này mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng cái này phục vụ vẫn là rất tốt a, ha ha, không sai không sai. Vương Lỗi đối mập mạp tán thưởng nói. Lời không thể nói như vậy, kia lại nhỏ miếu, không phải cũng như thường cúng bái thần tiên sao? Tiểu ca ngươi nói có đúng hay không? Mập mạp hướng ta nói. Ta mặc kệ hắn, liền vội vàng đem hắn đuổi tới một bên, sau đó hỏi, lão Vương, ngươi hai năm này đến cùng làm sao phát tài lên a? Mang mang ca môn, cũng cho ta đương đương nhà giàu mới nổi, qua qua kẻ có tiền nghiện. Ta hỏi một chút lên cái này, đột nhiên Vương Lỗi vừa rồi cười hì hì biểu lộ liền trở nên âm trầm xuống, cũng không nói chuyện, hung hăng uống trà, còn móc ra một chi đại trung hoa quất, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ, không biết vì cái gì. Ta luôn cảm giác Vương Lỗi biến, nhưng cái kia biến, ta cũng nói không nên lời. Vì hòa hoãn một chút bầu không khí, ta vội vàng nói sang chuyện khác, lão Vương, người đến cùng gặp cái gì tà sự tình. Vương Lỗi biểu lộ đột nhiên trở nên sợ hãi lên, trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn nhìn thoáng qua trên biển hiệu Mao Sơn Quỷ Đạo bốn chữ, sau đó hỏi, Lâm Nguyên, người thật có thể trừ tà sao? Hắn cái này hỏi một chút mập mạp liền không vui lòng, đem cửa tiệm cái kia bảng hiệu cầm tới. Sau đó chỉ vào bảng hiệu hỏi, lão bản, phía trên này viết cái gì biết sao? Trừ tà tránh hung, bắt quỷ cầm yêu, phong thủy bát quái, mọi thứ tinh thông, chính tông Mao Sơn Quỷ Đạo truyền nhân, giả một bồi một vạn, coi không chúng không lấy tiền. Vương Lỗi cười khổ đọc lên đến, ta mặc dù không có văn hóa gì, nhưng cũng không đến nỗi không biết chữ. Đó không phải là lạc, biển chữ vàng tại cái này, được hay không còn muốn hỏi sao? Mập mạp mồm mép công phu quả nhiên ghê gớm. Đem Vương Lỗi nói đến sửng sốt một chút. Ta không phải ý tứ kia, Lâm Nguyên là ta quá mệnh ca môn, ta làm sao có thể không tin hắn. Vương Lỗi vội vàng giải thích nói. Vậy ngươi đến cùng gặp chuyện gì, trực tiếp một năm một mười cho ta nói ra chẳng phải kết rồi. Ta liền vội vàng hỏi. Vương Lỗi trầm mặc thật lâu mới biệt xuất một câu, ta giống như bị một con nữ quỷ cho quấn lên. Nghe Vương Lỗi vừa nói như vậy, ta vội vàng quan sát hắn khí sắc đến. Hắn hồng quang đầy mặt, ngạch chỉ độ cao sáng, bờ môi nhuận đỏ, hoàn toàn không giống đụng quỷ dáng vẻ. Kia nữ quỷ đến cùng là thế nào quấn lên ngươi,
nói cho ta nghe một chút đi. Ta nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn. Kỳ thật phần lớn người đều không phải thật sự gặp được quỷ, chỉ là mình nghi thần nghi quỷ thôi. Vương Lỗi do dự một chút, cũng không có nói tường tình, ngược lại ấp úng, nói chính hắn cũng không rõ ràng lúc nào trêu chọc phải mấy thứ bẩn thỉu. Vương Lỗi cái này biểu hiện khác thường, gây nên mập mạp chú ý, hắn vội vàng cấp ta nháy mắt, ra hiệu ta cùng hắn ra ngoài bên ngoài trò chuyện hai câu. Ra ngoài bên ngoài về sau, mập mạp cũng không che giấu, trực tiếp nhỏ giọng nói với ta nói tiểu ca, người người anh em này giống như có cái gì lén lút, nói chuyện ấp úng, sợ là có bẫy. Ta lườm hắn một cái, nói Vương Lỗi là ta quá mệnh ca môn, cũng không thể hại ta đi. Mập mạp vỗ nhẹ bả vai ta, âm hành chén cơm này cũng không phải ăn ngon như vậy, một khi vô ý, dễ dàng đem mệnh đều góp đi vào. Một lần nữa sau khi trở về, mập mạp một mực đang trong đầu ta quanh quẩn, chẳng qua ta cũng tin tưởng Vương Lỗi, hai năm này mặc dù hắn lại thế nào biến, cũng tuyệt đối sẽ không hại ta, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chính ta cũng sẽ thêm một cái tâm nhãn. Vương Lỗi, vậy ngươi biết con kia nữ quỷ một loại ở nơi nào quấn lấy ngươi? Ta hỏi. Trong nhà, ngay tại trong nhà của ta, mỗi lúc trời tối đều sẽ tới. Vương Lỗi nói. Bao nhiêu điểm? 12 giờ khuya, tiếng chuông một vang liền đến. Vương Lỗi đáp. Ta nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm, nơi này cách nhà ngươi có chừng bao xa? Lái xe lời nói, hẳn là bốn hơn 10 phút đi. Mập mạp, mang lên ra hỏa. Đêm nay liền giúp Vương Tổng đem sự tình lo liệu. Ta đứng lên, vỗ vỗ cái bàn nói. Mập mạp nghe ta lời nói, biết đến sống, đem ta những cái kia đặt ở trong tiệm gia hỏa đều gánh ra tới. Còn bổ sung một câu, tiểu ca, ta hôm qua còn đi quỷ đường phố giúp ngươi tân tiến một chồng hoàng phù, đêm nay đủ ngươi tiêu xài. Ta đối mập mạp giơ ngón tay cái lên, cháu trai này bình thường không có đứng đắn, nên lúc làm việc vẫn là giọt nước không lọt. Nhị thúc để lại cho ta kia chồng hoàng phù ta sớm dùng hết, ta mình bây giờ đạo hành còn họa không tốt, đang lo không có phù sử dụng đây. Ba người chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời, trực tiếp đóng cửa tiệm bên trên Vương Lỗi xe, sau đó ba người đồng loạt tiến về Vương Lỗi nhà. Trên đường thời điểm, mập mạp trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu cùng Vương Lỗi nói giá cả. Mập mạp biết Vương Lỗi là ta người quen biết cũ, cũng không dám nhiều chào giá, chẳng qua Vương Lỗi là đầu nước phù sa cá. Mập mạp khẳng định cũng không thể nhẹ làm thịt, trực tiếp liền phải 2 vạn, nếu như đi đến tình huống ác liệt, tùy thời đều có thể nâng giá. Vương Lỗi cũng là người sảng khoái, không nói hai lời liền đáp ứng. Giá cả đàm phải vui sướng, mập mạp tâm tình liền vui sướng, đoạn đường này còn vui sướng huýt sáo, làm cho ta đều có chút tâm phiền ý loạn, vội nói ban đêm huýt sáo dễ chiêu quỷ, lúc này mới dọa đến hắn ngậm miệng lại. Vương Lỗi đại bôn rất nhanh liền tại một tòa biệt thự trước ngừng lại. Sau đó đối với chúng ta nói đến. Sau khi xuống xe, ta cùng mập mạp đều không ngừng tán thưởng Vương Lỗi tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ thế mà liền kiếm nhiều tiền như vậy, ta cùng mập mạp còn mẹ nó cưỡi 2 cái vòng đâu. Vương Lỗi cười khổ một cái, biểu lộ có chút quái dị, khách khí một phen sau liền đem chúng ta mời đến nhỏ trong biệt thự. Nhỏ trong biệt thự trang trí cũng rất đường hoàng, cái này không có mấy triệu khẳng định là làm không được, cái này khiến ta càng thêm hiếu kỳ lên Vương Lỗi là làm gì. Nhưng ta mỗi lần hỏi cái này, hắn không phải ấp úng, chính là miễn cưỡng lấp liếm cho qua. Mập mạp đem ta kéo đến một bên vụng trộm nói, tiểu ca, người cái này huynh đệ sẽ không phải là làm thiếu gia à. Thiếu gia là tiếng lóng, nói nôm na dễ hiểu một điểm chính là bị phú bà bao yang tiểu bạch kiểm. Ta cười khổ một cái, không cách nào phản bác, nếu như có thể làm tiểu bạch kiểm cũng là một loại thực lực, người có thể làm sao? Chỉ cần hắn không phạm pháp là được. Mập mạp sờ sờ cái bụng phì của mình, lắc đầu thán thở dài, nếu là bàn da ngày nào gầy xuống tới, cũng mẹ nó chính là một đầu hảo hán. Chúng ta tiến đến kéo một hồi con bê, thời gian cũng mau tới đến 12 giờ, Vương Lỗi lập tức liền khẩn trương lên, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, biểu hiện của hắn cho ta một loại trực giác, cái này nữ quỷ cùng hắn nhận biết, mà lại không phải quấn lấy hắn có một đoạn thời gian. Chẳng qua để ta kỳ quái là... Nếu như kia nữ quỷ thật quấn lấy hắn có một đoạn thời gian, vậy hắn khẳng định ấn đường biến đen, môi má có điểm đen, cả người nhìn có chút uể oải mới đúng, vì sao hắn nhìn lại hồng quang đầy mặt. Đúng vào lúc này, đột nhiên lão trung phát ra đông 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 12 âm thanh, ba người chúng ta người đều vô ý thức cảnh giác, 12 giờ đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên một trận âm phong thổi đi qua, tướng môn cửa sổ thổi đến 333 rung động, cái này âm phong một mực thổi,
trọn vẹn thổi 5 phút đồng hồ cũng không thấy ngừng, thổi đến chúng ta mắt đều nhanh không mở ra được. Mập mạp, nhanh đi đem đèn cho đóng. Ta vội vàng hô. Không phải, đồ chơi kia đến ngươi gọi ta tắt đèn. Tiểu ca ngươi sẽ không phải là bị quỷ nhập vào người đi. Mập mạp hoài nghi nhìn ta. Bên trên em gái ngươi, không tắt đèn cái này quỷ bất tiến đến, chúng ta tại cái này hóng mát hay sao? Ta mắng. Ngoá, cái này quỷ khi còn sống khẳng định làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, không phải chết như thế nào sao còn không dám ra tới. Mập mạp nói thầm mấy câu, liền nhanh chóng chạy tới tắt đèn, lập tức chung quanh đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong, lúc này âm phong mới ngừng lại được, nhưng ba người chúng ta người bên trong lại nhiều một đạo hắc ảnh. Lúc này đen kịt một màu, chúng ta ai cũng nhìn không thấy ai, cái này thêm ra đến một đạo hắc ảnh đến cùng là người hay quỷ, ta cũng không rõ ràng, bởi vì đèn vừa diệt về sau, vị trí của chúng ta đều có biến động. Ta tay phải nắm chặt đào mộc kiếm, kiếm cuối cùng chen vào một tấm hoàng phù, tay trái đã bóp hảo thủ quyết, tùy thời chuẩn bị động thủ. Báo vị trí, ta quát lớn, chỉ cần rõ ràng hai người khác vị trí, kia thêm ra đến vị kia, chuẩn là quỷ không thể nghi ngờ. Tiểu ca, ta tại 12 giờ phương hướng, đây là thanh âm của mập mạp. Lâm Nguyên, ta tại 7 giờ đồng hồ phương hướng, đây là Vương Lỗi thanh âm. Phải xiết, kia còn lại cách bên cạnh ta không xa 1 giờ đồng hồ phương hướng, chính là con kia nữ quỷ. Ta không nói hai lời, vung vẩy lên đào mộc kiếm liền hướng nữ quỷ phương hướng đâm tới. Ai nha, ai mẹ nó đâm ta, mập mạp mắng to. Ta một kiếm kia giống như mạnh mẽ đâm trúng một đống thịt mỡ. Hẳn là thật gai lầm người rồi. Nhưng mập mạp rõ ràng tại ta phía trên, tại cái này đen nhánh tình huống dưới, có chút trí thông minh người đều không dám tùy tiện di động vị trí của mình, huống chi ta còn để bọn hắn báo vị trí. Ta đào một kiếm đâm trúng mập mạp về sau, đột nhiên liền nghe được một trận hì hì ha ha nữ nhân tiếng cười, thanh âm kia rất bén nhọn, liền cùng mèo kêu đồng dạng, nghe được chúng ta toàn thân nổi da gà, có loại cảm giác da đầu tê dại. Trong lòng ta lạc một tiếng, lập tức minh bạch bị nữ quỷ này cho đùa nghịch, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lại dám trêu đùa ta, thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhịn. Đạo pháp vốn không nhiều, nam thần rót Bắc Hà, viết đến 37 số, đuổi tận thế gian ma. Chú ngữ niệm lên về sau, trong tay hoàng phù phù một tiếng lấy lên lửa, ánh lửa kia chiếu sáng đại sảnh này. Lúc này ta nhìn thấy một tấm tái nhợt nữ nhân mặt chen tại trong chúng ta, nàng giữ lại tóc thật dài, trong mắt tinh hồng, trên mặt tất cả đều là tử sắc gân xanh. Thân thể tới gần Vương Lỗi bên kia, chính chơi giấu xem chúng ta ba cái. Trừ ta, mập mạp cũng nhìn thấy nàng, dọa đến run một cái, lập tức nhảy qua đến ta bên này, cái này quỷ nương nhóm trách không được không dám gặp người, nguyên lai giải cái này quỷ dạng, hù chết bảo bảo. Mập mạp phản ứng này tính bình thường, nhưng Vương Lỗi phản ứng lại làm cho ta cảm thấy kỳ quái, trên mặt của hắn chỉ có sợ hãi, nhưng không thấy kinh ngạc, đột nhiên một con quỷ xuất hiện tại bên cạnh mình. Người bình thường chẳng lẽ không nên giật mình sao? Chẳng qua bây giờ không phải ta suy xét cái này thời điểm, trước tiên đem cái này quỷ bắt lại nghĩ những chuyện khác. Ta hai ngón sát nhập, sau đó quét một cái lưỡi kiếm, lập tức kiếm cuối cùng hoàng phù phù một tiếng liền dẫn đốt. Đi, ta hét lớn một tiếng, hoàng phù hóa thành một đầu hỏa xà hướng phía nữ quỷ bay đi. Nữ quỷ thấy tình thế không dây, vội vàng né tránh, nhưng hỏa xà quá nhanh, cuối cùng vẫn là đánh trúng cánh tay trái của nàng. Kia là có thể đốt cháy âm linh võ hỏa, đánh trúng nữ quỷ về sau, nàng phát ra một tiếng kêu rên, sau đó tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền 5 giây, nàng toàn bộ cánh tay trái đều bị đốt thành nước mủ, sau đó biến thành màu vàng nồng dịch giọt trên sàn nhà, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Nữ quỷ đầu tiên là chừng ta liếc mắt, sau đó lại oán hận nhìn xem Vương Lỗi mắng, Vương Lỗi, người có hay không lương tâm? Thế mà mời người tới giết ta? Hừ, người vi phạm lời thề, người không có kết cục tốt. Nói xong hóa thành một cái bóng, bò lên trên trần nhà chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Nữ quỷ biến mất về sau, Vương Lỗi giống như hư thoát, đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng sát mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này ta cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đối Vương Lỗi chất vấn, nữ quỷ này đến cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ngươi cùng nàng ở giữa có lời thề? 2 năm này ngươi đến cùng đều đang làm gì? Tiền của ngươi lại là làm sao tới? Ngươi trước kia có lời gì đều sẽ đối ta nói thẳng, chưa từng che che lấp lấp, hiện tại, ngươi ở trước mặt ta liền cùng người xa lạ đồng dạng, ngươi đến cùng có bao nhiêu thứ giấu giếm ta. Vương Lỗi sau khi nghe xong, che mặt cười khổ, biểu lộ cùng ánh mắt đều tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn gian nan đứng lên,
sau đó leo đến trên ghế salon đốt một điếu thuốc miệng lớn phun ra nuốt vào. Trầm mặc sau 5 phút, Vương Lỗi rốt cục dương đầu lên, quyết định không còn giấu giếm, đem phát sinh hết thảy đều nói cho chúng ta biết. Vương Lỗi tốt nghiệp trung học về sau, liền cùng phụ thân đồng dạng, đi công trường làm việc, khi đó tuổi tác còn nhỏ, khổ công đối một cái trai trai hài tử đến nói, thực sự là quá gian nan, thời điểm đó Vương Lỗi mới hiểu được, nguyên lai đọc sách thời gian là cỡ nào hạnh phúc, nhưng đã không thể quay về, thời gian lại khổ lại mệt mỏi, cũng chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng chịu đựng đi. Khi đó công trường nam nhân, lúc rảnh rỗi chỉ có hai loại giải trí phương thức, một loại là nữ nhân, một loại khác chính là cược, kiềm chế khổ lực lao động, làm cho nam nhân cần phải có ít đồ ký thác, hai loại phương thức đều là nam nhân thích nhất. Vương Lỗi vẫn là cái trẻ non, cho nên cũng không muốn đem mình lần thứ nhất giải rác qua loa giao cho không đứng đắn nữ nhân, cho nên Vương Lỗi tại trên công trường rất nhanh liền nhiễm lên đánh bạc. Hắn trừ cùng công trường bên trong người cược, còn thường xuyên xuất nhập các đại địa hạ chiếu bạc, chẳng qua Vương Lỗi cược vận có vẻ như rất kém cỏi, chẳng những thường thường đem tiền lương thua sạch sành xanh, còn thiếu đặt mông nợ, liền một phân tiền đều không có gửi trở về nhà, còn có mấy lần kém chút đem ngón tay đều thua trận, may mắn đốc công ra mặt, mới đem ngón tay của hắn cho bảo đảm xuống dưới, nhưng Vương Lỗi lại cũng không có vì vậy từ bỏ đánh bạc. Thua càng nhiều, liền càng không cam tâm, cả ngày nhớ lại bản, khi đó Vương Lỗi thường nói chính là, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn làm giàu, hắn không nghĩ mình lại tiếp tục trải qua cùng châu đồng dạng sinh hoạt, hắn muốn dựa vào đánh bạc thay đổi vận mệnh, mặc dù hắn biết, đây chỉ là một mình vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện mộng. Về sau có một ngày, Vương Lỗi cái này mộng thật thực hiện. Thời điểm đó Vương Lỗi cực vận cực kém, gần như là gặp cược tất thua, cho nên hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ, thế nào mới có thể để cho vận khí của mình trở nên tốt một chút. Vừa mới xảo lúc này, hắn tại một cái nhân viên tạp vụ miệng bên trong biết được một cái đổi vận biện pháp nuôi thi. Nuôi thi cái đồ chơi này trước kia trong nước là không có, về sau không biết là ai tại Thái Lan mang đi qua, nghe nói Thái Lan bên kia phi thường lưu hành một thời, mà lại hiệu quả tương đương bá đạo. Có thể đổi vận phát tài, hiện tại trong nước cũng mở rất nhiều loại này cửa hàng. Chẳng qua kia là Thái Lan, chính chúng ta quốc gia có quy định, thi thể không thể tùy tiện khinh nhờn cùng mua bán, là phạm pháp, bị bắt được kia phải tiền phạt, nghiêm trọng muốn ăn cơm tù, cái này khiến Vương Lỗi có chút chùn bước, làm không tốt muốn cho cảnh sát thúc thúc bắt vào đi nhặt xà phòng, mà lại cái đồ chơi này nghe liền rất làm người ta sợ hãi, còn không biết có hữu hiệu hay không. Trước đó Vương Lỗi chỉ là ở trong lòng vui vẻ một chút, cũng không có thật muốn đi nuôi thi, để Vương Lỗi quyết định chính là một lần cuối cùng thua tiền. Vì cái gì nói là một lần cuối cùng thua tiền? Bởi vì đánh lần kia về sau, Vương Lỗi rốt cuộc không có thua qua, gặp cược tất thắng. Vương Lỗi lần kia thua phi thường thảm, chẳng những đem mới lĩnh tiền lương thua trận, còn thiếu một bút tương đối lớn tiền nợ đánh bạc, so trước đó những cái kia cộng lại còn nhiều gấp mấy chục lần, lần này hắn thiếu người ta 20 vạn. 20 vạn đối với thời điểm đó Vương Lỗi đến nói, đây chính là thiên văn sổ tự, coi như đem hắn bán, cũng không nhất định giá trị nhiều tiền như vậy. Cược đầu nói, tiền này một tuần lễ sau liền phải trả, nếu là quá hạn không trả, vậy liền một ngày chặt hắn một đầu ngón tay, nếu như ngón tay chặt quang vẫn là không có tiền, vậy liền đem trong nhà hắn muội muội ngoặt ra tới, để nàng ra ngoài bán cho Vương Lỗi trả nợ. Lần này Vương Lỗi gấp, mình gieo gió gặt bão, coi như đem hắn đầu chặt đi xuống, hắn cũng không dám có lời oán giận. Nhưng trong nhà muội muội là vô tội, hắn không nghĩ liên lụy người trong nhà. Chiếu bạc những người kia tất cả đều là chút vô lại, ai cùng ngươi giảng đạo lý, gấp mắt đỏ chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Vương Lỗi biện pháp duy nhất chính là chủ tiền trả nợ, nhưng hơn 20 vạn hắn đi đâu tìm. Coi như mượn lượt tất cả bằng hữu thân thích cũng không có khả năng mượn đạt được, số lượng quá to lớn. Bất đắc dĩ, Vương Lỗi đành phải đem hy vọng cuối cùng lại ký thác vào đánh cược mặt, nhưng hắn biết, cứ việc mình lại cược xuống dưới. Cũng chỉ sẽ thua phải càng nhiều, hắn đã sớm đối với mình cực vận tuyệt vọng, chỉ là một mực giới không xong cái này muốn mạng cực nghiện. Ngay tại hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn nhớ tới nhân viên tạp vụ đã nói với hắn nuôi thi, hắn đủ kiểu rơi vào đường cùng, quyết định thử một lần. Vương Lỗi hướng ra người nói láo muốn một khoản tiền về sau, liền nghe ngóng nhà kia nuôi thi cửa hàng địa chỉ, hỏi rõ ràng về sau, hắn ban đêm chỉ có một người lén lút chạy tới. Nhà kia nuôi thi cửa hàng vị trí phi thường che giấu, mở tại một cái 9 quẹo 18 rẽ trong ngõ nhỏ ở giữa, nếu như không phải Vương Lỗi trước đó dò nghe, thật đúng là tìm không được. Lúc trước Vương Lỗi còn lo lắng vấn đề an toàn, hiện tại xem ra, đừng nói điều tử chính là cảnh sát ý tứ coi như người ngoài hành tinh đến,
cũng chưa chắc có thể tìm tới, cái này khiến Vương Lỗi cảm thấy một chút an tâm. Vương Lỗi thăm dò phương pháp về sau, liền đẩy cửa đi vào, tiếp đãi hắn chính là một người khóe miệng có một nốt ruồi đại thẩm. Đại thẩm hóa thành nùng trang, đánh lấy thật dày phấn lót, tay cầm một cái màu đỏ tiểu viên phiến, lộ ra ngọn đèn hôn ám, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Tiểu đệ đệ, lần đầu tiên tới a? Đại thẩm lộ ra răng vàng khè cười hì hì mà hỏi, kia một đôi như hồ ly mắt nhìn từ trên xuống dưới Vương Lỗi. Vương Lỗi nuốt một ngụm nước bọt gật đầu nói, đại thẩm, ngươi thế nào biết đâu? Đại thẩm lại cười cười, ta đương nhiên biết, nhìn ngươi cái này vội vàng hấp tấp dáng vẻ, cùng như làm tặc phải, đầu đầy mồ hôi, vừa nhìn liền biết lần đầu tiên tới, không cần sợ, thi thể là chết, nó lại hung cũng không có người sống hung, sợ cái chùy, mua về coi làm sủng vật nuôi là được. Vương Lỗi chất phác nhẹ gật đầu, đã khẩn trương đến không dám nói lời nào, trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhìn ngươi lần đầu tiên tới, muốn mua đầu cái gì thi nha? Đại thẩm hỏi. Vương Lỗi ngây ra một lúc, khẩn trương hỏi, cái này có cái gì nói đầu? Ta lần thứ nhất mua thi, nhưng không có kinh nghiệm gì, ngươi cho ta nói một chút. Đại thẩm nhìn Thạch Lỗi liếc mắt, sau đó hỏi, ngươi mua thi là vì cái gì? Đổi vận phát tài, Thạch Lỗi xoa xoa mồ hôi trên trán đáp. Nha, tuổi còn nhỏ còn nhiễm lên nghiện thuốc đi, có phải là còn thiếu đặt mông nợ? Đại thẩm là mắt thật một độc, liếc mắt liền đem Thạch Lỗi nhìn rõ ràng. Thạch Lỗi kinh ngạc phải há to miệng, đại thẩm, ngươi thế nào biết? Ngươi biết ta? Đại thẩm khoát khoát tay bên trong cây quạt cười hì hì nói, ta tự nhiên không biết ngươi, nhưng ngươi cái tuổi này, muốn nữ nhân rất bình thường, đòi tiền cũng rất bình thường, nhưng muốn đổi vận nha, đơn giản chính là vì đánh bạc a. Thạch Lỗi vội vàng đối đại thẩm giơ ngón tay cái lên, khen nàng thật sự là thần. Hắn hiện tại chính là cần tiền cấp bách còn tiền nợ đánh bạc, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới nuôi thi như thế làm người ta sợ hãi cách làm. Được rồi, người cũng đừng khen ta, ta làm cái này đã nhiều năm rồi, người nào chưa thấy qua, trong tiệm vừa tới một đầu nữ thi, nếu như ngươi mua về nuôi, tuyệt đối có thể chuyển vận. Đại thẩm vỗ bộ ngực nói. Thạch Lỗi nhìn đại thẩm tự tin như vậy, vội hỏi trong này còn có cái gì môn đạo, nuôi thi còn giảng cứu cái gì. Đại thẩm nói, cái này nuôi thi a, thi thể khẳng định phải giảng cứu, chết được càng thảm, hiệu quả càng bá đạo, nếu như là bình thường tử vong, hiệu quả kia gần như không có. Cái này đến cùng là vì cái gì, nàng cũng nói không rõ, dù sao cái này sự tình chỉ là có chút tà môn. Thạch Lỗi nghe xong, đánh giật mình, dọa đến đã mồ hôi đầm đìa, hắn là điển hình nông thôn bé con, đối với loại chuyện này, hắn từ đáy lòng liền sợ hãi. Làm sao, sợ hãi nha, ta nói cho ngươi, nhát gan cũng đừng nuôi thi, ta mặc dù là mở cửa làm ăn, nhưng không muốn hại người, ngươi vẫn là trở về đi. Đại thẩm nói. Thạch Lỗi nghe xong liền không vui lòng. Vừa vặn có cái chuyển cơ, sao có thể liền đi thật vất vả đi vào, hắn cũng không muốn tay không mà về, lại nói, hắn đã sớm đi đến tuyệt lộ, còn có cái gì có sợ hay không, nói không chừng hắn ngày mai thi thể ngay tại trên sông phiêu, hắn có cái gì thật là sợ. Đi đi đi, ai nói bản đại gia sợ rồi, ta đã dám đến, nói rõ lá gan liền mập, ta như vậy, đừng nói thi thể, liền thật nhìn thấy quỷ, cũng dám cầm bùn hướng nó trên mặt dán, ta sợ. Ngươi sợ là không biết rõ tình trạng. Thạch Lỗi tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, dừng lại thổi. Ai u, tiểu tử còn rất có thể thổi, có thể, vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn xem hàng. Đại thẩm hỏi. Vương Lỗi khẩn trương gật đầu trả lời, tốt, tốt. Lên lầu về sau, đại thẩm đem Vương Lỗi đưa đến một cái cửa sắt trước gian phòng dừng lại. Cửa sắt dùng một cái khóa lớn cùng một đầu dài nhỏ xiềng xích khóa lại, đại thẩm thuần thục giải khai trên cửa tất cả trói buộc, sau đó đối Vương Lỗi nói, tiểu đệ đệ. Đi vào đi, hàng liền tại bên trong, thẩm nói cho ngươi, ngươi trở ra vô luận xảy ra chuyện gì đều không cần lý, nhìn vừa ý liền ra tới nói với ta, hiểu không? Lúc đầu Vương Lỗi chỉ là có chút khẩn trương, nghe xong đại thẩm vừa nói như vậy, ngược lại sợ hãi. Đại thẩm, bên trong sẽ phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ thi biến a? Vương Lỗi hỏi. Đại thẩm nghe xong, thổi phù một tiếng liền cười, ngươi nói là cái gì lời nói, phim nhìn nhiều đi. Nếu như nhát gan liền đi ra ngoài rẽ phải, còn thi biến, ngươi thế nào không nói biến cương thi, trong này chính là cái người chết, không mang thở, ngươi sợ cái chùy. Đại thẩm một trào phúng, Vương Lỗi trong lòng liền có chút oa khí, không phải liền là một đầu thi thể sao? Còn sợ nó sẽ đứng lên cắn người hay sao? Người chết lại đáng sợ, cũng không có người sống hung ác. Vương Lỗi cũng không còn dài dòng,
trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, sau đó trở tay đem cửa sắt đóng lại. Lúc này còn từ cửa gian phòng ngoại truyền đến đại thẩm thanh âm, tiểu đệ đệ, gian phòng kia không cho phép bật đèn a, ghi nhớ. Được rồi, đi, lão tử biết, thiếu làm nhảm rông dài. Vương Lỗi giống một câu cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, chẳng qua không bật đèn thấy thế nào thi, vạn nhất mua đầu rách rách dưới dưới, toàn thân thi xú trở về làm sao bây giờ. Liền xem như loại kia thiếu cái lỗ tai mũi, cũng khó nhìn a, còn trách dọa người. Mấy giây qua đi, bên ngoài không còn có động tĩnh, kia đại thẩm giống như đã đi. Vương Lỗi nuốt một ngụm nước bọt, dẫn theo lá gan bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến gian phòng hết thảy. Trong phòng mặc dù không có bật đèn, nhưng lại có một chiếc mờ nhạt môi ngọn đèn đặt ở một tấm cũ nát trong hộp tủ mặt, kia ngăn tủ ngăn kéo bên trên lấy khóa, nhưng khóa đã rỉ sét. Cả phòng gần như không có gì đồ nội thất, chỉ có một cái ngăn tủ cùng một cái giường, còn lại liền bốn phía tường trắng, liền cái ngồi địa phương đều không có. Vương Lỗi mượn kia một tia mờ nhạt môi bóng loáng, khẩn trương quan sát đến trên giường động tĩnh. Trên giường phủ lên một tấm đỏ cái chăn, dưới mền mặt nằm một nữ nhân, không, là một đầu nữ thi. Nữ thi chỉ lộ ra trắng nõn cổ cùng một cái đầu lâu, cổ trở xuống tất cả đều giấu ở chăn mền trở xuống, muốn nhìn cũng nhìn không được. Vương Lỗi ngay từ đầu không dám tiếp cận, chỉ dám đứng cách giường cách đó không xa dướn cổ lên ngóng nhìn kia nữ thi mặt, nhưng bởi vì ánh đèn quá mờ, Vương Lỗi căn bản thấy không rõ. Đại khái qua 5-6 phút, tại lòng hiếu kỳ quấy phá dưới, Vương Lỗi rốt cục cả gan, từng bước một đi đến bên giường. Cho tới bây giờ, Vương Lỗi mới rốt cục thấy rõ ràng nữ thi khuôn mặt, hắn nhíu mày, trong lòng thẳng thán một câu, nữ nhân này chết được thật đáng tiếc. Nữ thi chẳng qua 20 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ, ưỡn thẳng mũi, như anh đào miệng nhỏ, còn có một điểm đáng yêu hài nhi mập, từ nàng trắng nõn cổ có thể nhìn ra được, nàng khi còn sống làn da phải rất khá, cái này nhưng so sánh rất nhiều những cái kia võng hồng mặt tốt hơn nhiều. Chẳng qua để Vương Lỗi cảm thấy kỳ quái là, nữ thi này cũng không có như là người chết, mặt không có chút máu, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, liền bờ môi cũng cùng người sống. Có lẽ là trang điểm thành dạng này, không phải làm sao có thể cùng người sống giống như. Vương Lỗi trong lòng an ủi mình nói, sau đó hắn dùng nhẹ tay đụng nhẹ nữ thi mặt, phát hiện thi thể trên mặt thật bọc lấy từng tầng thật dày trang dung, chỉ là cho thi thể trang điểm người kỹ thuật quá cao siêu, hoàn toàn không có một chút sơ hở, nhìn qua liền cùng người sống hóa đạm trang đồng dạng, càng làm cho Vương Lỗi an tâm là, hắn vừa rồi đụng một cái đến thi thể, liền truyền đến thấu xương lạnh buốt, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, thật sự là một cỗ thi thể. Còn có một điểm rất kỳ quái. Thi thể này trên thân tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, rất là dễ ngửi, chẳng lẽ người chết còn xịt nước hoa? Hẳn không phải là, Vương Lỗi trước đó nghe qua có chút thi thể vì bảo trì bất hủ, sẽ cho thi thể gia nhập một loại chống phân hủy hương liệu, cụ thể gọi tên gì hắn quên đi, chẳng qua loại vật này chỉ có miêu cương người bên kia mới có thể, là dùng đến bảo tồn thi thể, nghe nói Ai Cập người dùng để chế xác ướp cũng là dùng loại này hương liệu, có thể bảo vệ thi thể ngàn năm bất hủ không thay đổi. Đúng vào lúc này, Vương Lỗi đột nhiên nghe thấy một trận hì hì ha ha tiếng cười nhạo, nghe là cái giọng của nữ nhân, tựa như là từ dưới giường truyền đến. Vương Lỗi dọa đến vội vàng nằm xuống gầm giường, cẩn thận lục soát, nhưng gầm giường trống rỗng, không có bất kỳ ai. Vương Lỗi hung hăng đánh mình một bàn tay, sau đó không còn có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đoán chừng là sinh ra ảo giác, loại hoàn cảnh này có chút làm người ta sợ hãi, sinh ra ảo giác cũng không kỳ quái. Vương Lỗi an ủi mình nói, đại thẩm đã từng nói, vô luận gặp được chuyện gì đều không cần quản, liền làm nhìn hàng là được. Hiện tại hàng xem hết, Vương Lỗi rất hài lòng, trước khi rời đi, Vương Lỗi vẫn không quên nhìn nhiều nữ thi liếc mắt, sau đó lắc đầu thở dài, còn trẻ như vậy liền chết, quá đáng tiếc, nếu là làm ta lão bà thì tốt biết bao. Vương Lỗi nói xong câu đó, đột nhiên phát hiện trong hộp tủ môi ngọn đèn thế mà lóe lên một cái, khẩn cấp lấy một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường. Cửa trong phòng cửa sổ đều là đang đóng, trên cơ bản một điểm gió đều không có, mà lại môi ngọn đèn cùng ngọn nến khác biệt, môi ngọn đèn là có chụp đèn, nếu như không phải có quá lớn gió thổi qua, ngọn lửa không có khả năng lấp lóe. Nghĩ tới đây, Vương Lỗi dọa đến vội vàng mở cửa sắt ra, nhanh chân liền chạy. Chờ Vương Lỗi vội vàng hấp tấp hạ đến thang lầu thời điểm, đột nhiên liền đụng vào một người. Ai u, ông trời của ta lão gia, người đây là vội vàng đi đầu thai đâu. Chạy nhanh như vậy, đường nhưng không mọc mắt, chỉ nghe thấy đại thẩm hét thảm một tiếng, may mắn nàng kịp thời bắt lấy thang lầu lan can,
không phải phải cùng con rùa đồng dạng lăn xuống đi. Có, Vương Lỗi nhìn thấy Đại Thẩm, ấp úng đối với nàng hô, nhưng bởi vì quá sợ hãi, đầu lưỡi đều duỗi không thẳng. Có cái gì à, Đại Thẩm nhìn chừng chừng lấy Vương Lỗi, ánh mắt kia có chút làm người ta sợ hãi. Vương Lỗi nhớ tới trước đó Đại Thẩm đã phân phó sự tình, vô luận chuyện gì xảy ra đều không cần quản, thế là hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lắc đầu nói, không có gì. Không có việc gì liền tốt, kia hàng tạm được. Đại Thẩm lập tức lại biến thành khuôn mặt tươi cười, đối Vương Lỗi thân mật mà hỏi. Vương Lỗi nhẹ gật đầu, nói cũng không tệ lắm, liền mua cỗ thi thể này. Sảng khoái, giá cả 1 vạn 5, đưa cho người cái kia ngài nói chuyện, chúng ta nơi này là bao tặng, còn đưa quan tài, siêu giá trị a. Đại Thẩm nói, cái gì 1 vạn 5, quá đắt đi, người sống cũng không có đắt như vậy nha. Thạch Lỗi kêu lên sợ hãi, hắn chỉ là hỏi người nhà muốn 5 ngàn, trong tay căn bản không có nhiều tiền như vậy. Ai nhà ta đi, không có tiền ngươi qua đây mù lên cái gì hống, hại lão nương cao hứng hụt một trận, nhanh xéo ngay cho ta. Nói xong cũng đem Thạch Lỗi đuổi trở về, không có cách, Thạch Lỗi đành phải ủ rũ về công trường. Trở lại công trường về sau, Vương Lỗi đã mệt bở hơi tai, nằm xuống giường liền ngủ được cùng lợn chết đồng dạng. Trong lúc ngủ mơ, Vương Lỗi thế mà nhìn thấy cô kia xinh đẹp nữ thi, kia nữ thi yêu cầu cùng Vương Lỗi kết hôn, điều kiện là để Vương Lỗi gặp cược tất thắng. Vương Lỗi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, dù sao mình đánh lấy quang côn lại không có vợ, người lại nghèo, đời này còn chưa nhất định có thể lấy được nàng dâu xiết, còn không bằng cưới đầu xinh đẹp nữ thi về nhà. Huống chi hắn còn không biết mình có thể sống bao lâu, nói không chừng chờ xuống liền bị cược băng cột đầu người tới loạn đao chém chết. Vương Lỗi tỉnh ngủ sau đã giữa trưa, hắn dụi dụi mắt, phát hiện là mộng sau cũng không có coi là thật. Dù sao thi thể không có tiền mua, đành phải lại liều một lần cuối cùng, hiện ở trên người hắn chỉ còn lại người nhà cho 5.000 khối tiền, ban đêm cược đầu liền sẽ dẫn người đến tìm hắn trả tiền, cái này 5.000 khối là tiền vốn, nếu như thua, Vương Lỗi cũng muốn tốt, tìm đầu sâu chút sông một đầu sông tới, từ đây liền không có vướng víu. Vương Lỗi cơm cũng lười ăn, tìm cái mình từ chưa từng đi chiếu bạc, trực tiếp liền chui vào. Nói cũng kỳ quái, luôn luôn cược vận cực kém Vương Lỗi, liền một cái giờ, dựa vào 5.000 khối tiền vốn liền tăng lên gấp đôi, thắng hơn 1 vạn, cái này khiến hắn cảm thấy mừng rỡ như điên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tối hôm qua mộng là thật. Mình muốn chuyển vận rồi. Vương Lỗi là một cái thâm niên dân cờ bạc, biết cùng một cái chiếu bạc không thể thắng quá nhiều tiền, không phải thắng cũng mất mạng hoa, thắng được không sai biệt lắm, hắn liền tranh thủ thời gian rút, đổi một cái chiếu bạc lại đại sát tứ phương. Đến lúc buổi tối, Vương Lỗi đã thắng đại khái hơn 7 vạn, trong lúc đó hắn thế mà liền một lần đều chưa từng bại, lúc này hắn đã đói bụng đến toàn thân bất lực, rốt cuộc cược bất động, rơi vào đường cùng, đành phải ra ngoài tìm một chỗ ăn cơm. Lúc ăn cơm, vừa vặn đụng phải nợ tiền cái kia cược đầu, Vương Lỗi vội vàng móc ra 5 vạn trả lại hắn, sau đó cam đoan còn lại 15 vạn, 2 ngày nữa cam đoan còn cho bọn hắn. Những người kia nghe được Vương Lỗi có tiền trả, cũng không còn làm khó dễ hắn. Dù sao bọn hắn cũng là cầu tài. Cược đầu sau khi đi, Vương Lỗi cũng không chậm trễ thời gian, ăn uống no đủ về sau, mang theo còn lại tiền đánh bạc tiếp tục đi chiếu bạc đại sát tứ phương. Rạng sáng lúc 4 giờ, Vương Lỗi đã thắng 20 vạn, còn 15 vạn về sau, mình còn có thể thừa 5 vạn. Đương nhiên, số tiền này đều không phải cùng một cái chiếu bạc thắng, không phải Vương Lỗi thi thể đã tại trong sông trôi. Vương Lỗi thắng đủ tiền về sau, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Trở lại công trường về sau, nằm xuống liền ngủ được cùng một con lợn đồng dạng, đoán chừng hắn cả một đời cũng không có ngủ qua ngọt như vậy cảm giác. Hắn một ngủ, lại bắt đầu nằm mơ, hơn nữa còn là mộng thấy đầu kia xinh đẹp nữ thi. Nữ thi nói cho Vương Lỗi không phải đang nằm mơ, nếu như hắn đêm mai không đem thi thể của nàng mua về gia sản lão bà, vậy hắn cực vận liền sẽ mất đi, đồng thời thắng trở về tiền cũng sẽ biến thành minh tệ. Sau khi nói xong, còn tại Vương Lỗi trên cánh tay vồ một hồi, lưu lại một đầu tử sắc móng tay ngấn. Chờ Vương Lỗi bừng tỉnh về sau, quả thật phát hiện trên cánh tay của mình nhiều một đầu tử sắc vết cào. Ngay từ đầu Vương Lỗi cảm giác cái này sự tình rất tà môn, dọa đến trốn ở trong chăn, đại môn cũng không dám ra ngoài, về sau nghĩ lại, nữ thi này không phải tương đương với cây dụng tiền sao. Nếu quả thật như nàng nói như vậy, mình gặp cược tất thắng, kia làm cái ngàn vạn phú ông cũng là tiện tay mà thôi, huống chi mình trước đó ở trong mơ đã đáp ứng nàng. Sao có thể không thực hiện lời hứa? Vương Lỗi nghĩ rõ ràng về sau, liền hạ quyết tâm, đêm nay liền đi đem nữ thi mua về làm lão bà.
Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức liền đến ban đêm, Vương Lỗi còn 15 vạn cho cược đầu về sau, liền thẳng đến trước đó cái kia nuôi thi quán. Tiếp đãi Vương Lỗi vẫn là trước đó cái kia âm trầm trầm đại thẩm, nàng trông thấy Vương Lỗi về sau, ai u một tiếng nói, tiểu đệ đệ, ngươi lại tới làm gì, ta đây cũng không phải là từ thiện quán, không có tiền đi một bên, đừng chậm trễ lão nương làm ăn. Nói xong còn khinh bỉ nhếch miệng, một bộ đi an toàn không đưa dáng vẻ. Vương Lỗi liền vội vàng đem một vạn năm lắc tại đại thẩm trước mặt, ai nói lão tử không có tiền, đừng nói một cỗ thi thể, lão tử đem ngươi mua xuống đều được. Nói xong đem còn lại một đống tiền cầm trên tay giơ lên, mặc dù không nhiều, nhưng cải ích vẫn là có thể. Đại thẩm nghe xong, thổi phù một tiếng liền cười, ai u, được được, có tiền là được, có tiền ngươi chính là đại gia, đi, cỗ thi thể kia còn giữ lại cho ngươi đâu, ta hiện tại liền gọi người cho ngươi kéo trở về, ngươi thật tốt nuôi, về sau nhất định có thể đổi vận. Vương Lỗi không có cùng đại thẩm đi, ngược lại một tay lấy nàng cho kéo lại. Sao à nha, làm sao không đi? Đại thẩm hơi nghi hoặc một chút, đối Vương Lỗi nhíu mày, suy nghĩ cái này tiểu tử có phải là coi trọng nàng, nàng nhưng chỉ là cái môi giới, chỉ bán nghệ. Vương Lỗi ngẩng đầu nhìn trên lầu, sau đó mới thấp giọng nói, đại thẩm, trên lầu nữ thi này đến cùng là thế nào chết, có thể hay không nói cho ta một chút. Đại thẩm do dự một chút, sau đó ấp úng nói không phải ta không chịu nói, chỉ là dòng này quy a, là không thể. Vương Lỗi vội vàng đưa qua đi 500 khối, phép tắc là chết. Người là sống, ta mua đồ vật, ta có quyền biết. Đại thẩm nhìn một chút chung quanh, xác định không ai về sau, mới vụng trộm đem tiền nhét vào trong túi. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, nhưng cái này sự tình ngươi cũng không thể truyền đi, không phải ta cũng không có quả ngon để ăn. Đại thẩm dặn dò. Được rồi, đừng dài dòng, mau nói. Thạch Lỗi thúc giục nói. Đại thẩm nói, nữ thi này a, chết gọi là một cái thảm nha. Khi còn sống bạn trai cùng mình khuê mật tốt hơn, nàng phát hiện về sau, ba người tranh chấp, nàng khuê mật cũng là nhân vật hung ác, tại chỗ liền đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó cùng bạn trai nàng hùn vốn đưa nàng cho ngạt chết, tiếp lấy thi thể còn cho bán đến nơi này, ngươi nói có thảm hay không. Tiếp nhận xong trọng phản bội đả kích, còn mất mạng, sau khi chết cũng không thể an thân, cho xem như hàng hóa ra bán, cái này đừng đề cập nhiều thảm. Thạch Lỗi nghe xong, dọa đến lui về phía sau mấy bước. Đại thẩm, người đây là hắc thi nha. Cái gọi là hắc thi chính là lai lịch không rõ thi thể, hoặc là nơi phát ra không hợp pháp, cỗ này nữ thi hẳn là đưa đến điều tử kia, ẩn nấp bán kia là đại tội. Đại thẩm bắt đầu cười hắc hắc, tiểu tử, hiện tại ngươi biết vì cái gì không thể để cho nói những sự tình này đi. Nếu không phải thu ngươi tiền, đánh chết ta cũng không nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị chộp tới ăn cơm tù sao? Thạch Lỗi hỏi. Ta sợ cái rắm. Ta cũng không phải lão bản, cái này nuôi thi quán lão bản nha, bản lãnh lớn đâu, không có điểm năng lực ai dám mở loại này cửa hàng, buôn bán thi thể vốn là phạm pháp. Đại thẩm nói, ta nói tiểu tử ngươi còn có mua hay không, không mua liền đi, đừng làm nhảm rông dài. Đương nhiên mua, tiền ta đều cho. Nghe xong đại thẩm cố sự, Thạch Lỗi càng thêm kiên định, nữ thi này chết được quá thảm, hắn nhất định phải mua về thật tốt thờ phụng, dù sao hắn không mua, cũng sẽ có người khác mua. Có phải là hắc thi đều không trọng yếu nhất có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, hắn cũng đã đáp ứng nữ thi, sao có thể không thực hiện lời hứa. Nếu như bị điều tử bắt lấy, liền hướng chết thảo luận là mình nàng dâu, cái khác giao cho vận mệnh. Thạch Lỗi cùng đại thẩm tìm người đem nữ thi vận ra ngoài, Thạch Lỗi dùng tiền còn lại thuê gian phòng ốc, sau đó đem nữ thi bỏ vào một bộ quan tài nhỏ tài giấu vào trong phòng, không phải hắn ở công trường, nào dám đem nữ thi mang về. Trước khi đi, đại thẩm còn dặn dò Thạch Lỗi, nhất định phải một ngày ba bữa hương hỏa cung phụng, những chuyện khác không cần để ý, cũng tuyệt đối đừng đáp ứng nữ thi bất cứ thỉnh cầu gì, không phải đến lúc đó hối hận, đã không có công chuyển. Thạch Lỗi cũng không có đem đại thẩm để ở trong lòng, chỉ coi làm là gió bên tai, một lỗ tai tiến, một lỗ tai ra. Giải quyết hết thảy về sau, Thạch Lỗi cũng không trở về công trường, trực tiếp tại phòng này bên trong an ổ, cùng nữ thi làm bạn. Ban đêm hắn lại mộng thấy nữ thi, lần này nữ thi đối với hắn cười đến phi thường ngọt, nói chuyện cũng cực kỳ ôn nhu, lúc đầu đây là chuyện tốt, nhưng Vương Lỗi luôn cảm thấy âm trầm trầm, có chút làm người ta sợ hãi. Nữ thi còn nói cho Vương Lỗi, cách công trường một cây số tả hữu có một cây đại thụ, dưới cây chôn một cái túi tiền, khoảng chừng 3 vạn khối, muốn hắn ban đêm thừa dịp lúc không có người, đi đem tiền móc ra liền tiền đánh bạc nhiều về sau, cũng không cần đi cấp thấp chiếu bạc, trực tiếp đi sòng bạc.
nơi đó có thể thắng được càng nhiều. Ngày thứ hai ban đêm, Vương Lỗi dựa theo nữ thì phân phó đi vào dưới gốc cây kia, quả thật đào ra một cái túi tiền, số một lần về sau, phát hiện thật sự là 3 vạn khối, một điểm không nhiều, một điểm không ít, cái này khiến Vương Lỗi cảm thán, nữ thi này quả thật linh nghiệm, xem ra những ngày an nhàn của mình muốn tới. Có tiền đánh bạc về sau, Vương Lỗi cũng không còn đi công trường, cả ngày du tẩu cùng các đại đổ tràng, mà lại mỗi lần đều là gặp cược tất thắng, liền một lần cũng chưa từng bại, chẳng qua tà môn chính là, Vương Lỗi mỗi lần đều chỉ có thể thắng 30 vạn, thắng tiền vượt qua 30 vạn về sau, thêm ra đến tiền liền sẽ biến thành minh tệ. Phi thường làm người ta sợ hãi, nhưng đã đầy đủ, mỗi lần chỉ thắng 30 vạn, cũng đủ làm cho Vương Lỗi vượt qua xa hoa sinh hoạt, ngắn ngủi nửa tháng, Vương Lỗi liền mua xuống một tòa biệt thự. Lại qua nửa tháng, Vương Lỗi thắng tiền càng ngày càng nhiều, chẳng những mua xe mua phòng, còn giao một cái bạn gái xinh đẹp, mướn kia phá phòng ở cũng gần như không còn trở về, cả ngày cùng bạn gái tại trong biệt thự tiêu giao, kia một ngày 3 bữa hương hỏa cũng quên bên trên. Thẳng đến một đêm bên trên, hắn lại mộng thấy nữ thi. Nữ thi trong mộng chỉ trích hắn vì cái gì không thực hiện lời hứa, không có coi hắn là làm vợ cưới vào cửa thì thôi, thế mà còn đi tìm những nữ nhân khác, ghê tởm hơn chính là, liền hương hỏa cũng không lên, nữ thi còn mắng hắn đàn ông phụ lòng, cùng với nàng bạn trai cũ đồng dạng buồn nôn. Sau khi tỉnh lại Vương Lỗi rốt cục nhớ lại chuyện này, nhưng bây giờ Vương Lỗi đã không thể so trước kia, mặc dù chỉ là vẻn vẹn đi qua một tháng. Nhưng giá trị bản thân đã so trước kia không biết chướng gấp bao nhiêu lần, coi như hắn hiện tại không cá cược tiền, cũng có thể tự cấp tự túc, trước kia một kẻ nghèo rất mồng tơi, cưới một bộ nữ thi hoàn toàn không có vấn đề, nhưng bây giờ, hắn làm không được. Vương Lỗi ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, cũng không có lại đi thấy nữ thi, chẳng qua hắn cũng không dám lại đi cược, hắn biết nữ thi đã nổi giận, mình cược vận tuyệt đối sẽ không tốt như vậy, lại cược xuống dưới hiện tại mình có hết thảy khẳng định sẽ không còn tồn tại. Vương Lỗi từ bỏ cược nghiện về sau, bắt đầu dùng thắng đến tiền đi làm sinh ý, cái này nhưng cùng vận khí không quan hệ, vốn là có sinh ý thiên phú Vương Lỗi, lần thứ nhất làm ăn liền kiếm không ít, cái này khiến hắn càng thêm không nhìn đã từng đối nữ thi ưng thuận hứa hẹn, bởi vì hiện tại nữ thi đã đối với hắn không có chút nào giá trị lợi dụng. Chẳng qua hắn y nguyên vẫn là mỗi đêm đều sẽ mơ tới cô kia xinh đẹp nữ thi, đối hắn chảy máu đỏ tươi nước mắt, biểu lộ như thế phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Không chịu nổi nó quấy nhiễu Vương Lỗi, quyết định mời cái kia đại thẩm đem cỗ kia nữ thi thiêu hủy. Đại thẩm cũng là lấy người tiền tài, đã Vương Lỗi muốn đốt, nàng cũng không dám có ý kiến, trực tiếp gọi người kéo đi hỏa táng chẳng đốt, cho cốt còn tùy tiện tìm một chỗ vung rơi, chôn đều không chôn. Vương Lỗi coi là sự tình theo thi thể thiêu hủy liền sẽ kết thúc, nhưng hắn sai, cỗ kia nữ thi biến thành một con lệ quỷ, tại một cái phong cao đêm không trăng ban đêm đến đây lấy mạng. Đêm hôm đó Vương Lỗi còn tại cùng bạn gái ân ái, nhìn thấy nữ quỷ thời điểm, dọa đến toàn thân bất lực, quỳ trên mặt đất sám hối, nói đều là trên giường nữ nhân này sai, hắn mới phụ lòng quên nữ thi, đem nồi đều lắc tại bạn gái trên thân. Nói cũng kỳ quái, kia nữ quỷ thế mà tin tưởng Vương Lỗi chuyện ma quỷ, khả năng nàng đã không có thuốc chữa yêu Vương Lỗi. Nữ quỷ không có giết Vương Lỗi, ngược lại đem bạn gái của hắn cho bóp chết, dọa đến Vương Lỗi co lại trong góc run lẩy bẩy, động cũng không dám động. Về sau Vương Lỗi đang bị bức ép tình huống, cùng nữ quỷ kết minh hôn, hắn sợ gây phiền toái, còn đem bạn gái chôn ở biệt thự trong hậu viện, may mắn chết đi bạn gái không có hóa thành ác quỷ, không phải hắn liền thảm. Cùng nữ quỷ qua một tháng, Vương Lỗi trong lòng từ đầu đến cuối ổ lấy khí, hiện tại mình có tiền, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, sao có thể cùng một con quỷ sống hết đời. Thế là Vương Lỗi trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cao nhân tới đem nữ quỷ diệt. Về sau trời xui đất khiến tình huống dưới, Vương Lỗi thế mà tìm được ta, nhưng chuyện này nói ra cực kỳ ám muội, cho nên hắn một mực lén gạt đi, kìm nén không dám nói. Vương Lỗi nói xong chuyện của hắn về sau, đem tàn thuốc mạnh mẽ bóp tắt, sau đó nói với ta nói Lâm Nguyên, chỉ cần ngươi giúp ta đem nữ quỷ này diệt, bao nhiêu tiền ta đều cho, ta không nghĩ lại cùng một con quỷ chăn lớn cùng ngủ, ngươi biết ta vung tay một cái, có bao nhiêu thiếu nữ cùng như bị điên nhào tới sao? Ta tại sao phải cùng một con nữ quỷ, ngươi nói có đúng hay không? Ta cười khổ một cái, muốn đem Vương Lỗi mắng to một trận, nhưng lại cảm thấy hắn đã không có thuốc chữa, nói đến lại nhiều cũng chỉ là lãng phí môi lưỡi, hắn thật đúng là cùng nữ thi bạn trai cũ đồng dạng buồn nôn, vong ân phụ nghĩa, không tuân thủ hứa hẹn. Giống Vương Lỗi loại này người vong ân phụ nghĩa, thế nào lại là ta trước kia cái kia giảng nghĩa khí hảo huynh đệ, mặc dù hứa hẹn chính là một cỗ thi thể,
nhưng cũng không thể làm được như thế tuyệt, được tiện nghi còn đem người khác thiêu hủy, trọng yếu nhất chính là, còn hại một đầu người vô tội mệnh, quả nhiên người có tiền về sau, liền sẽ biến, nhân tính liền sẽ triệt để mê thất. Đúng vào lúc này, đột nhiên mập mạp chạy tới đạp Vương Lỗi một chân, mập mạp cái này hình thể cùng lực đạo, trực tiếp đem Vương Lỗi từ trên ghế salon đạp bay ra ngoài xa hơn 2 mét. Người tên cặn bã này, người có còn hay không là người, vong ân phụ nghĩa thì thôi, còn vô tội hại chết một cái mạng, ta đập bà ngươi. Mập mạp sau khi mắng xong, lại tiến lên dừng lại loạn trùy, may mắn ta kịp thời chạy tới ngăn chặn hắn, không phải đoán chừng muốn làm ra nhân mạng. Mập mạp chết bầm, người mẹ nó cho lão tử lăn ra ngoài. Người bà mẹ ngươi chứ gấu à, con lợn béo đáng chết, dám đánh ta. Vương Lỗi phun một ngụm máu mạt chấm nhỏ, che ngực mắng lại nói. Ta đem mập mạp kéo ra về sau, nói thẳng, Vương Lỗi, nhân quả tuần hoàn, loại ác nhân, nhất định được ác quả, thật xin lỗi, người cái này sự tình ta giúp không được ngươi. Sau khi nói xong, trực tiếp lôi kéo mập mạp rời đi. Vương Lỗi cũng không có giữ lại ta, ngược lại tại ta phía sau lưng mắng to, cái gì quỷ huynh đệ, ta nhổ vào. Lão tử có bó lớn tiền, cái gì cao nhân đạo trưởng mời không đến, nếu không phải thương hại ngươi, lão tử đều không vui lòng tiến ngươi cái kia tiểu điếm. Ta lắc đầu, cười khổ một cái, người này đã sớm không có cứu, tại hắn thắng tiền một khắc này, hắn liền đã không phải là ta biết cái kia Vương Lỗi. Rời đi Vương Lỗi nhà ngày thứ hai, hắn liền khoe khoang nói với ta tìm được một cái tuyệt thế cao nhân, đồng thời đem con kia nữ quỷ cho thu phục, chẳng qua 3 ngày sau, ta lại thu được hắn tin chết. Vương Lỗi chết tin tức là 3 ngày sau truyền đến, ta đi đến bệnh viện thời điểm, Vương Lỗi người nhà đã che mặt quỳ trên mặt đất khóc giống. Nhìn thấy ta đến cũng chỉ là phất phất tay, hoàn toàn không có khí lực nói chuyện. Ta biết lúc này người nhà của hắn chính cực kỳ bi thương, hỏi bọn hắn lời nói khẳng định không quá thỏa đáng, thế là ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm bác sĩ đến hỏi rõ Vương Lỗi nguyên nhân cái chết. Hỏi Vương Lỗi nguyên nhân cái chết, bác sĩ giống như có chút che lấp, ta làm bộ nói là Vương Lỗi người nhà, hắn mới nguyện ý lộ ra tình huống. Bác sĩ nói, Vương Lỗi trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương chí mạng, nhưng không có sinh mạng dấu hiệu, chết cực kỳ quỷ dị, trên lồng ngực của hắn có một nữ nhân ảnh chân dung, không giống hình xăm, nhìn trái ngược với cái bớt, nữ nhân kia há hốc miệng đi đến gặp, giống như muốn đem hắn tâm ăn đồng dạng, còn có một điểm, Vương Lỗi bị đưa tới thời điểm, hai bên bờ môi đã bị cắt đi, chẳng qua đó cũng không có chí mạng. Bác sĩ sau khi nói xong, sắc mặt tái nhợt đi, lắc đầu nói chưa thấy qua quỷ dị như vậy bệnh nhân. Nghe xong bác sĩ, ta cảm thấy da đầu run lên. Gặm tâm là đại biểu vong ân phụ nghĩa, thay lòng đổi dạ trừng phạt sao? Cắt đi bờ môi lại là cái gì? Không tuân thủ hứa hẹn trừng phạt sao? Loại ác nhân, phải ác quả, Vương Lỗi cái này sự tình, coi như hắn tự thực ác quả đi, vong ân phụ nghĩa còn hại chết một đầu người vô tội mệnh, đây chính là báo ứng. Rời đi bệnh viện về sau, bởi vì đường quá xa ta liền trực tiếp đánh về trường học, không biết tài xế kia làm sao làm, thế mà quấn một con đường khác. Kết quả ma xui quỷ khiến liền trải qua Vương Lỗi ở kia tòa nhà biệt thự. Ta trải qua thời điểm, đột nhiên liền có một cỗ âm phong từ biệt thự thổi ra tới, xuyên thấu qua cửa sổ xe thổi đến ta dùng mình, tùy theo ta liền nghe được một trận âm trầm trầm tiếng gào, thanh âm kia rất quỷ dị, giống một nữ nhân đang hát, lại giống tại kêu rên, thanh âm lúc xa sắp tới, còn rất hù oán. Ta lúc ấy liền hỏi lái xe có nghe hay không thấy cái gì thanh âm kỳ quái, lái xe quay đầu lại, một mặt hù oán nhìn ta. Sau đó cười ha ha, nói thanh âm gì đều không có nghe được. Lái xe nụ cười rất ngốc trệ, có điểm giống thiểu năng, dọa đến ta không còn dám nói chuyện, vội vàng trừng mắt lộ diện, sợ tài xế này lái xe ra cái gì đường rẽ, đến lúc đó ta nhảy xe cũng còn kịp. Trở lại trường học thời điểm, ta mới hậu chi hậu giác, có lẽ tài xế kia không phải tinh thần có vấn đề, mà là. Ta không dám tiếp tục nghĩ, bởi vì ta không biết trong biệt thự con kia nữ quỷ, là đầu kia nữ thi. Vẫn là Vương Lỗi hại chết bạn gái, dù sao nếu như các nàng không tiếp tục hại người, ta cũng không có ý định tiếp lấy quản. Vương Lỗi cái này sự tình là 3 ngày sau, xem như nói sau, tại trước đây 1 ngày còn phát sinh một sự kiện, là liên quan tới Liễu Đình. Từ Vương Lỗi biệt thự ra tới 2 ngày sau, mập mạp còn một mực nhớ chuyện này, hơn phân nửa trời liền mắng Vương Lỗi một lần, đồng thời nguyền rủa tiểu tử này chết không yên lành, ta cười khổ nói, mập mạp, người cần phải như thế ghét ác như cừu sao. Ta cùng hắn tốt như vậy huynh đệ đều không có mắng như thế hung ác. Mập mạp nhếch miệng, hắn là cặn bã cái này sự tình, ta hôm qua đã mắng xong, hôm nay mắng hắn là vì chúng ta làm việc phí tổn,
người nói hai anh em ta dễ dàng sao? Vừa mở tiệm tiếp đơn sinh ý, liền gặp được cái dạng này đồ chơi, tiền chưa lấy được, còn dựng nửa ngày công phu, nếu không phải cho ngươi mấy phần thể diện, lão tử sớm mẹ nó đánh hắn tiểu nhân. Ta vừa định nói không cần cho ta thể diện, ngươi muốn đánh thì đánh thôi, ngay tại lúc này, đột nhiên cửa bị gõ mấy lần, sau đó một cái thanh âm quen thuộc nói, hai vị đại sư, các ngươi tốt. Ta cùng mập mạp nhìn lại, phát hiện người đến là Liễu Đình, ta vỗ đùi, trong lòng tự nhủ kém chút đem Liễu Đình cái này sự tình quên, vội vàng để mập mạp chào hỏi Liễu Đình, sau đó mình đi chuẩn bị làm pháp sự ra hỏa sự tình. Cho Liễu Đình làm cái này pháp sự, xưng là vợ chồng ân ái hợp cùng pháp thuật. Pháp thuật này tác dụng chứ có thể để cho tình cảm vỡ tan vợ chồng hợp tốt bên ngoài, còn có thể để cho vợ chồng so trước kia càng thêm ân ái. Làm pháp thuật này, đầu tiên thứ nhất muốn hỏi rõ ràng song phương ngày sinh tháng đẻ, sau đó là muốn tới hai người ảnh chụp. Bước thứ hai là thành lập thần đàn, đâm hai cỗ người bù nhìn, sau đó thay đổi cống phẩm, thành kính lễ thần. Bước thứ ba là tụng niệm kinh văn, viết thông thần sơ văn, vẽ bùa, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú, bước đạp hư không. Đốt hương, bái biểu, tấu thần minh. Bước thứ tư phân công đinh giáp thần tướng, bốn giá trị công tào. Dẫn thần binh nhiếp hồn câu phách đến thần đàn trước, tiếp lấy cô đọng hai cỗ người bù nhìn, xin cùng hợp hai thánh hợp cưới, Nguyệt lão thần quân lại nối tiếp nhân duyên, còn muốn thủ thần đèn nghi. Một bước cuối cùng, vẽ bùa 36 đạo, mỗi ngày giờ tí đốt cháy 12 đạo, liên tục 3 ngày không muốn gián đoạn, vậy liền nước chảy thành sông. Chuẩn bị kỹ càng làm pháp sự ra hỏa, sau đó muốn tới Liễu Đình cùng nàng lão công ảnh chụp, tiếp lấy thăng đàn mở làm. Mập mạp còn thật biết cả sự tình, chúng ta không dư thừa tiền lại đi tu một cái pháp đàn, thế là hắn liền cho ta làm một cái đơn sơ, lại mua điểm đẹp mắt kim dán giấy, nhìn qua phi thường khí phái, không hổ là làm nhiều năm thần côn, còn thật biết tiết kiệm tiền. Chẳng qua đạo bào lại là chính ta bỏ tiền mua, cái đồ chơi này còn thật đắt, hoa ta 800 khối tiền. Mấu chốt là mặc trên người không hề giống loại kia siêu phàm thoát tục đại sư, ngược lại giống một cái thần côn, nhưng vì làm dáng một chút, ta cũng không thể không xuyên. Làm pháp sự dòng dã hoa ta 2 giờ, xong việc sau đau lưng, quang niệm chú liền đem ta nước bọt đều nói làm, dừng lại sau trực tiếp uống sạch một bình nước sôi. Ta đem 36 đạo phù giao cho Liễu Đình về sau, trực tiếp cho mập mạp một cái ánh mắt, ra hiệu hắn nên nói giá tiền, đây vốn chính là hắn làm sự tình. Mập mạp là khôn khéo người, hiểu ý sau vội vàng làm một cái ok thủ thế, tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta tiếp tục trò chuyện sau khi, mập mạp liền thẳng vào chủ đề, cháu trai này thật là biết chào giá, không nói hai lời liền phải người ta một vạn, ngay từ đầu Liễu Đình còn do dự, cau mày nói thế nào đắt như thế. Trong lòng ta cũng mắng mập mạp gian thương, liền tùy tiện làm một tràng pháp sự, đưa mấy chục đạo hoàng phù liền thu hơn vạn, cái này cùng cướp bóc có gì khác biệt. Trừ phi đi ra ngoài bắt quỷ. Có khả năng đem mệnh dựng vào thời điểm, ta mới dám thu nhiều một chút, sau đó căn cứ quỷ hung mãnh trình độ, lại hướng lên muốn. Chẳng qua Liễu Đình chỉ là ngay từ đầu có do dự, về sau thế mà bị mập mạp nói đến ngoan ngoãn, cuối cùng sảng khoái giao chúng ta một vạn, cao hứng trở về, cho nên ta mới nói, cháu trai này tuyệt đối gian thương. Mập mạp vỗ nhẹ bờ vai của ta nói, cái này một vạn một người cầm cũng tạm được, nếu như hai người phân, vậy liền không ra thế nào nhiều, lão tử cầm bốn thành. Cũng liền kia 4.000 khối, một tháng này đoán chừng liền có thể tiếp mẹ nó một đơn. Phi, miệng quạ đen, cái gì một đơn, lão tử mẹ nó muốn tiếp 10 đơn. Ta mắng, cái này 10 vạn mục tiêu không có đạt thành, sao có thể không kiếp sau ý đâu. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến thanh âm, có người sao? Ngươi nhìn, sinh ý lại tới không phải. Nghe được sinh ý lại tới, hai chúng ta vội vàng cao hứng bừng bừng quay đầu lại. Khuôn mặt tươi cười đón lấy nói ở a, hôn. Nhưng lại tại quay đầu nháy mắt, nụ cười của ta nhưng trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì ta nhìn thấy hai tấm quen thuộc mặt, Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn. Lâm Tuyết còn tốt, gần đây thái độ đối với ta có 180 độ chuyển biến, nhưng Trương Tiểu Mạn cái này xấu bụng nữ lại càng ngày càng hung mãnh, thường xuyên ỷ vào mình là ban cán bộ, không đứng ở chủ nhiệm lớp trước mặt tố cáo ta, tăng thêm ta lần trước đánh cái kia thời mãn kinh lão bà. Nàng cũng coi như đối ta ghi hận trong lòng, cuộc sống của ta tại lớp học là càng ngày càng tệ, hiện tại sau giờ học liền phải đến trong tiệm trốn tránh, chỉ có cái này thanh tịnh địa phương mới khiến cho ta cảm giác được một điểm giữa trần thế mỹ hảo. Hai người các ngươi tới đây làm gì? Ta mặt âm trầm nói, chỉ cần có cái này xấu bụng nữ đại ma đầu tại, khẳng định không có chuyện tốt. Hừ, Tiểu Tuyết ngươi xem đi,
ta liền nói thần côn này ở đây mở cái cửa hàng, nghĩ lừa gạt những cái kia vô tri nữ nhân, vừa rồi ta đã nhìn thấy một cái xinh đẹp tỷ tỷ cầm một chồng hoàng phù vô cùng cao hứng rời khỏi. Trương Tiểu Mạn lời nói lạnh nhạt nói. Ai, vị tiểu muội muội này, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, chúng ta đây chính là chính quy âm hành cửa hàng, cũng không phải thần côn gạt người. Mập mạp vội vàng giải thích nói. Hừ, Tiểu Tuyết, ngươi nhìn hắn đều cùng người nào cùng một chỗ, mập mạp này bị ổi như vậy, còn nói không phải thần côn. Trương Tiểu Mạn tiếp tục giễu cợt nói. Mập mạp. Lâm Tuyết cũng không có phụ họa, ngược lại ngăn cản Trương Tiểu Mạn nói. Tiểu Mạn, ngươi đừng nói như vậy Lâm Nguyên, hắn mở một cái cửa hàng cũng không dễ dàng, ban ngày lên lớp, ban đêm còn muốn đến bận rộn. Nghe thấy Lâm Tuyết hướng về ta, Trương Tiểu Mạn tức giận đến hai tay ôm ngực, quyết miệng hừ một tiếng, hừ. Không biết vì cái gì ngươi lão hướng về tên nhà quê này, lại nói ngươi thẩm mỹ quan có phải là hư mất. Nói xong còn nhẹ chọc nhẹ Lâm Tuyết đầu. Lâm Tuyết đột nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu phản bác ta. Ta nào có, ta nói đều là lời nói thật được không? Ta mặc kệ Trương Tiểu Mạn kia xấu bụng nữ, mời Lâm Tuyết ngồi xuống, nhưng lại đối Trương Tiểu Mạn không để ý tới sẽ không, để nàng làm đứng. Lâm Tuyết ngươi không cần để ý kia xấu bụng nữ, miệng lưỡi bén nhọn. Cùng chỉ giống như con khỉ. Ta vừa nói, một bên cho Lâm Tuyết châm trà. Trương Tiểu Mạn xem xét, tức giận đến không được, vội vàng chỉ vào người của ta mắng. Uy, ngươi cái thần côn đồ nhà quê, mắng ta thì thôi, còn không cho ta châm trà đổ nước, ngươi cái này cửa hàng có còn muốn hay không mở rồi. Ta cho Trương Tiểu Mạn một cái liếc mắt, thôi đi, trà trên bàn, muốn uống mình đổ, ngươi là không có tay đâu. Vẫn là thiểu năng, còn muốn người phục thị. Ngươi cho rằng đây là nhà ngươi à? Tiểu Tuyết, ngươi nhìn, ta đều gọi ngươi đừng đến, cái này tử thần côn liền biết khí ta. Trương Tiểu Mạn lại miết cái miệng, xem ra cho ta tức giận đến không nhẹ, chẳng qua đây chính là ta muốn hiệu quả, mập mạp đoán chừng cũng ở trong lòng cười trộm đâu. Cái này thiên kim đại tiểu thư, không chỉ có xấu bụng, còn mạnh mẽ, tự cho là đúng, coi là toàn thế giới đều muốn thích nàng, đều muốn vây quanh nàng chuyển, lão tử chính là nhìn nàng không vừa mắt. Chính là muốn để nàng đẹp mắt. Được rồi, đi, hai người các ngươi một người nói ít đi một câu đi, làm sao vừa thấy mặt liền như là mèo cùng chuột đồng dạng, lão cãi nhau có ý tứ sao? Lâm Tuyết sau khi nói xong xoay đầu lại nhìn ta nói Lâm Nguyên, lần này tới tìm ngươi là có chuyện. Ta nhăn nhăn lông mày, có chút hiếu kỳ, hai người các ngươi tìm ta có thể có chuyện gì? Lâm Tuyết chỉ ta trong tiệm chiêu bài nói đã đến ngươi trong tiệm, kia chắc chắn sẽ không là phổ thông sự tình. Ta nghe xong vội vàng ngồi xuống, sau đó hỏi, chẳng lẽ hai người các ngươi, lại đụng quỷ rồi? Trương Tiểu Mạn lật một cái liếc mắt, phi, ngươi mới lại đụng quỷ nữa nha. Kia rốt cuộc là chuyện gì a hai vị đại tiểu thư? Ta bị làm cho không hiểu ra sao, nhưng lại hiếu kỳ. Lâm Tuyết cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp sảng khoái nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai trường học âm thầm thành lập một cái linh dị xã, vì cái gì nói âm thầm thành lập đâu? Một là bởi vì cao trung trường học, vì học tập làm chủ, chứ có hội học sinh bên ngoài, không cho phép thành lập cái khác câu lạc bộ, dù sao cao trung không thể so đại học, hết thảy lấy học tập làm chủ. Hai là nghe danh tự này liền biết, linh dị xã đây không phải là cùng khoa học phản lấy làm gì. Kiến quốc về sau, yêu ma quỷ quái đều không thể đi ra, huống chi ở trường học, cho nên cái này linh dị xã chỉ có thể làm một xuống dưới đất tổ chức. Chẳng qua cái này câu lạc bộ lại phi thường lửa. Gần như mọi người đều biết, tất cả mọi người đánh vỡ đầu muốn đi vào cái này câu lạc bộ, nhưng cái này câu lạc bộ thu người phi thường nghiêm ngặt, muốn vào cái này câu lạc bộ phải thông qua trùng điệp khảo nghiệm mới được, mà lại câu lạc bộ cực kỳ che giấu, liền hiệu trưởng cùng lão sư đều bắt bọn hắn không có biện pháp nào, cái này để người phản nghịch tâm lý quấy phá phải càng thêm lợi hại, tất cả mọi người muốn tiến vào cái này câu lạc bộ, trở thành một viên. Giống như thế khốc lại thần bí câu lạc bộ. Lâm Tuyết cùng Trương Tiểu Mạn tự nhiên cũng không ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn thu người thực sự quá nghiêm ngặt, đồng thời ra đề mục cực kỳ khủng bố, Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết hai cái nữ hài tử, tự nhiên rất khó thông qua, thế là hai người bọn họ liền nghĩ đến ta. Chậc chậc chậc, liền Trương Đại Tiểu Thư đều không giải quyết được câu lạc bộ, vậy khẳng định là cái cấp cao câu lạc bộ, ta thật là nghĩ đi xem một chút. Ta cười nói, Trương Tiểu Mạn là người gì? Giáo hoa cấp bậc nhân vật. Mà lại Trương Tiểu Mạn bối cảnh này, chỉ cần nàng nói một tiếng, có cái gì câu lạc bộ sẽ không đối nàng tránh ra đại môn. Cái này linh dị xã thế mà còn muốn các nàng tiếp nhận khảo nghiệm, vậy nói rõ cái này câu lạc bộ cũng không bình thường, chỉ là không tục khí.
nói như vậy, ngươi là đồng ý giúp chúng ta bận bịu rồi. Lâm Tuyết cao hứng cười to, hai cái tay nhỏ không ngừng vỗ trường. Ai, đừng hiểu lầm, mặc dù ta muốn đi mở mang một chút, nhưng ta cùng hai vị khác biệt, số ta khổ, còn muốn kiếm tiền sinh hoạt, hai người các ngươi vẫn là chính mình chơi đi. Đi tốt, không tiễn, không nói ta còn muốn kiếm tiền mua về thuộc về mình nghĩa địa, coi như ta có rảnh cũng chưa chắc nguyện ý cùng các nàng tới kiến thức cái gì linh dị xã, loại này nhỏ câu lạc bộ đều là một chút nhàm chán người tạo thành chơi đùa lung tung. Sau đó nói một chút cố sự, chơi đùa bút tiên cái gì dọa một chút mình, tiếp lấy liền coi chính mình gặp qua quỷ, vui vẻ không được. Hừ, ta liền nói loại này thần côn lá gan nhỏ nhất, bình thường chém gió còn có thể, thật có sự tình thời điểm, hắn liền cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, chúng ta đi thôi, gọi hắn cũng không tốt. Trương Tiểu Mạn thừa cơ đem ta mắng cái cẩu huyết lâm đầu, chẳng qua ta biết nàng đây là phép khích tướng, không để ý tí nào nàng, tiếp tục cùng mập mạp uống trà. Lâm Tuyết không cam tâm, tại Trương Tiểu Mạn lôi kéo dưới, nàng cuối cùng hỏi, Lâm Nguyên, người muốn như thế nào mới bằng lòng giúp chúng ta? Ta nuốt một miệng trà, ngón trỏ cùng ngón cái trà sát, các người cái này đơn nếu như xem như sinh ý, vậy ta thế nhưng là vui lòng đến cực điểm. Lúc này Trương Tiểu Mạn ngược lại ngừng lại không còn về sau đi, thôi đi, hóa ra là đòi tiền, nói sớm a. Nói xong mắt cũng không chấp cái nào, từ trong túi sách móc ra 5.000 khối, cái này tiền đặt cọc. Giúp chúng ta khảo nghiệm thông qua về sau, cho ngươi thêm 5.000. Ngoá, ngươi một học sinh trung học theo sinh mang 5.000 khối, ngươi có mau bệnh a? Có điều, ta thích, hắc hắc. Ngoá, ngươi một học sinh trung học tùy thân mang 5.000 khối, ngươi có mau bệnh a? Có điều, ta thích, hắc hắc. Mập mạp quả nhiên là vì năm đấu gạo khom lưng giả hán tử, vừa nhìn thấy trên mặt bàn tiền, lập tức cười đến thấy răng không gặp mắt. A, thấy tiền sáng mắt hai cái hèn mọn lão. Đã sớm biết sẽ là dạng này. Trương Tiểu Mạn thấy thế, vội vàng lại mở miệng lạnh lùng chế giễu nói. Ta là mở cửa làm ăn, không phải cho ngươi Trương Đại Tiểu Thư làm hạ nhân, nàng nói như vậy ta khẩu khí này làm sao nuốt được, vừa định phát tác lại bị mập mạp đè lại, một cái kéo đến bên cạnh. Tiểu ca, ta biết cô nàng này có chút mạnh mẽ, nhưng làm ăn chính là như vậy, khó tránh khỏi sẽ thụ chút khí, dù sao thế giới như thế lớn, khách nhân nào sẽ không có. Nhịn một chút là được. Tuyệt đối đừng cùng tiền đối nghịch. Mập mạp tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nghĩ nghĩ trong nhà của ta mộ tổ, một tháng hạn chế nhanh đến, ta cũng chỉ đành cắn răng cô một tiếng nuốt vào cục tức này, dù sao Trương Tiểu Mạn cái này sự tình nếu như thành, lại nhiều một vạn thu nhập. Hắc hắc, hai vị nữ lão bản, các ngươi làm ăn này chúng ta tiếp, cái này 5.000 khối tiền đặt cọc ta trước nhận lấy, sau khi chuyện thành công, lại cho 5.000, có cái gì phân phó cứ việc cùng tiểu ca mở miệng, hắn tuyệt đối không có lời oán giận. Tiệm chúng ta tôn chỉ là cái gì? Khách hàng chính là thượng đế. Mập mạp hắc hắc cười bồi nói. Mập mạp vừa mới dứt lời, ta vội vàng cho hắn thúc cùi chõ một cái, đau đến hắn oa oa trực khiếu. Cháu trai này nói tới nói lui còn không có át cản, Trương Tiểu Mạn muốn coi là thật làm sao bây giờ? Còn không phải đem ta vào chỗ chết cả. Hô, rốt cục đáp ứng. Lâm Tuyết thở dài một hơi, hai ngày nữa chờ chúng ta cùng linh dị xã người bên kia đàm tốt. Sau đó lại tìm ngươi đi, chỉ cần có Lâm Nguyên tại, lần thi này nghiệm nhất định có thể qua. Hừ, thu tiền của ta, nếu như qua không được, vậy ta nhất định bóp nát hai ngươi trứng. Trương Tiểu Mạn năm ngón tay vừa thu lại, mạnh mẽ trừng mắt chúng ta, dọa đến ta cùng mập mạp hai người đúng quần siết chặt, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, tiểu ma nữ này nói chuyện cũng không phải đùa giỡn. Trương Tiểu Mạn cùng Lâm Tuyết rời đi về sau, mập mạp lau mồ hôi lạnh nói, tiểu ca, chúc may mắn. Tiểu tổ tông này nhưng có được ngươi thụ, ai, thế đạo gian nan, lời ít tiền không dễ dàng a. Ta trợn trắng mắt, biểu thị không quan tâm, dù sao cái này xấu bụng nữ khí ta cũng không ít thụ. Mập mạp là ở tại trong tiệm, nhưng ta muốn về trường học, nhìn một chút điện thoại, đã nhanh 11 giờ, thế là cùng mập mạp cáo biệt về sau, cưỡi ta chiếc kia phá xe đạp liền hướng trường học dẫm. Ngoặt ra hẻm ngõ nhỏ về sau, phát hiện đường đi dị thường lạnh, đồng thời không có bất kỳ ai. Cái này khiến lòng ta có chút khó coi, bình thường 12 giờ trước kia trên đường phố còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tiểu điếm không có đóng, mà lại bên đường còn đứng lấy một chút hóa thành nùng trang tiểu tỷ tỷ hướng ta ném ra ngoài cành ô liu, mặc dù ta mỗi lần đều nhếch miệng lên lắc đầu cự tuyệt, lần này đường đi, an tĩnh có chút đáng sợ. Ta không dám tiếp tục dừng lại lâu, dùng hết toàn lực dẫm lên xe đạp, muốn mau sớm rời đi con đường này, nhưng dẫm lên chúng ta đã đầu đầy mồ hôi, nhưng cái này xe nát lại không nhúc nhích.
hai cái vòng không đứng ở trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, phát ra tê tê cổ quái âm thanh. Ta lập tức trong lòng lạc một chút, cảm giác sự tình có chút không đúng, sờ sờ túi, phát bên trong một tấm hoàng phù đều không có, ta mạnh mẽ vỗ đầu mình một cái, mẹ nó ra hỏa toàn lưu trong tiệm, nếu quả thật gặp được cái gì quỷ mị, chỉ có thể cùng nó cùng chết. Ta không dám tiếp tục hướng phía trước giẫm, vội vàng quay đầu, đẩy xe đạp hướng cửa hàng cái hướng kia chạy tới, miệng bên trong hô lớn, mập mạp, người mẹ nó nếu như nghe được, liền mau chạy ra đây tiếp ứng một chút lão tử. Đường đi cách chúng ta cửa hàng không tính xa, thanh âm của ta tuyệt đối có thể truyền đến, trừ phi mập mạp trong lỗ tai đút lấy đồ vật, nhưng ta hô vài câu về sau, phát hiện có chút tuyệt vọng, bởi vì mập mạp hoàn toàn không có trả lời. Đường phố này bình thường xôn xao, nhân khí vượng thật nhiều, theo đạo lý nói hẳn là sẽ không náo tả mới đúng a. Mà lại ta cũng không phải lần đầu tiên dạ hành về trường học, cho tới bây giờ liền gặp được sự tình. Ta đẩy xe đạp đi sau một thời gian ngắn, phát hiện sự tình lại bất thường, tiến ta cửa hàng đầu kia hẻm ngõ nhỏ thế mà không gặp. Có thể, ta cũng muốn nhìn xem là cái nào không biết đường quỷ xui xẻo nghĩ câu ta làm kẻ chết thay. Ngay từ đầu ta tưởng rằng quỷ đả tường, bởi vì xe đạp một mực đang tại chỗ đảo quanh, làm sao hướng về phía trước dẫm đều không có phản ứng, hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai không phải quỷ đả tường, là quỷ che mắt. Quỷ che mắt chính là có mấy thứ bẩn thỉu che khuất ngươi mắt, để ngươi đối trước mắt sự vật sinh ra sai phán đoán, hoặc là mắt điếc tai ngơ, muốn phá giải cái này, liền phải để mắt của mình khôi phục bình thường. Truyền thống biện pháp chính là dùng lá cây hoặc là lá bưởi nấu tiền giấy cho tẩy mắt, nhưng tình huống hiện tại, mấy thứ này ta đều không có, biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng ngón giữa dương huyết, đến phá giải trong mắt ta tà khí. Người nam ngón tay trong đầu, ngón giữa dài nhất, mà lại dương khí đủ nhất, cho nên cắn nát ngón giữa nhỏ ra đến máu, xưng là dương huyết, là có thể phá giải một chút tà mị đồ vật, đây cũng là vì cái gì chúng ta thường xuyên nhìn thấy trong TV đạo trưởng sẽ cắn nát ngón giữa đem máu sát tại đào mộc kiếm bên trên. Cái này dương huyết cũng không phải là vạn năng, nếu như ta bên trong quỷ che mắt rất sâu lời nói, liền có khả năng sẽ thất bại, nhưng ta hiện tại không có phải chọn, chỉ có thể đánh cược một lần, nếu như một mực bị vây ở đường phố này bên trong chạy khắp nơi, vậy ta có khả năng sẽ bị tươi sống mệt chết. Liền cùng những cái kia tại mộ địa bên trong chúng quỷ đả tường người đồng dạng, một mực đang một vòng tròn bên trong đi dạo, không biết mệt mỏi, thẳng đến tươi sống mệt chết. Ta không muốn quá nhiều, trực tiếp đem ngón giữa phóng tới bên miệng, sau đó dùng lực cắn một cái lỗ hổng, chờ hiến máu tràn ra về sau, ta không chút do dự nhỏ tại hai con trên mắt, lập tức, một cỗ màu đỏ tươi liền bao phủ hai cái ánh mắt, trước mắt tất cả sự vật cũng thay đổi thành cổ quái đỏ tươi. Ta vội vàng nháy mấy cái mắt. Ánh mắt mới khôi phục bình thường, nhưng nhìn đồ vật vẫn có chút đỏ, khả năng máu nhuộm ở bên trên. Dương huyết phá âm tà, thiên cương cho ta mượn mắt, nhìn hết thế gian quỷ, phá. Ta giống lớn một tiếng, sau đó trợn to tròng mắt nhìn nhìn đằng trước. Lúc này, ta nhìn thấy đầu kia hẻm, đầu kia thông hướng ta cửa tiệm hẻm, ta hướng trong ngõ hẻm xem xét, trong lòng tảng đá lớn mới hoàn toàn rơi xuống, không sai, chính là cái này. Ta không có đi vội vã. Mà là ngẩng đầu quan sát chung quanh, phát hiện xung quanh còn có rất nhiều tiểu điếm không đóng cửa, từ bên trong lộ ra rất nhiều ánh đèn sáng ngời, bên đường còn đứng một loạt hóa thành nùng trang tiểu tỷ tỷ, gió nhẹ thổi qua các nàng tấm kia tràn ngập chuyện xưa mặt, để người lộ vẻ xúc động. Ta sát sát trên đầu mồ hôi nóng, thở phào một hơi, xem ra ta thành công. Đúng vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được một trận hàn khí thấu xương từ phía sau lưng thẩm thấu tới, lạnh đến ta thẳng phát run. Ta dọa đến vội vàng hướng phía sau nhìn lại, đột nhiên đã nhìn thấy một cái quen thuộc bóng đen đứng tại ta đối diện đường đi, vừa nhìn thấy cái bóng đen kia, ta liền sợ hãi phải không tự giác lui về sau, kia khô cạn làn da, cùng rắn đồng dạng tùy ý vặn vẹo tóc bạc, còn có kia để người dùng mình ha 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 tiếng cười, là nàng. Nàng tới tìm ta. Nàng trở về, cái kia lấy mạng lão thái bà, là nàng. Nàng kia để người dùng mình dáng vẻ, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Còn có cặp kia ác độc mắt, ta thậm chí còn thường xuyên mộng thấy. Nhưng nhị thúc rõ ràng nói, hắn dùng tính mạng đổi ta một năm an toàn, một năm này ước hẹn còn không có đi qua, lão thái bà vì cái gì lại trở về tìm ta rồi. Ta nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nhìn xem nàng, âm phong từ trên người nàng thổi qua, đưa nàng kia đầy đầu ngân phong thổi đến loạn vũ, kia một tấm nhăn thành lão vỏ cây mặt vặn vẹo tại một khối, liền như là một thứ từ địa ngục bên trên bò lên ác quỷ. Hiện tại ta mặc dù đạo hành còn cạn, nhưng lại không thể so trước kia, là một con mặc người chém giết cừu non.
Ngay tại ta coi là sẽ có một trận ác chiến thời điểm, đột nhiên lão thái bà kia đối ta lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, sau đó đưa lưng về phía ta cùng một đầu nhuyễn trùng đồng dạng bò đi. Ta sát sát mồ hôi lạnh trên trán, thở ra một hơi dài, xem ra nhị thúc thật không có gạt ta, lão thái bà này hiện tại còn không thể hại ta, vừa rồi hẳn là chỉ là hơi thi quỷ kế thăm dò một chút ta thôi. Ta biết đã không có việc gì, cho nên cũng không có ý định về trong tiệm, cưỡi phá xe đạp tiếp tục hướng trường học tiến lên. Trên đường ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay tại hai tháng này trước, ta còn có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, không nghĩ tới một trong nháy mắt, ta cửa nát nhà tan, còn muốn bị ác quỷ truy sát, liền ra ra quyết định mộ phần ta cũng không nhất định có thể bảo trụ, nghĩ tới đây, mắt kiểu gì cũng sẽ mơ hồ. Đương thời nếu như ta không thể nghịch thiên cải mệnh, kia tạ thế ta tất làm kiến hôi. Ta ở trong lòng mạnh mẽ hạ một cái thể độc. Ngay tại ta đi tới nửa đường thời điểm, đột nhiên từ phía trước một đầu đường nhỏ bên cạnh truyền đến từng đợt hèn mọn ngân tiếng cười, ngoài ra ta còn nghe được nữ hải tiếng kêu cứu, trong lòng ta lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta dừng lại xe đạp về sau, liền vụng trộm sờ đi lên, chờ thấy rõ ràng những người kia về sau, ta lập tức trong lòng lạc một chút, nữ hải tử kia không phải Lâm Tuyết sao? Nàng làm sao một người mình trở về? Không phải cùng Trương Tiểu Mạn cùng một chỗ sao? Có Trương Tiểu Mạn kia nhất định có xe sang đưa đón về nhà, cái này hơn nửa đêm, nữ hải tử một thân một mình đi tại ban đêm, nhiều nguy hiểm a. Mặc dù biết Lâm Tuyết gặp nguy hiểm, nhưng ta cũng không có lập tức tiến lên, bởi vì đối phương có bốn người, mượn bóng đêm, ta có thể rõ ràng trông thấy bọn hắn trên cánh tay có hình xăm, còn nhuộm đủ loại màu tóc, không cần hỏi, này một đám khẳng định là xã hội người. Cái gọi là xã hội người chính là không có việc gì tiểu lưu manh cùng trộm được lừa gạt lưu manh vô lại, ta một người mạo muội đi lên, bị đánh việc nhỏ, vạn nhất cứu không được Lâm Tuyết, vậy liền chuyện lớn, một cái như hoa như ngọc thiếu nữ, liền phải bị một đám xúc sinh cho. Sinh hoạt không phải phim, cũng không phải tiểu thuyết, một cái có thể đánh mấy cái, dĩ nhiên mời anh linh thân trên ngoại trừ, thời điểm đó ta, căn bản chính là nửa người nửa quỷ trạng thái, nhưng bây giờ ta, không có thời gian đi mời, trên thân cũng không có cách làm ra hỏa. Chẳng qua ta đã sớm trong đầu sinh kế, nghĩ đến biện pháp đối phó bọn này xã hội người. Ta lấy ra trên người 100 khối tiền tiền giấy, sau đó cấp tốc chồng chất thành một cái tiểu nhân hình dạng, cái này làm thành một cái nhỏ người giấy. Ta cắn nát ngón tay, tại nhỏ người giấy trên thân viết một cái chữ, sau đó hai ngón sát nhập, đối người giấy nói lẩm bẩm, mưa huyễn hóa thành gió, mây huyễn hóa thành sương mù, quỷ thần chia làm hai đường, người giấy tương hợp một, biến. Ta nhỏ giọng quát. Nhưng khiến ta thất vọng chính là, tiền giấy chồng chất thành nhỏ người giấy không nhúc nhích, không có chút nào biến hóa. Đây là chính thống Mao Sơn vu thuật, không thuộc về quỷ đạo phạm trù, nhưng Mao Sơn quỷ đạo bên trên lại có kỹ càng ghi chép, thuật này có một cái tác dụng phụ, đó chính là muốn đem người tinh huyết phân cho người giấy, thi thuật giả qua đi sẽ lâm vào ngắn ngủi suy yếu, thể hư người qua đi có thể sẽ sinh một trận bệnh nặng, muốn sau 3 tháng mới có thể khỏi hẳn, cho nên này thuật không đề cử sử dụng. Trọng yếu nhất chính là, thuật này ta lần thứ nhất dùng, cũng không phải là rất quen thuộc, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Ta cũng không hề từ bỏ, tập trung tinh thần, tiếp tục thi thuật. Mưa huyễn hóa thành gió, mây huyễn hóa thành sương mù, quỷ thần chia làm hai đường, người giấy tương hợp một, biến. Ta hai ngón đâm một cái, nhỏ giọng quát. Đúng vào lúc này, cái kia tiền giấy chồng chất thành nhỏ người giấy đột nhiên từ từ lớn lên, cho đến biến đến cùng ta một loại lớn nhỏ. Xong rồi, ta ở trong lòng cao hứng hô một tiếng. Ta hai ngón hợp nhất, sau đó miệng bên trong không ngừng niệm chú ngữ, cái kia người giấy liền cùng ta trong tay như con rối, chậm rãi hướng kia bốn cái xã hội người đi đến, bởi vì người giấy đi đường im ắng, cho nên bốn người kia một chút cũng không có phát hiện, y nguyên say đắm ở trước mắt sắc đẹp bên trong. Các ngươi không được qua đây, cứu mạng a. Đi ra, hỗn đản. Lâm Tuyết cùng một con nai con bị giật mình sợ đồng dạng. Sợ hãi hai tay ôm ngực, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, bờ môi đều dọa tử, cái này nửa đêm canh ba gặp được bốn đại hán, đoán chừng có thể trở thành nàng cả một đời ác mộng. Hắc hắc, người gọi rách cổ họng cũng không ai ứng ngươi, gọi đi, người càng làm ta càng hưng phấn. Bị vây vào giữa Lâm Tuyết, dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Liền tại bọn hắn dự định động thủ thời điểm, đột nhiên có một người giống như phát hiện không thích hợp, hắn nhìn lại. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng chỉ vào phía sau người giấy ấp úng nói, lão đại, có em gái người a, nói chuyện đều không lưu loát, miệng bên trong ngậm liệng à nha.
Cái kia hình như là lão đại người nói. Cũng không có một hồi, hắn cũng dọa đến răng đang run rẩy, cái này. Cái này, đây là cái gì quỷ? Lần này, bốn người tất cả đều trông thấy người giấy, dọa đến bọn hắn hai chân run lập cập. Người giấy vì sao lại động? Còn, sẽ còn đi đường. Cái này người lắp bắp sau khi nói xong, đột nhiên người giấy phiến hắn một bàn tay, hắn liền cùng một trái bóng ra đồng dạng bay ra ngoài. Quỷ, quỷ, a! À. Ba người khác hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình, bọn hắn còn coi là mình đang nằm mơ, nhìn thấy đồng bạn bị đánh bay về sau, dọa đến nhanh chân liền chạy, cùng con thỏ giống như. Cái kia bị đánh bay dọa đến nghiêm trọng hơn, bò lên đều không phân phương hướng, đụng mấy lần sau tường mới tìm đúng phương hướng, mấy giây qua đi liền không thấy bóng dáng. Lâm Tuyết cũng rõ ràng bị này quỷ dị người giấy hù đến, nhưng nàng đoán chừng chân còn mềm, ngay tại chỗ bên trên trong lúc nhất thời dậy không nổi. Chỉ là hai tay trên mặt đất không ngừng hướng về sau chống đỡ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lúc này, người giấy liền cùng tiết khí đồng dạng, nháy mắt chỗ này xuống dưới. Không cần sợ hãi, là ta. Ta đi ra, đem mềm nhỏ người giấy mở ra, sau đó cẩn thận mở ra kia nhăn 100 khối tiền, nặc, không cần sợ hãi, đây chính là người gặp người thích tiền mặt. Lâm Nguyên, ô ô, Lâm Tuyết lúc này không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên lập tức đứng lên. Sau đó thật chặt rút vào trong ngực của ta, lên tiếng khóc giống lên. Ta cũng không biết làm sao an ủi nàng, đành phải một mực vỗ lưng của nàng, nói không có việc gì. Một lát sau, nàng mới đình chỉ thút thít, ta vội vàng hỏi nàng sự tình nguyên do, vì cái gì không cùng Trương Tiểu Mạn xe sang trở về. Lâm Tuyết xoa xoa nước mắt trên mặt mới cùng ta giải thích sự tình nguyên do. Nguyên lai Lâm Tuyết trên đường thu lưu một con mèo hoang, nhưng người nhà không đồng ý nuôi. Cho nên nàng đành phải đem mèo thu lưu ở phụ cận đây một cái trong phòng hư mặt, sau đó ngẫu nhiên mang một chút đồ ăn cho mèo hoặc là nước đi qua, đêm nay nàng không cùng Trương Tiểu Mạn đi, chính là nghĩ tới xem một chút cái này mèo. Nghe xong Lâm Tuyết, ta lập tức có chút dở khóc dở cười, nhìn mèo tới ban ngày nhìn liền tốt, cái này đêm hôm khuya khoắt, gặp được người xấu nhưng làm sao bây giờ. May mắn tối nay là gặp được ta, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tuyết nói mình cũng không có nghĩ đến sẽ gặp phải nguy hiểm như vậy, trước đó học tập bận bịu, một mực quên cho mèo mang thức ăn, đêm nay đi ngang qua, cho nên liền thuận tiện đi xem một chút, sợ nó chết đói, nói xong còn muốn mang ta tới nhìn xem kia mèo, nói đến đều đến, không nhìn liếc mắt tâm khó chịu. Ta thật bội phục Lâm Tuyết tâm lớn, đều xảy ra chuyện như vậy, thế mà còn có tâm tình nhìn mèo, chẳng qua ta không lay chuyển được nàng, nữ nhân ái tâm tràn lan lên, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Vì an toàn của nàng, ta không thể làm gì khác hơn là gật đầu theo nàng đi. Con mèo kia vị trí rời cái này đầu đường nhỏ không xa, ta cùng Lâm Tuyết rất nhanh liền đuổi tới, nơi đó có cái phá phòng ở, đã bị người vứt bỏ thật lâu, trước đó còn có một số kẻ lang thang ở, nhưng cũng có thể thực sự là quá phá, đừng nói che gió che mưa, liền an toàn cũng không thể bảo hộ, khó mà nói ngày nào lại đột nhiên sụp đổ, cho nên hiện tại trên cơ bản không người ở. Lâm Tuyết đi gần phòng ở về sau. Cũng không dám tiến vào, chỉ là tại phòng xuôi theo lân cận kêu to lấy, Tiểu Bạch, ngươi ở đâu? Tiểu Bạch, ta tới thăm ngươi. Lâm Tuyết thanh âm rơi xuống không bao lâu, ta đột nhiên liền nghe được meo một tiếng, sau đó từ nhà phá cửa sổ miệng thoát ra một cái bóng trắng, ta định chử xem xét, phát hiện là một con toàn thân lông trắng mèo. Lão mọi người đều nói, mèo đen trừ tà, bạch miêu chiêu quỷ, cho nên nhà ta cho tới bây giờ đều không nuôi bạch miêu, chỉ nuôi mèo đen, gia gia của ta còn nói. Nhất định phải hoàng nhãn mèo đen khả năng trừ tà, trước kia ta là không có chút nào tin, nuôi con mèo còn chọn ba chọn bốn, sau đó bạch miêu chọc ai gây ai, nhưng bây giờ, ta thà rằng tin là có, không thể tin là không, cho nên ta đối Lâm Tuyết cái này bạch miêu, không phải rất để bụng, thậm chí có chút bài xích. Con kia bạch miêu giống như có thể cảm giác được ta có địch ý giống như, cũng không dám tới gần ta, cũng có khả năng bởi vì ta là người xa lạ nguyên nhân, nó cảnh giác nhìn ta vài lần về sau. Liền nhanh chóng vào tới Lâm Tuyết bên người, sau đó dùng đầu đi cọ Lâm Tuyết chân, nhìn ra được nó cùng Lâm Tuyết tình cảm không sai. Lâm Tuyết vui vẻ đem bạch miêu bế lên, sau đó liều mạng đem mặt hướng thân mèo bên trên cọ, cũng không chê bẩn, cũng vui vẻ kêu lên, Tiểu Bạch, ta muốn chết ngươi. Ta lắc đầu, tâm thở dài, người có đôi khi thật đúng là không bằng mèo. Đúng vào lúc này, mèo đột nhiên hướng ta cái này liếc liếc mắt, ta đột nhiên phát hiện, con mèo này thế mà là uyên ương mắt. Uyên ương mắt lại xưng quái nhãn, chỉ cùng một động vật hai con mắt màu sắc khác nhau tình huống, bình thường xuất hiện tại bạch miêu trên thân.
Bình thường cho rằng, thuần chủng mèo hai con mắt nhan sắc là đồng dạng, uyên ương mắt là tạp giao bố trí, nhưng uyên ương mắt còn có một loại càng tà dị thuyết pháp, kia chính là có thể thông âm dương, cũng có thể chiêu tà, uyên ương mắt xuất hiện tại bạch miêu trên thân liền càng không tầm thường. Nghĩ tới đây, ta bắt đầu đối cái này bạch miêu sinh ra một loại đứng xa mà nhìn cảm giác, thà rằng tin là có, không thể tin là không, loại này mèo nói trắng ra, điểm xấu, hơn nữa còn là một con vứt bỏ mèo. Ta không dám đem những chuyện này cùng Lâm Tuyết nói, bởi vì dựa vào nét mặt của nàng bên trong có thể nhìn ra được, nàng thích vô cùng con mèo này, mà lại cái này hơn nửa đêm không sợ nguy hiểm tới, cũng nói nàng cùng mèo tình cảm chi sâu. Chẳng qua cũng không thể trách nàng, cẩn thận nhìn một cái này mèo thật đúng là rất manh thật đáng yêu, một thân trắng noãn lông mèo, hai con mắt nhan sắc đều không giống, một con màu xanh đậm, một cái khác thì là bình thường màu đen, hai con lỗ tai nhỏ linh động dựng thẳng lên đến. Nếu như dứt bỏ những cái kia quỷ dị thuyết pháp, con mèo này tại nữ hài tử trong mắt quả thực là chí bảo, chẳng qua nhìn xem nó trong đêm tối phát ra u quang mắt, ta vẫn có chút dùng mình, mặc dù mèo mắt lúc đầu trong đêm tối liền sẽ phát sáng. Lâm Tuyết móc ra một bao đồ ăn cho mèo đem Bạch Miêu cho ăn no về sau, mới lưu luyến không rời cùng đạo đừng. Bạch Miêu biểu lộ cũng có chút lưu luyến không rời, bộ dáng kia ta cảm giác có chút quái dị, bởi vì biểu tình kia cùng ánh mắt, chỉ có nhân loại trên mặt khả năng nhìn thấy. Bạch Miêu chỉ là lưu luyến một hồi, liền quay người rời đi, siêu một tiếng liền xông vào trong phòng hương mặt, chỉ lưu lại một đạo bóng trắng trong đêm tối. Bạch Miêu biến mất về sau, Lâm Tuyết mới lên xe đạp của ta rời đi, vì lý do an toàn, ta quyết định đem Lâm Tuyết đưa về nhà về sau, lại tự hành trở về trường. Lâm Tuyết ngồi tại xe đạp về sau, ôm thật chặt eo của ta, đem đầu tựa ở trên lưng của ta, ngẫu nhiên còn khẽ hát, tâm tình dường như cũng không có thụ sự tình vừa rồi ảnh hưởng. Ta lần đầu tiên trong đời cho nữ hài tử ôm eo, loại cảm giác này để ta trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, đem xe đạp xe chui đều làm ướt, mà lại ngồi tại đằng sau ta vẫn là lớp học công nhận mỹ nữ, nếu là cho lớp học cái nào người nhiều chuyện trông thấy, một truyền ra đoán chừng ta muốn cho quần ẩu. Nếu như không phải Trương Tiểu Mạn nhà tương đối có tiền, kia Lâm Tuyết tuyệt đối là lớp học thứ nhất nữ thần, luận khí chất cùng tính cách, Lâm Tuyết đều vung Trương Tiểu Mạn mấy con phố, hơn nữa còn như thế có ái tâm. Loại nữ hài tử này đi đâu mà tìm đây? Trương Tiểu Mạn loại kia lớn tính tiểu thư, cái nào quy tôn tử chịu được? Ai, Lâm Nguyên, hỏi ngươi chuyện gì chứ sao? Lâm Tuyết nhẹ nói. Chuyện gì, ta nói. Lâm Tuyết dừng lại một hồi, sau đó mới hỏi, cái này trường học tất cả nam nhân, nhìn thấy Tiểu Mạn xung xoe cũng không kịp, vì cái gì ngươi lại thích hết lần này tới lần khác cùng với nàng đối nghịch? Nàng dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, trong nhà còn có tiền. Thành tích cũng tốt, là nam nhân đều lấy lòng nàng. Hừ, ta cười lạnh một tiếng, con cọp cái kia, xấu bụng nữ, coi như nàng là thiên tiên hạ phàm, lão tử cũng chê nàng chướng mắt. Lâm Tuyết sau khi nghe, lạc lạc cười không ngừng, ngươi nha, thật cùng nam nhân khác rất không giống, chẳng qua Tiểu Mạn tính tình chính là như vậy, nhưng kỳ thật nàng so bất luận kẻ nào đều thiện lương, hơn nữa còn là nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Ha ha, nàng hẳn là đậu hũ miệng. Đao tâm mới đúng. Ta cười ha ha. Lâm Tuyết sau khi nghe, nhẹ nhàng vỗ một cái phía sau lưng của ta gắt giọng, ngươi nha, thiếu điểm cùng với nàng đấu võ mồm, nam hài tử muốn để lấy điểm nữ hài tử, biết sao? Nha, ta uể oải trả lời, nhưng trong lòng lại sẽ Trương Tiểu Mạn mắng một lần, ta mới không muốn để cho nàng, cái này xấu bụng nữ, nếu không phải lão tử nhìn nàng là nữ, sớm một cục gạch chụp chết nàng. Trên đường đi cùng Lâm Tuyết cười cười nói nói. Thời gian trôi qua siêu nhanh, bất chi bất giác liền đã đi tới Lâm Tuyết trước cửa nhà. Lâm Tuyết sau khi xuống xe, lưu luyến không rời cùng ta tạm biệt, trong ánh mắt nhiều một điểm không giống đồ vật, để trong lòng ta bịch bịch nhảy. Đem Lâm Tuyết đưa đến nhà về sau, ta cũng an tâm về trường học. Ngày thứ hai ban đêm, ta như thường lệ đi vào trong tiệm, bởi vì Trương Tiểu Mạn linh dị xã chuyện này còn không có liên hệ đến người liên hệ, cho nên ta cũng vui vẻ phải thanh nhàn. Vừa mới đến trong tiệm, mập mạp thật hưng phấn nói với ta, tiểu ca, Liễu Đình điện thoại tới, ngươi đoán làm gì? Ta ngồi xuống rót chén trà mới chậm rãi mà hỏi, thế nào à nha? Tối hôm qua ngươi cho hai nàng vợ chồng làm một tràng pháp sự về sau, nàng về đến nhà ngươi đoán làm gì? Mập mạp bắt đầu cùng trong trà lâu kể chuyện xưa người đồng dạng, một vòng bộ một vòng câu mồi ta. Ta lập tức lườm hắn một cái, thế nào à nha? Chẳng lẽ một đêm liền chỉnh ra cái tiểu hài đến? Ngươi nằm mơ đi, một đêm chỉnh ra cái tiểu hài, kia không thành đội nón xanh sao?
ta mẹ nó còn mua một tặng một đâu. Đến cùng làm sao vậy, mau nói, đừng đặt cái này chơi ta khẩu vị. Ta thúc giục nói. Hắc hắc, Liễu Đình sau khi về đến nhà, hắn lão công dũng mãnh phải không được, còn không phải nhờ có người kia cái gì thuật tới. Hợp cùng thuật, ta nhắc nhở, tiểu tử này nhớ điểm bát quái sự tình, mấy tháng đều quên không được, ba chữ đạo thuật tên, thế mà một ngày liền quên đi. Đúng, 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 chính là cái này thuật, lại nói tiểu ca có thể hay không giúp ta cũng làm một lần, để ta uy mãnh một lần. Mập mạp hèn mọn hướng ta lựa chọn mắt. Ngươi đi một bên, đây là vợ chồng thuật, chỉ có thể đối hai vợ chồng dùng, ngươi có lão bà sao? Ta ghét bỏ nhìn xem hắn. Mập mạp cười hắc hắc, một đêm vợ chồng còn nhiều, muốn giới thiệu cho ngươi biết sao? Mấy trăm khối một đêm. Cút, ta đối mập mạp chính là một chân. Mập mạp linh hoạt vò đến một bên, chẳng qua hắn cái mông quá lớn, kém chút đụng vào pháp đàn. Ngươi cẩn thận một chút, đây chính là ăn cơm ra hỏa, đừng làm hư. Ta nhắc nhở. Ai, tiểu ca, không thích hợp a, ngươi hai cái này người bù nhìn giống như có chút vấn đề. Mập mạp tại pháp đàn bên kia quay trở ra, một người nói nhỏ nói. Nghe hắn vừa nói như vậy, ta vội vàng cũng đưa tới, người rơm này là ngày đó cho Liễu Đình làm pháp sử dụng. Ta còn phải đặt ở pháp đàn cung cấp 7 ngày 7 đêm, dạng này hiệu quả tốt nhất. Chờ ta tiến tới về sau, mập mạp chỉ vào hai cái người bù nhìn nói, tiểu ca, ngươi nhìn hai cái này người bù nhìn có phải là có chút biến đen? Ta vội vàng cẩn thận quan sát hai cái người bù nhìn, phát hiện thật đúng là có bắn tỉa đen, hơn nữa còn là toàn thân biến đen, giống như bị lửa huân qua đồng dạng, nhưng đó là người bù nhìn, lửa khẽ dựa gần lập tức liền sẽ lấy. Tiểu ca, có phải hay không là người đốt phù thời điểm huân? Mập mạp nhìn xem người bù nhìn vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao có thể, hoàng phù lửa làm sao có thể đem hai cái người bù nhìn đều huân đen? Ai, tiểu ca, người rơm này làm sao có miệng? Nhìn xem thật quái gì a? Nghe mập mạp nói chuyện, ta lập tức toàn thân run lên, cảm giác sự tình cực kỳ không thích hợp, bởi vì ta đâm người bù nhìn, căn bản cũng không có miệng. Người bù nhìn đâm thời điểm, bình thường không lưu miệng. Bởi vì không có gì dùng, nhiều nhất tượng trưng họa một đường vết rách xem như miệng. Nhưng ta hai cái này người bù nhìn, miệng chỗ thế mà bị cắt, có hai đạo thật sâu vết rách, chợt nhìn thật giống như nhiều một cái vả miệng. Ta cẩn thận quan sát một chút, phát hiện vết rách không phải bị lợi khí cắt, ngược lại giống như nhưng nứt ra, thật giống như mình dài một cái miệng ra tới đồng dạng. Ai, tiểu ca, người rơm này miệng giống như có vật gì? Mập mạp vừa nói một bên dùng tay hướng người bù nhìn trong mồm móc. Ai nha, mẹ bán phê, đây đều là chút cái gì đồ chơi. Mập mạp đột nhiên dọa đến hét lớn một tiếng, sau đó tay vội vàng từ người bù nhìn miệng bên trong đem ra, trong tay còn mang ra một đại đoàn đen xì đồ chơi, ta định chử xem xét, phát hiện thế mà là tóc. Mập mạp dọa đến liền vội vàng đem tóc phung trên mặt đất, biểu lộ hơi kinh ngạc. Tiểu ca, cái này, này sao lại thế này, tóc là người bỏ vào người bù nhìn miệng bên trong. Thả cái quỷ, đừng nói tóc. Người rơm này bản thân liền miệng đều không có. Kia tại sao có thể như vậy? Người rơm này có chút tà dị a. Mập mạp vội vàng cách người rơm này xa xa, không dám ở tới gần. Ta lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng, người bù nhìn là ta đâm, hẳn không có vấn đề, không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ta đem tay cũng bỏ vào một cái khác người bù nhìn miệng bên trong, móc mấy lần về sau, phát hiện bên trong cũng có một đoàn tóc, tóc này tương đối ngắn. Nhìn tựa như là nam nhân, chẳng qua trừ cái này, hai cái người bù nhìn có vẻ như không có bất kỳ không ổn nào. Tiểu ca, có phải hay không là ngươi cái này đạo thuật xảy ra vấn đề gì, hai cái người bù nhìn biến dị, mình mọc ra miệng. Nói xong mập mạp hoảng sợ nhìn xem hai cái người bù nhìn, giống như người bù nhìn thật hội trưởng chân chạy tới bóp chết hắn như vậy. Ta phất phất tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng, cái này đạo thuật mặc dù ta là lần đầu tiên dùng, nhưng tuyệt đối không có ra bất kỳ sai lầm nào. Mà lại Liễu Đình trước đó không phải cũng nói sao, nàng cùng lão công đột nhiên so trước đó ân ái, nói rõ cái này đạo thuật xác thực có hiệu quả. Ta đánh cái đại đại ngáp, không tiếp tục để ý tới hai cái này người bù nhìn, bởi vì tối hôm qua ta thi người giấy thuật, hiện tại toàn thân bất lực, váng đầu choáng nặng nề, người cực kỳ khốn, không có cách nào lại đi suy nghĩ vấn đề gì, hiện tại ta chỉ muốn trở về trường học ký túc xá ngủ một giấc ngon lành. Ta vốn cho rằng thuật kia thi về sau. Người bởi vì mượn tinh huyết cho người giấy, ngay lập tức sẽ lâm vào toàn thân không còn chút sức lực nào triệu chứng, nhưng ta tối hôm qua lại không có việc gì, ngược lại là đêm nay phát tác. Ta khuyên bảo mập mạp,
nếu như kia hai cái người bù nhìn thật có gì không ổn, cũng không cần sợ, trực tiếp lấy ra ngoài cửa tiệm đốt đi. Dặn dò xong mập mạp về sau, ta vừa định rời đi, đột nhiên liền nghe được ngoài cửa vang lên một trận chói tai thanh âm. Thanh âm kia là có người đánh bát bồn phát ra, nghe để cho người phiền lòng ý loạn, đã chói tai lại khó nghe. Ta dựa vào, cái này hơn nửa đêm, làm sao còn có ăn mày tới. Đủ chuyên nghiệp a, mập mạp nói đưa đầu hướng ngoài tiệm nhìn, ta cũng liền bận bịu đi theo. Chúng ta còn không có trông thấy người tới là ai, nương theo lấy trận kia chói tai tiếng đánh, người kia lại niệm lên thơ. Âm dương chia làm hai đường, nhân quỷ đều khác đường, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc. Thanh âm nghe rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua, ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau về sau, cũng không còn hết nhìn đông tới nhìn tây, vội vàng đi ra ngoài. Đi ra ngoài tiệm thời điểm, trông thấy một tên ăn mày nhỏ nằm tại cách ngoài tiệm chỗ không xa, một tay chống đỡ đầu, một tay dùng đũa đập trên đất chén bể, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, âm dương chia làm hai đường, nhân quỷ đều khác đường, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc. Ai, người không trước đó kia tiểu ăn mày sao? Đêm hôm khuya khoắt người chạy tới ta cửa tiệm ồn ào cái gì? Mập mạp bịt lấy lỗ tai, ra hiệu nàng đừng gõ. Trước cửa cái này người, chính là trước đó gặp phải tiểu ăn mày, nếu không phải nàng, chúng ta còn chưa nhất định có thể hàng phục đầu xà tinh kia đâu. Mập mạp nói nàng là nữ, không muốn đến uy chát đáng tiếc, hiện tại người lại đưa tới cửa, không biết hắn hiện tại cái gì cảm tưởng. Tiểu cô nương, người thế nào lại tới rồi? Mập mạp, cầm hai cái màn thầu ra tới cho người tình nhân cũ a. Ta lại ngáp một cái, chuẩn bị đi trở về trường học, để bọn hắn hai tự ôn chuyện, ta liền không làm bóng đèn rồi. Tiểu ăn mày nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nói thôi đi, người cái này cửa hàng trưởng cũng quá nhỏ khí a. Lần trước ta chỉ điểm ngươi gọt con rắn kia, mới cho ta hai cái màn thầu. Làm sao cũng phải cho ta hai con gà ăn mày a. Nghe tiểu ăn mày, ta lập tức hộc máu, lão tử mẹ nó một tuần lễ ăn 6 ngày rau giá, còn lại một ngày mới bỏ được phải ăn bữa thịt. Nàng mới mở miệng liền hỏi ta muốn hai con gà, uống xong rượu giả không có tỉnh a. Gà ăn mày ta liền không có, nhưng có thể đem mập mạp nướng cho ngươi ăn. Ta liếc một cái bên cạnh mập mạp. Cút, mập mạp cấp tốc trợn mắt nhìn ta một cái, lão nguội, đừng nghe hắn nói hưu nói vượt, tiến đến, ca cho ngươi ăn lạp xưởng hun khói, lại lớn lại thô lạp xưởng hun khói. Tiểu ăn mày khinh bỉ nhìn chúng ta liếc mắt, sau đó cũng không còn dựng chúng ta lời nói, tiếp tục gõ bát. Âm dương chia làm hai đường, nhân quỷ đều khác đường, người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc. Tiểu ăn mày một trận này niệm đối với mập mạp đến nói liền cùng kim cương kinh đồng dạng, phiền phải hắn lại che lên lỗ tai, nhưng là ta lại nghe ra một điểm môn đạo. Trải qua lần trước về sau, ta liền biết cái này tiểu ăn mày tuyệt đối không phải người bình thường, đoán chừng lần này cũng có chuyện mà đến, nhìn nàng nhắc tới, có vẻ như là ám chỉ cái gì. Mập mạp, nhanh đi mua hai con gà ăn mày trở về. Ta đối mập mạp nói. Mập mạp nhún vai, cái này hơn nửa đêm, đi đâu mua gà ăn mày, người ta sớm đóng cửa. Vậy ngươi liền đi KFC mua hai con gà tơ, nhanh, đừng lề mề. Ta thúc giục nói. Mập mạp bất đắc dĩ, đành phải một bên nói thầm, vừa đi nói nếu không phải lão tử nhìn ngươi là nữ, mới không hầu hạ ngươi cái này thối tên ăn mày đâu. Mập mạp rời đi về sau, ta liền đem tiểu ăn mày đón vào, sau đó trà ngon kêu gọi. Biết điều. Hắc hắc, ngoan, tiểu ăn mày sờ sờ đầu của ta, một bộ lão sư phó phong phạm, hại ta rất muốn một cái búa đập chết nàng, nhưng lại không tiện phát tác. Tiểu ăn mày uống mấy ngụm trà về sau, ta liền cùng với nàng bắt đầu trò chuyện, hy vọng có thể từ trong miệng của nàng đào ra một chút đồ vật, nhưng nàng mạnh miệng phải cùng cái chảo đồng dạng, không ăn gà một câu đều không nhắc. Qua một hồi thật lâu, mập mạp mới từ bên ngoài xách hai con nóng hầm hập gà tơ trở về câu nói đầu tiên là nói với ta. Tiểu ca, cái này nhưng phải cho ta thanh lý, công còn công, tư còn tư ha. Không đợi ta trả lời, tiểu ăn mày liền cùng con chó đói chụp mồi đồng dạng đem gà tơ đoạt lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết, liền xương cốt gần như cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tiểu ăn mày đem 5 cái tay chỉ từng cái liếm xong, đánh một cái rất dài ở một cái, sau đó mới chỉ vào chúng ta nói, hai người các ngươi đoán chừng phải ngã nấm mốc, chẳng những sinh ý không làm được, còn muốn đem mệnh cho vứt bỏ. Nghe tiểu ăn mày, hai chúng ta một mặt ngây ngốc, không biết nàng nói lời này ý gì, làm sao vô duyên vô cớ, còn muốn mất mạng rồi. Chẳng qua lòng ta lại bị nhấc lên, bối rối cũng giảm hơn phân nửa. Tiểu ăn mày, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được,
chúng ta thật vất vả mới tiếp hai đơn sinh ý, rủa ta nhóm rủi ro thì thôi, mất mạng liền quá phận a, huống chi chúng ta còn xin ngươi ăn gà. Mập mạp một mặt bất mãn. Không, Trương Tiểu Mạn kia đơn sinh ý căn bản không hề bắt đầu, nàng nói hẳn là Liễu Đình chuyện này. Sau khi nói xong, ta đột nhiên nhớ tới trên pháp đàn mặt đặt vào kia hai cái người bù nhìn, ẩn ẩn cảm giác sự tình giống như càng ngày càng không thích hợp. Tiểu ăn mày lại đánh một cái ợ một cái, sau đó vỗ nhẹ bộ ngực, ta tiểu ăn mày nói lời, sao lại là nói đùa, ta nói các ngươi gặp nạn, chính là gặp nạn. Nói xong chỉ bên cạnh ghế sofa trên bàn đặt vào bài poker, ra hiệu mập mạp lấy tới. Mập mạp lấy tới về sau, tiểu ăn mày đối với chúng ta nói, các ngươi hai tùy tiện rút một tấm đi. Ngươi muốn làm gì, ta cùng mập mạp đồng thời hỏi. Tiểu ăn mày một người gõ một cái đầu, sau đó thúc giục nói, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, bản tên ăn mày cho các ngươi tính một mạng, nhanh, ăn no có chút buồn ngủ. Ta cùng mập mạp hai mặt nhìn nhau, đối tiểu ăn mày có chút nửa tin nửa ngờ, tên ăn mày sẽ còn đoán mệnh. Cái này không nói nhảm sao. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng ta cùng mập mạp vẫn là một người rút một tấm bài poker ra tới. Lật đến chính diện tới, tiểu ăn mày kêu lên. Ta cùng mập mạp đồng thời lật tới, hai người bài thế mà theo thứ tự là ách bích bốn cùng hoa mai bốn, đối đoán mệnh nửa vời ta, cũng mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Bởi vì rút chúng bài poker bên trên đen bốn, cùng rút chúng chết ký cũng không có gì khác biệt. Tiểu ca, sắc mặt của ngươi vì cái gì trở nên khó coi như vậy? Mập mạp gãi đầu một cái, còn không có phát hiện sự tình không thích hợp. Bốn liền là chết, huynh đệ, tỉnh không có. Tiểu ăn mày dùng đũa gõ một cái mình chén bể, phát ra chừng một thanh âm vang lên. Thôi đi, bàn ra ta làm thần côn cũng nhiều năm rồi, những cái này tiểu thủ đoạn, lão tử cũng không dùng một phần nhỏ, chỉ bằng rút một tấm đen bốn liền nói chúng ta sinh mệnh đáng lo, đùa ta chơi đâu. Mập mạp ngửa đầu, có chút không phục. Ha ha, tiểu ăn mày cười lạnh hai tiếng, không tin ngươi đem bài tẩy mấy lần, lại rút một lần. Tẩy liền tẩy, ai sợ ai. Mập mạp đem bài lặp lại tẩy một lần lại một lần, sau đó chúng ta một lần nữa rút một lần. Nhưng ngoài dữ liệu chính là, lần này chúng ta thế mà còn là rút đến hai con đen bốn. Mẹ bán phê, thử một lần nữa. Mập mạp không phục lại thử mấy lần, nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Ngoá, thật sự là tà môn, cái này bài chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người đi. Làm sao sờ tới sờ lui đều là hai con đen bốn. Mập mạp rốt cục nhận thua. Sắc mặt cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, nhưng bên cạnh tiểu ăn mày lại ngáp liên tục, đối với chúng ta rút bài kết quả không có chút nào hứng thú, giống như biết chúng ta khẳng định sẽ rút chúng đen bốn đồng dạng. Trừ mất mạng, sẽ còn rủi ro a, không tin ngươi tiếp lấy rút, nhìn có phải là mãi mãi cũng rút không đến đỏ đào bài. Tiểu ăn mày nói tiếp, mập mạp vẫn là không tin ta, liên tiếp quất mười mấy chương, quả nhiên chỉ rút đến màu đen bài poker. Mập mạp để phòng có bẫy. Liền vội vàng đem bài poker lật lên, nhưng cái này bài lại rất bình thường, căn bản không có bất kỳ cái gì không đúng, đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, mới nhớ tới cái này bài poker là mình. Mập mạp một mặt mờ mịt nhìn ta, muốn nói cái gì, nhưng miệng chỉ là giật giật, giống như lại quên nói thế nào đồng dạng. Chỉ rút đến đen bài nói rõ sẽ không may vận, nhẹ thì rủi ro, nặng thì họa sát thân, nhưng hai thứ này chúng ta tựa hồ cũng có. Ta lo lắng nhìn xem tiểu ăn mày. Hy vọng nàng có thể cho chúng ta chỉ điểm một chút. Nhìn ta làm gì a? Ta chính là bụng có chút đói, đi qua nơi này thời điểm nghe được các ngươi cái này có chút đặc thù hương vị, cho nên liền thuận tiện cho các ngươi tính một quẻ, thật đúng là không may, để ta tính ra sự tình, nhưng cụ thể phát sinh chuyện gì, chỉ có chính các ngươi biết. Tiểu ăn mày giống như cái gì cũng không biết đồng dạng, nháy hai con mắt to. Vậy có thể hay không mời ngươi nói một chút, nghe được kia đặc thù hương vị là cái gì? Ta hỏi. Tiểu ăn mày nhíu mày, dùng ngón tay xoa huyệt thái dương, một lát sau, nàng mới đột nhiên hoa một tiếng, ta nhớ tới, tựa như là nam dương hàng đầu hương vị. Hàng đầu. Làm tiểu ăn mày nhắc lên cái tên này thời điểm, ta đột nhiên từ trên ghế bắn lên, đem hai bọn họ dọa kêu to một tiếng. Ta vội vàng chạy tới pháp đàn kia, đem trước người bù nhìn miệng bên trong đút lấy kia hai đoàn tóc cầm tới để lên bàn. Tiểu ăn mày, có phải là tóc này hương vị? Ta chỉ vào tóc nói. Tiểu ăn mày xích lại gần đi vừa nghe, lập tức bị sặc đến thẳng ho khan, vội vàng nắm lỗ mũi nói, đúng, chính là cái này quỷ đông tây, hương vị sặc đến thật nhiều, ta trước kia đã nghe qua. Mập mạp nghe thôi, cũng tiến tới nghe, nhưng hắn lại nghe không ra sặc hương vị,
ngược lại cảm thấy có chút hương, cùng nữ mùi trên người. Tiểu ăn mày vội vàng lườm hắn một cái, đừng bắt người kia mũi heo so với ta, người nghe là thế tục ngũ vị, ta nghe lại là âm dương si mị. Mập mạp bị đánh một cái lạnh côn, đành phải sờ sờ mũi hỏi, ý của ngươi là, tóc này bị hạ hàng đầu. Còn chưa chờ tiểu ăn mày nói chuyện, ta liền đã nghĩ rõ ràng, vội vàng trả lời, không phải tóc bị hạ hàng đầu, mà là tóc này dùng để hạ xuống đầu. Trải qua tiểu ăn mày một trận này chơi đùa, mặc dù mập mạp còn có chút mộc, nhưng ta đã đại khái biết sự tình mờ ám, nói trắng ra chính là Liễu Đình cái này sự tình bên trong còn có nhiều bí ẩn, cũng không có nàng nói đơn giản như vậy. Tiểu ăn mày, hàng đầu thuật mặc dù ta cũng có nghe thấy, nhưng cụ thể làm sao chuyện ta cũng không rõ ràng lắm, có thể hay không nói cho chúng ta một chút. Ta khẩn cầu, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như Liễu Đình cái này sự tình còn cùng hàng đầu dính líu quan hệ, vậy ta không thể không trước bữa tiếp theo công phu. Đúng đúng đúng, ngươi liền theo chúng ta phổ cập chút khoa học chứ sao. Mập mạp giống như đối cái này cũng tương đương có hứng thú. Tốt a, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cái này gà ăn đến thật thua thiệt. Tiểu ăn mày mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được liếm môi một cái, một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ. Hàng đầu thuật, là lưu truyền tại Đông Nam Á khu vực một loại vu thuật. Tương truyền, là Đông Nam Á khu vực Thái, Giản, Lào, Sa, Ngựa, Indonesia, không phải cùng đại lục phương Nam cổ đại Mây, Kiềm, Quế, Đài Loan, Bách Việt các tộc tiên dân lưu hành đông đảo bản thổ vu thuật chủng loại. Khác biệt khu vực Pháp, nó thi pháp quá trình ngàn kém trăm dị, nhưng điểm giống nhau dùng nhiều xương người, huyết dịch, tóc, móng tay, thành hình người thai, một loại nào đó đầu gỗ một loại nào đó tảng đá, phấn hoa, dầu các loại tài liệu, pháp thuật loại hình phần lớn thiên về âm tính. Bình thường căn cứ sử dụng trình độ có thể chia làm hai loại, một loại là lợi dụng hàng đầu thuật đến hóa giải song phương ân oán hoặc là tăng tiến lẫn nhau tình cảm, mà đổi thành một loại chính là để người trong lúc vô tình thụ thương thậm chí tử vong. Hàng đầu cùng cổ khác biệt, cái gọi là hàng đầu thuật, từ trình tự bên trên nhìn ngay tại ở hàng cùng đầu. Hàng chỉ thi pháp sử dụng pháp thuật hoặc thuốc cổ thủ đoạn, đầu chỉ bị thi pháp cá thể, cũng bao hàm đối bị thi pháp cá thể liên hệ nắm chắc như bị người thi pháp sinh nhật, tính danh, ảnh chụp, thường dùng vật phẩm áo quần, son môi, cái chén thân thể bộ phận liên quan vật như lông tóc móng tay chờ. Hàng đầu đặc điểm là lấy thi pháp làm chủ, dựa vào thảo dược cùng không biết tên sinh vật. Tiểu ăn mày sở dĩ nghe được ra hàng đầu hương vị, cũng tất cả đều là bởi vì hàng trước dưới mặt một loại phụ trợ đặc thù thảo dược. Ta biết cũng liền đại khái những cái này, chẳng qua là chút da lông thôi, còn có rất nhiều hàng đầu bí thuật ta cũng không rõ ràng. Tiểu ăn mày sau khi nói xong, duỗi ra lưng mỏi, sau đó liền toàn bộ nằm xuống ghế sofa nằm ngáy o o lên, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, nguyên một phó thối tên ăn mày bộ dáng. Ta cùng mập mạp cũng lười để ý đến nàng. Ngược lại suy nghĩ Liễu Đình cái này sự tình đến, chúng ta cùng nghi hoặc cái này hàng đầu đến cùng là thế nào hạ đến người bù nhìn trên thân đến, thì có ích lợi gì chỗ. Nếu như hàng dưới đầu đến người trên thân chúng ta còn có thể lý giải, nhưng là hạ đến người bù nhìn trên thân, kia thì có ích lợi gì. Chúng ta đối hàng đầu hiểu rõ thiếu biết lại thiếu, căn bản không biết thi thuật giả dụng ý cùng hàng đầu mục đích. Mặc kệ, mập mạp ngươi trước gọi điện thoại cho Liễu Đình xác nhận một chút, nhìn có hay không phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Sau đó chúng ta lại tính toán sau. Ta nói. Mập mạp nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu gọi Liễu Đình điện thoại. Một lát sau về sau, mập mạp nói với ta nói tắt máy, chẳng lẽ hiện tại cùng lão công tại ân ái bên trong a? Ta không nói gì, sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc, chỉ hy vọng như thế đi, nói rõ như vậy sự tình coi như thuận lợi, chẳng qua không biết vì cái gì, trong lòng ta giống như luôn có một khối đá đè ép đồng dạng, có chút thở không nổi, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đúng vào lúc này, đột nhiên mập mạp điện thoại vang lên, hắn cầm lên xem xét, lập tức đối ta hô một câu, là Liễu Đình. Ta làm một cái điện thoại thủ thế, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nhận. Uy, là Liễu Đình sao? Ai u, cái này hơn nửa đêm, cùng ngươi lão công ân ái đi a, gọi điện thoại cho ta làm gì, thế nào, cái kia sinh hoạt coi như bình thường sao? Mập mạp mới mở miệng liền dắt con bê, mang trên mặt chiêu bài tự đắc nụ cười thô bỉ. Nhưng nụ cười này qua không bao lâu liền cứng đờ, tiếp qua mấy giây, hắn toàn bộ sắc mặt đều trở nên tái nhợt, đồng thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó hung hăng vỗ, đem điện thoại cho treo. Ta biết sự tình khẳng định có biến cố, không phải mập mạp sẽ không đột nhiên biến vẻ mặt này, liền vội hỏi hắn Liễu Đình đến cùng nói thứ gì. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 2.